Văn nhân Mục Nguyệt không dễ xấu hổ nhưng thân thể nàng lại cực kỳ mẫn cảm. Ngay khi Tần Lạc vuốt ve cổ nàng, thân thể nàng thực sự căng lên như quả bóng. Cho tới khi Tần Lạc liên tục nhắc nhở, hơn nữa hai tay hắn bắt đầu xoa bóp đầu của nàng, kích thích huyệt vị ngủ, nàng mới dần dần tiến vào cảm giác vô thức, thân thể nàng hoàn toàn thả lỏng. Tần Lạc thầm nghĩ, người cần phải căng thẳng phải là mình mới đúng chứ. Đối mặt với một tuyệt sắc giai nhân như nàng, nếu là một người đàn ông bình thường thì chỉ e rất khó giữ cho tâm hồn mình tĩnh lặng. Hơn nữa khi nhớ tới chuyện văn nhân Mục Nguyệt từng là vị hôn thê của mình, trong lòng Tần Lạc không khỏi có một cảm xúc khác thường. Nếu như hắn không tới gia tộc văn nhân thối hôn, nếu như hai người vẫn làm theo ước định từ trước, dắt tay nhau tới trước bàn thờ, hắn sẽ là chồng của Mục Nguyệt sẽ là người vợ hiền của hắn. Hai người nắm tay nhau cùng sống tới bách niên giai lão, không hiểu cảnh tượng khi đó sẽ thế nào nhỉ? Nếu như, tất cả cũng chỉ là hai từ nếu như. Động tác của Tần Lạc rất nhanh nhẹn, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của văn nhân Mục Nguyệt mà lãng phí nhiều thời gian. Trái lại ngón tay hắn ấn mạnh, tìm huyệt chính xác, nhanh chóng giải quyết hết tật sái cổ của văn nhân Mục Nguyệt. Xong rồi Tần Lạc nói, bây giờ cảm giác thế nào? Văn nhân Mục Nguyệt nhẹ nhàng lắc cổ, cẩn thận cảm nhận rồi nói, rất tốt, rất nhẹ nhàng. Anh rất lợi hại, những nhân viên chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp phải cần nửa tiếng mới có thể giải quyết được. Tần Lạc cười nói, nhân viên chăm sóc sức khỏe làm việc phải có thù lao. Nếu như người đó chỉ giải quyết vấn đề của em trong vòng 3, 5 phút, liệu hắn có dám mở miệng đòi em giá cao không? Tôi làm miễn phí, không bắt buộc phải trả tiền nên đương nhiên càng nhanh càng tốt. Vậy sau này tôi thuê anh làm nhân viên chăm sóc sức khỏe cao cấp cho tôi là được, văn nhân Mục Nguyệt nhìn Tần Lạc nói. Không thành vấn đề, Tần Lạc sảng khoái đồng ý, chỉ cần tôi có mặt ở Yến Kinh, chỉ cần gọi bất kỳ lúc nào tôi cũng có mặt. Tần Lạc nhìn đồng hồ và nói, thôi được, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Thời gian nhanh quá, trong vòng 2 ngày tôi phải gặp mặt rất nhiều người. Được, văn nhân Mục Nguyệt gật đầu đồng ý. Tần Lạc đứng dậy rời đi, khi đi tới cửa hắn quay đầu lại nói, tới gặp em một chuyến mà rất khó khăn. Nhân viên của công ty em không nhận ra tôi. Anh muốn nói gì? Tôi muốn nói là em phải mở rộng tầm mắt cho bọn họ. Vậy có cần phải treo một tấm áp phích lớn có ảnh anh ở lầu 1 của Hoàn Cầu không? Tôi không có ý kiến, Tần Lạc cười nói. Nếu em không sợ những phóng viên bát nháo kia viết bậy bạ thì em cứ treo. Tôi không sợ, anh sợ, văn nhân Mục Nguyệt nói. Sau này anh có thể lên thẳng lầu 16. Mật mã lưu hành của anh là 369. Tôi sẽ cho người đăng ký thông tin của anh với bên an ninh. Lần sau gặp, Tần Lạc vẫy vẫy tay, lắc đầu, quay người bước đi rất kiểu cách. Sau khi rời khỏi building Hoàn Cầu, Tần Lạc đang đứng dưới phố, chuẩn bị bắt taxi quay về biệt thự Lâm ra thì một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước mặt hắn. Cửa dưới của xe mở ra, một gương mặt quen thuộc ló ra. Nếu có thời gian, trưa nay chúng ta đi ăn cùng nhau, Tần Túng Hoành cười ha hả nói. Gương mặt anh Tuấn, nụ cười nhã nhặn, trang phục tiêu chuẩn của một thanh niên thành công trong sự nghiệp. Tần Lạc suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy đói bụng liền gật đầu nói, cũng được. Lên xe đi, Tần Túng Hoành mở cửa xe. Tần Lạc chui vào trong xe, ngồi cạnh Tần Túng Hoành. Lái xe của Tần Túng Hoành chính là cận vệ Điền Loa. Bất kỳ khi nào Tần Túng Hoành xuất hiện, Tần Lạc luôn nhìn thấy bóng dáng của Điền Loa. Lâu rồi không gặp, Tần Lạc cười chào hỏi Điền Loa. Dù Tần Lạc và Điền Loa cũng chỉ gặp nhau vài lần nhưng hắn vẫn cảm thấy Điền Loa cũng là một người đàn ông thú vị. Ít nhất Điền Loa cũng thú vị hơn chủ của hắn nhiều. Trước mặt chủ nhân của tôi, anh hãy để tôi làm một người quang minh chính đại, miệng Điền Loa ngậm một điếu thuốc nhưng hắn vẫn chưa châm lửa. Trong lúc nói hắn vẫn không quay đầu lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước. Đây là một người đàn ông có vẻ rất trầm tĩnh. Khi hắn đã làm việc, không có việc gì làm hắn phân tâm. Điều này không thể được, bạn của bạn không thể không trở thành bạn bè, Tần Lạc cười từ chối. Vậy anh hại tôi, Điền Loa cười gượng gạo nói. Khi quay về nhà tôi sẽ bị sa thải. Tần Lạc cười hỏi Tần Túng Hoành, chúng ta đang đi đâu vậy? Ăn cơm, Tần Túng Hoành nói, tôi biết có một khách sạn nấu món ăn phương Nam rất ngon. Tôi đưa cậu đi nếm thử. Hao tổn tâm trí rất nhiều nên đương nhiên biết khẩu vị đạm bạc của tôi, Tần Lạc cười nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sẽ là hoàn toàn nói dối nếu tôi nói tôi không biết chút gì về cậu, Tần Túng Hoành nói vẻ nghiêm túc. Trái lại, tôi muốn nói cho cậu biết, trong thời gian gần đây, tôi chuyên tâm nghiên cứu về cậu. Có kết luận gì không? Linh Dương cưa sừng, không thể tìm ra.
đánh giá này cao quá, tôi thừa nhận không được như thế. Tần Lạc khiêm nhường nói. Không phải cố sức nói lời hay lấy lòng cậu, cậu không phải là người phụ nữ yêu thích của tôi, càng không phải ý à bạn bè thân thích của tôi. Chúng ta chỉ là bạn bè vãng lai với nhau. Tần Túng Hoành thẳng thắn nói, tôi đã nghiên cứu qua phong cách làm việc cùng với những bài diễn thuyết của cậu. Lần nào cũng mang lại sự ngạc nhiên, vui mừng cùng với sự phấn chấn của người khác. Không phải gắng sức nhưng vẫn tạo ra kỳ tích. Không thể không nói cậu đã làm rất thành công. Tất cả con người trên đời này đều không thoát khỏi một chữ giả. Có người giả bộ rồng thì giống như rồng, giả bộ chó thì giống như chó. Có một số người thì lại bắt chước cái chẳng ra mèo cũng chẳng ra cáo. Câu nói của đại thiếu làm tôi được ái mà cảm thấy lo lắng. Tần Lạc nói, tôi thật sự không nghĩ tôi muốn giả bộ cái gì đó. Nếu nói là giả bộ cái gì đó, tôi chính là đang cố gắng giả dạng làm người. Một người có thể đứng thẳng. Đây chính là điều tò mò của tôi. Tần Túng Hoành cười nói. Trên đời này thực sự có người như vậy sao? Tần Lạc phản bác, anh không tin, có người tin. Mục Nguyệt có tin không? Tin. Cậu khẳng định như vậy sao? Tần Lạc nói, đúng vậy, bởi vì chúng tôi là bạn bè. Tần Túng Hoành cười cười, hắn không tiếp tục nói về vấn đề sáo rỗng đó với Tần Lạc mà chuyển sang nói về chuyện khác, hắn bàn luận với Tần Lạc về phong cảnh, thắng cảnh món ăn ở Dương Thành. Không thể không thừa nhận, Tần Túng Hoành có kiến thức rộng rãi. Hắn nói tới một số thắng cảnh, món ăn mà ngay cả Tần Lạc là người địa phương, sinh ở Dương Thành cũng chưa từng tới, ăn thử. Cố ý cùng Tần Túng Hoành đề nghị dẫn Tần Lạc đi thưởng thức từng món ăn một, Tần Lạc vui vẻ đồng ý. Không khí trong xe không còn vẻ căng thẳng như lúc ban đầu. Hơn 10 giờ, xe đỗ lại trong sân của một khu nhà rất cổ kính. Tần Lạc mở cửa xe, nhìn thấy bảng hiệu màu vàng trên cổng hình vòng cung có hai chữ Việt cư liền hỏi, đây là đâu vậy? Vào triều Thanh ở Yến Kinh có rất nhiều vương tộc. Sau khi những vương tộc này xuống dốc, phủ đệ này bị thu hồi, có những phủ đệ trở thành điểm du lịch làm lợi nhuận cho đất nước, có những phủ đệ bị biến thành khách sạn hay nhà hàng theo phong cách Trung Quốc. Việt cư này trước kia là phủ bối tử, sau được một người địa phương mua lại và cải biến thành một nhà hàng phương Nam. Nam Bắc hòa hợp, rất có phong cách. Tần Túng Hoành vừa giới thiệu với Tần Lạc, vừa dẫn hắn vào trong. Ngay lập tức có một cô gái mặc áo sườn xám màu đỏ đi tới nghênh đón. Điền Loa tươi cười đi tới, hai người trao đổi với nhau mấy câu. Cô gái tiếp tân liền dẫn mấy người vào một phòng hảo hạng. Gian phòng được kết cấu bằng gỗ, giữ nguyên sự xa xỉ và quý phái của vương phủ. Một chiếc bàn gỗ, ghế tựa màu đỏ kê cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ sắc xuân rực rỡ, muôn hoa khoe sắc, đình thủy tạ, hòn non bộ các cảnh. Thực sự là cực kỳ thú vị. Người nghèo ăn cơm, người giàu ăn chính là thưởng thức. Tiếp theo đó một gã bồi bàn mang khăn ấm lau mặt tới. Sau khi dùng khăn ấm lau tay, Tần Lạc và Tần Túng Hoành cùng nhau chọn món ăn và đồ uống. Tần Lạc hiểu rằng đã tới lúc đi vào chủ đề chính. Không có chuyện không lên điện tam bảo, Chí công tử Tần Túng Hoành lại tự dưng mời khách ăn ngon như vậy sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì người anh em đã có một người bạn gái tri kỷ là Lâm Hoán Khê, đúng không? Tần Túng Hoành nhìn Tần Lạc hỏi. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, Tần Lạc trả lời. Hắn biết Tần Túng Hoành muốn nói về vấn đề gì nên việc ứng phó cũng không khó khăn. Ồ, rất khâm phục, tôi đã có may mắn được gặp qua Lâm tiểu thư vài lần. Quả thật rất đáng kinh ngạc, cô ấy ở cùng với Tần huynh đệ quả thật là đôi trai tài gái sắc, duyên trời đã định. Nhiều người cũng nói như vậy, Tần Lạc ngượng ngùng nói, đón nhận sự ca tụng của người khác. Người Trung Quốc có một tật xấu, nếu như bạn khen người khác tốt, người đó sẽ nói mình không có nhiều chỗ tốt như vậy. Nếu như bạn nói người đó không tốt, người đó sẽ đỏ mặt tía tai hỏi bạn tại sao lại bảo hắn không tốt. Hắn có chỗ nào không tốt, làm sao bạn lại biết hắn không tốt, vân vân. Tần Lạc lại không hành xử như những người khác bảo hắn tốt, hắn cảm thấy quả thật mình rất tốt. Người khác nói hắn không tốt, hắn vẫn cảm thấy mình rất tốt. Đó không phải do tôi cố tìm hiểu mà trong lúc vô tình tôi nghe được một người bạn nói. Tôi biết hai người đã sống chung với nhau, khi nào tôi mới có may mắn uống rượu mừng của hai người. Tần Lạc nhìn Tần Túng Hoành, cười phá lên. Tần Túng Hoành đang bưng chén trà cũng cười, chỉ có điều nụ cười của hắn không khoa trương như nụ cười của Tần Lạc. Những gì đại thiếu nói tôi đều hiểu, tôi biết anh thích Mục Nguyệt, anh muốn theo đuổi cô ấy, cũng chỉ vì anh không thể theo đuổi người phụ nữ của mình mà anh dám giục tôi kết hôn sao? Tần Lạc vạch trần tờ giấy mỏng che phủ giữa hai người, bóc trần sự việc. Tần Túng Hoành không xấu hổ,
cũng không thẹn quá hóa giận khi bị người chọc tức. Thậm chí vẻ mặt của hắn vẫn bình thản, không bối rối. Quả thật công phu bồi dưỡng phẩm hạnh của hắn là hạng nhất. Cậu cảm thấy tôi là người thế nào? Tần Túng Hoành nhìn Tần Lạc hỏi. Rất khá, phong cách tuấn dật, trẻ tuổi giàu có, gia thế vững vàng, tài hoa hơn người. Một người đàn ông như vậy, có rất nhiều cô gái tranh giành muốn hiến thân. Tần Lạc nghiêm túc nói. Cậu cảm thấy tôi và Mục Nguyệt ở cùng thì như thế nào? Tần Túng Hoành không vì Tần Lạc khen ngợi mà dương dương tự đắc, hắn bình tĩnh hỏi. Tần Lạc chăm chú suy nghĩ một lát rồi hắn lắc đầu nói, anh không xứng với cô ấy. Chương 470, gọi mẹ. Chí công tử Tần Túng Hoành, cuồng nhân Bạch Phá Cục, đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh Văn Nhân Mục Nguyệt, ba người này được xưng là Yến Kinh Tam Kiệt. Dựa theo sắp xếp thứ tự tên tuổi, Tần Túng Hoành xếp thứ nhất. Bạch Phá Cục thứ hai, cô gái Văn Nhân Mục Nguyệt đành phải xếp thứ ba. Nếu như nói ở Trung Quốc này ai là người xứng đôi với Văn Nhân Mục Nguyệt, mọi người đều cho rằng Tần Túng Hoành hay Bạch Phá Cục. Một người tỉ mỉ, chặt chẽ cẩn thận, một người trong vẻ thô lỗ có sự mềm lòng, cả hai đều là người hiếm gặp. Nhưng hôm nay lại có một người trước mặt Tần Túng Hoành nói hắn không xứng với Văn Nhân Mục Nguyệt. Tát thẳng vào mặt, Tần Túng Hoành nhìn Tần Lạc cũng nhìn Tần Túng Hoành. Trên mặt hai người đều xuất hiện một nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Câu nói vừa rồi chỉ giống như một câu nói đùa. Lý do, Tần Túng Hoành hỏi. Khi một cô gái lựa chọn người đàn ông thì luôn chú trọng những phẩm chất nào? Tần Lạc hỏi ngược lại. Còn phải xem đó là cô gái như thế nào. Tần Túng Hoành nhấp một ngụm trà và cười nói. Đại đa số các cô gái, Tần Lạc nói, đại đa số các cô gái khi yêu thương một người đàn ông đều dựa trên mấy vấn đề đơn giản sau. Một là nhân phẩm, hai là hình dáng, ba là gia thế, tài hoa, bốn là cảm xúc. Xin lắng tai nghe, Tần Túng Hoành thực sự có hứng thú, hắn thật sự rất muốn nghe con dế chuỗi này có thể luận bàn gì về sự vĩ đại của tình yêu. Trước tiên chúng ta nói về nhân phẩm, đại thiếu tự nhận mình là một người đàn ông vô song, có nhân phẩm đáng tin cậy sao? Thương trường như chiến trường, hư hư thực thực, quả thật không dám nhận bốn chữ, thành thật đáng tin, Tần Túng Hoành nói. Nhưng nếu như Mục Nguyệt có hỏi, tôi cũng tuyệt đối không giấu giếm. Hơn nữa với một cô gái như Mục Nguyệt, cậu cảm thấy nói dối cô ấy có ý nghĩa gì không? Tần Lạc gật đầu nói, thứ hai là hình thức, điều này đại thiếu coi như đã vượt qua được cuộc kiểm tra. Không dám nhận, Tần Túng Hoành giơ cao chén để bày tỏ lòng cảm tạ của mình. Có thể nghe được một câu nói dễ chịu từ miệng con người này quả thật không dễ dàng gì. Thứ ba là gia thế, tài hoa, Tần Lạc nhìn Tần Túng Hoành nói, về gia thế, đại thiếu xuất thân từ một gia đình quyền thế giàu có. Luận về tài hoa, tên tuổi của Chí công tử vang vọng khắp thành phố. Ngoại trừ cuồng nhân Bạch Phá Cục, những người khác khó có thể so với anh. Tần Túng Hoành cười tít mắt nói, nghe cậu giải thích như vậy, tôi cảm thấy mình và Mục Nguyệt đúng là một đôi trời sinh. Tại sao cậu lại cho rằng tôi không xứng đáng với cô ấy? Cũng cần phải nhắc tới điều thứ tư, Tần Lạc nói. Cảm xúc mới là quan trọng. Nếu như Mục Nguyệt có cảm xúc với anh, dù anh không có cách nào đáp ứng ba tiêu chuẩn đầu tiên, cô ấy vẫn thích như thường. Nếu như cô ấy không có cảm xúc với anh, dù anh có bỏ tiền mua ba tiêu chuẩn đầu cũng không có ý nghĩa gì. Vậy rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Tần Túng Hoành hỏi, hắn bị con người này quay cho một vòng ngay tại đây nên trong lòng khá khó chịu. Tôi muốn nói cho anh biết phải học được cách phân biệt chân tướng của sự việc. Anh đừng tưởng người khác nói anh với Mục Nguyệt là một đôi trời sinh là anh nghĩ quả thật hai người chính là một đôi trời sinh. Anh đã phạm phải sai lầm rất lớn của con người, anh có biết không? Ví dụ, Mục Nguyệt có xinh đẹp không? Xinh đẹp. Có thông minh không? Thông minh. Có tiền không? Rất nhiều tiền. Vậy là được rồi, Tần Lạc nói. Những thứ anh có, Mục Nguyệt cũng có, những thứ anh không có, Mục Nguyệt lại có. Tại sao cô ấy phải nghe theo người khác sắp đặt cho cuộc sống của mình? Tần Túng Hoành cười nói, tôi chỉ thành tâm theo đuổi, tôi không có cố gắng sắp xếp cuộc sống của cô ấy. Coi như anh đã hiểu chút manh mối, Tần Lạc giống như một giáo sư tình yêu, sắc mặt thản nhiên, kiên nhẫn giải thích, người đàn ông khác theo đuổi Mục Nguyệt anh có tức giận không? Anh có thể không tức giận ư? Hãy nói thành thật suy nghĩ của anh, nói ra ý nghĩ chân thật nhất trong lòng của anh. Hay nói như thế này, nếu như không có bất kỳ e ngại nào, nể mặt vân vân gì đó thì liệu anh có muốn xông tới đá cho người đó mấy cái không? Có, Tần Túng Hoành ngẩng mặt, nghiêm túc suy nghĩ và trả lời. Khi anh nhìn thấy tôi từ phòng làm việc của Mục Nguyệt đi ra, anh có tức giận không? Có, Tần Túng Hoành trả lời rất lưu loát.
Đây chính là vấn đề Tần Lạc nói, Mục Nguyệt là một người có tính cách cùng suy nghĩ độc lập, cũng là một cô gái có thể khống chế ham muốn của mình rất tốt. Tôi rất sẵn lòng tin rằng cô ấy sẽ chủ động theo đuổi một người đàn ông, nhưng tôi không muốn cô ấy thụ động tiếp nhận một người đàn ông. Mặc dù biểu hiện của anh vẫn chưa rõ ràng nhưng đã tự cho mình là bạn trai chính thức của Mục Nguyệt, thậm chí anh còn cho rằng nếu Mục Nguyệt lập gia đình thì cũng chỉ có thể lấy anh mà thôi, vì vậy trong lòng Mục Nguyệt cực kỳ chán ghét. Ánh mắt Tần Túng Hoành sáng lên, hắn nói vẻ khâm phục, nghe quân vương nói chuyện như đọc sách 10 năm. Những điều này anh học được ở đâu vậy? Trong lúc rỗi, đọc lướt qua mấy quyển sách tâm lý học. Lúc trước có đọc qua một quyển sách viết về tâm lý phụ nữ, Tần Lạc cười gượng nói. Quả thật những điều này hắn học được trong mấy cuốn sách tâm lý. Đương nhiên hắn cũng chỉ hiểu sơ sơ bên ngoài mà thôi. Trong thiên hạ có mấy người đàn ông có can đảm nói năng bậy bạ rằng mình hiểu tâm lý phụ nữ. Có người nào như vậy thì không ngu cũng là kẻ đần độn. Tần Túng Hoành hiểu rõ, hắn gật đầu nói, nếu như năm đó tôi học y thì có lẽ cơ hội theo đuổi Mục Nguyệt càng tốt hơn, đúng không? Không đâu. Vậy sao? Trên phương diện này, anh không có khả năng thiên phú, anh chỉ có thể là một lang băm. Anh nghĩ rằng Mục Nguyệt coi trọng những người có tài năng bình thường sao? Tần Tú Ác Hoành chủ động rót đầy chén trà của Tần Lạc, hắn cười nói, thảo nào cậu luôn luôn có những hồng nhan chi kỷ có tính cách khác thường vây quanh như vậy. Người anh em quả thật là người rất diệu kỳ. Bình thường thôi, Tần Lạc khiêm nhường khoát tay nói. Tôi nghĩ cậu đã thông hiểu về chương trình dạy về tâm lý phụ nữ, nhất định cậu sẽ dễ dàng giải quyết mối quan hệ tình cảm phức tạp của cậu. Cũng khá tốt. Còn Vương Cửu Cửu, còn Tô Tử. Mẹ, nói móc mình đây. Tần Lạc tức giận thầm nghĩ, gã Vương bát đản này cố ý khiêu khích mình. Tần Lạc đang suy nghĩ cách phản kích lại Tần Túng Hoành thì đột nhiên bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Tần Túng Hoành nói. Cánh cửa gỗ mở ra, một nữ nhân viên tiếp tân mặc áo sườn xám màu đỏ bước vào. Sắc mặt cô đỏ bừng, chán dịn mồ hôi. Hiển nhiên cô gái này vừa mới phải chạy một quãng đường dài. Cô gái khẽ quỳ xuống thi lễ, nói với Tần Túng Hoành, Tần tiên sinh, văn nhân thiếu gia phát sinh mâu thuẫn với người ta ở Hoa Viên. Điền Loa tiên sinh bảo tôi tới thông báo với tiên sinh. Hạ Tần Túng Hoành cau mày hỏi, nảy sinh mâu thuẫn với ai? Cùng với Bạch Sầu thiếu gia, cô gái nói, tiên sinh hãy đi nhanh lên. Bọn họ đang đánh nhau rồi. Văn nhân chiếu sao? Tần Lạc hỏi. Tần Túng Hoành gật đầu nói, chủ cũ của tòa phủ đệ này nguyên là một kẻ phá gia chi tử. Không thích viết văn, chỉ yêu thích săn bắn. Phía sau có một khu săn bắn là chỗ để hắn cùng bạn bè của mình săn bắn vào mùa xuân, mùa thu. Đáng tiếc mấy người đó dùng chưa bao lâu thì nơi này đổi chủ. Bây giờ nơi đó trở thành nơi vui chơi của không ít đám hậu sinh lắm tiền ở Yến Kinh. Hay là chúng ta cùng đi xem thế nào, Tần Lạc nói. Văn nhân chiếu xảy ra xung đột với người khác, trong lòng hắn thật sự lo lắng. Gã tiểu tử đó dáng người ẻo lả. Người khác không bắt nạt hắn thì thôi, hắn muốn bắt nạt ai? Hơn nữa nghe họ của đối phương, hình như đó là người của Bạch gia. Với Bạch gia này, Tần gia và Văn gia, mối quan hệ của ba nhà này vô cùng phức tạp. Nghĩ lại Tần Lạc cũng cảm thấy đau đầu. Tần Túng Hoành liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi hắn cười nói, cậu nói bản tính chiếm giữ của tôi quá mạnh mẽ, luôn tự cho Mục Nguyệt chính là bạn gái của mình. Bây giờ xem ra cậu mới càng như bạn trai của Mục Nguyệt. Tần Lạc cười mỉa mai nói, tôi và Mục Nguyệt là bạn bè, tôi có thể dương mắt nhìn em trai của Mục Nguyệt bị người khác đánh sao? Anh cũng biết, văn nhân chiếu thân hình ẻo lả, yếu ớt, nhất định không phải là đối thủ của người khác. Tần Túng Hoành gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Có chính thức đi mới biết được sự rộng lớn của khu vườn này. Quả thực làm người khác kinh hãi. Những vương công quý tộc mãn thanh này thực sự rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Cũng rất biết cách vơ vét tiền mồ hôi công sức của nhân dân. Tần Lạc cũng không biết hắn đã đi xuyên qua bao nhiêu chiếc cổng vòm, đi qua bao hành lang uốn lượn. Khi mấy người hắn đi theo hướng bắc, đi qua một bức tường thấp, bất chợt trước mặt là bãi cỏ mênh mông bát ngát cùng rừng cây. Ở gần khu hàng rào, ngăn cách có xây dựng một trường nuôi ngựa. Ở đó có một đám thanh niên đang tranh chấp cái gì đó. Điền Loa vừa tới đã biến mất lúc đang ngồi trên một cái bàn dưới một mái hiên cong. Một tay hắn đang cầm điếu thuốc, một tay hắn đang cầm bàn tay nhỏ bé của một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp xem tướng bàn tay. Cũng không biết hắn nói những gì với cô gái mà cô gái nhỏ xinh đẹp đó cười nghiêng ngả. Ánh mắt Điền Loa nhìn một cách sỗ sàng vào bộ ngực đang run rẩy của cô gái, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Văn nhân chiếu vẫn là một người đẹp như hoa,
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác nhỏ màu đen. Hắn mặc một chiếc quần đua ngựa rộng thùng thình, một đôi giày quân sự rất đẹp, quả thực làm người khác phải kinh hãi. Sau khi gặp lại hắn vẫn giống như tiểu nương tử nhà người ta, vẫn vẻ xinh đẹp như ngày thường vậy. Nhưng bây giờ sắc mặt hắn cực kỳ tức giận, hắn trừng mắt tức giận nhìn mấy thanh niên nam, nữ trẻ tuổi trước mặt. Gọi đi, Văn Nhân Chiếu, mày mau gọi đi, một gã thanh niên mập mạp gào lên, giọng khàn khàn. Không phải mày đã nói mày thua phải gọi cô ấy là mẹ sao? Chẳng lẽ mày xấu hổ không dám gọi? Một gã gầy còm mặt đỏ tía tai lên tiếng thúc giục. Văn Nhân Chiếu, chúng tao đã coi thường mày, mày không muốn để chúng tao thêm khinh bỉ mày chứ? Tình nguyện đánh cuộc bị thua, những thứ mày nói vất đi đâu rồi? Thế nào, thua mà không dám nhận sao? Giọng nói của một cô gái đeo kính vang lên. Văn Nhân Chiếu, mày muốn nghĩ mày là một người đàn ông thì hãy gọi Vương Tuệ là mẹ. Nếu không mày chính là một nguy nương, một gay, không cả bằng đàn bà con gái. Giọng nói của một cô gái khác vang lên. Một cô gái dáng người đầy đặn, đoan trang, xinh đẹp đứng đối diện với Văn Nhân Chiếu cười nghiêng ngả, run rẩy cả người. Nàng nói thở không ra hơi, Chiếu Nhi, hãy mau gọi mẹ đi. Yên tâm, mẹ sẽ quan tâm chu đáo với con. Ôi chao, tức cười chết đi được. Không được, không được, tiểu tử này làm người ta buồn cười quá. Chương 471, giúp hắn đánh người, không bằng dạy hắn đánh người. Văn Nhân Chiếu, lời là mày nói ra, mày rốt cuộc có gọi hay không? Một thanh niên to béo quát to. Gã thanh niên này dáng người cao lớn, béo mập. Bộ trang phục đua ngựa đắt tiền trên người gã không tôn thêm vẻ anh tuấn mà ngược lại làm gã giống như một đô vật sumo đến từ Nhật Bản. Gương mặt ngắn, má mập mạp, phì nộn. Một tay gã đang ôm cô gái có tên Vương Tuệ đó, một tay gã thọc túi quần. Có vẻ gã rất khinh thường cùng khinh bỉ Văn Nhân Chiếu. Gã là thuộc về thế hệ con cháu nổi danh ở Yến Kinh, gã được xưng tụng là Bạch Kim Cương Bạch Sầu. Tao không gọi, chúng mày ăn gian, Văn Nhân Chiếu tức giận nói. Gương mặt trắng hồng của hắn tái đi, trông giống như bị bệnh vậy. Ăn gian sao, tao hỏi mày quy tắc tranh tài của chúng ta là gì? Văn Nhân Chiếu chỉ vào cây trúc ở phía xa nói, quy tắc của chúng ta là ai phi ngựa chạy tới cây trúc đó, cưỡi ngựa chạy vòng quanh đó một vòng sau đó quay về là người đó thắng. Chẳng lẽ không phải tao thắng sao? Bạch Sầu cười ha hả nói, ở đây có rất nhiều người chứng kiến hai người chúng ta. Chính là tao cưỡi ngựa chạy tới cây trúc đó trước. Chạy quanh một vòng sau đó chạy về. Chẳng lẽ mày nghĩ có thể cãi trời cãi cối sao? Chính là mày ăn gian. Mày cho người cản chân ngựa của tao, mày mới thắng tao. Văn Nhân Chiếu liếc nhìn cái bụng phệ của Bạch Sầu nói, nếu không với thân hình bị thịt của mày muốn thắng tao ư. Nằm mơ đi. Mày, Bạch Sầu tức giận. Bình sinh gã ghét nhất người nào nói gã mập. Văn Nhân Chiếu, mày chỉ là đồ ẻo lả như con gái. Tao hỏi mày lần nữa mày có gọi không? Nếu mày không gọi, tao sẽ không khách khí với mày đâu. Văn Nhân Chiếu gọi đi, gọi Vương Tuệ là mẹ, mày cũng không thiệt thòi gì. Không phải mày rất thích cô ấy sao? Lần này coi như mày thỏa nguyện rồi. Đúng vậy, gọi cô ấy là mẹ còn được bú sữa nữa. Mày không gọi, tao gọi. Đám bạn bè xấu đi theo Bạch Sầu ồn ào, bắt Văn Nhân Chiếu gọi cô gái có tên Vương Tuệ kia là mẹ. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ tao gọi. Cô ấy không phải là mẹ tao, Văn Nhân Chiếu từ chối. Văn Nhân Chiếu, bao nhiêu phụ nữ không phải là mẹ mày, tại sao mày suốt ngày cứ dính lấy bọn họ không rời nửa bước? Dù gì đi nữa, có phải mày ngại Vương Tuệ quá trẻ, tạm thời không thể làm mẹ mày không? Có phải mày thích già hơn một chút không? Bạch Sầu cười ha hả vạch trần khuyết điểm của Văn Nhân Chiếu. Quả thật Văn Nhân Chiếu nổi danh là người yêu thích phụ nữ ở Yến Kinh. Tần Lạc thầm nghĩ. Tuy tiểu tử này tính tình yếu ớt nhưng khả năng cảm thụ hoàn toàn không tệ. Hắn cũng biết được đạo lý, thục nữ đa tình thục nữ đa nhục, ý muốn nói người phụ nữ đa tình là người phụ nữ thành thục. Cô ấy là mẹ của mày, Văn Nhân Chiếu phản kích. Đồ ẻo lả, mày muốn bị đánh sao? Bạch Sầu buông eo cô gái ra, hai tay hắn sát vào nhau, có vẻ gã muốn ra tay với Văn Nhân Chiếu. Văn Nhân Chiếu hoảng hốt lùi lại phía sau hai bước liền. Dựa theo vóc người cùng khí thế. Hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của Bạch Sầu. Dừng tay, Tần Túng Hoành quát to. Sự xuất hiện đột ngột của Tần Túng Hoành lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt mấy cô gái trẻ bên cạnh Bạch Sầu, ánh mắt mấy người đó lập tức trở nên long lanh, phát sáng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Túng Hoành nhìn những người xung quanh và hỏi. Tần đại ca, anh đến rồi, Văn Nhân Chiếu vui mừng gọi.
Ngay khi Văn Nhân Chiếu phát hiện Tần Lạc đang đứng sau Tần Túng Hoành, gương mặt vui mừng của hắn trở nên vô cùng kích động, hắn gọi to, anh rể, tại sao anh cũng có mặt ở đây? Anh rể, ánh mắt kinh ngạc của mọi người đồng loạt chuyển từ Tần Túng Hoành sang Tần Lạc. Lần này Tần Lạc lại trở thành tâm điểm của mọi người. Người đàn ông này có lai lịch thế nào? Địa vị như thế nào? Là anh rể của Văn Nhân Chiếu sao? Cần phải biết rằng chị gái của Văn Nhân Chiếu là Văn Nhân Mục Nguyệt, là đệ nhất kỳ nữ ở Yến Kinh, tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là nhân vật giống như nữ thần, cao không thể với, xa không thể chạm, là người tình trong mộng của rất nhiều người đàn ông, có rất nhiều người đàn ông dường như trằn trọc, khó ngủ như bị mộng tinh vậy. Thế nhưng có người đã đoạt mất nữ thần của bọn họ đi sao? Ngay cả Tần Túng Hoành cũng quay sang, dùng ánh mắt rất khác thường nhìn Tần Lạc. Hắn đã nghe qua chuyện Văn Nhân Chiếu trong buổi lễ mừng thọ ông mình gọi Tần Lạc là anh rể nhưng hắn vẫn cho rằng đây chỉ là chuyện đùa giỡn giữa hai người. Bây giờ khi thấy Văn Nhân Chiếu xưng hô thân mật với Tần Lạc, xem ra việc xưng hô như này rất đáng phải suy nghĩ cẩn thận. Tần Lạc cười xấu hổ, hắn vội vàng nói với Văn Nhân Chiếu, không cần phải gọi loạn như vậy, sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của chị gái cậu. Chị ấy mới không để ý tới những thứ đó. Anh rể, làm sao anh tới chỗ này? Trước kia em chưa từng thấy anh tới những chỗ như này. Văn Nhân Chiếu cười hì hì hỏi. Tâm hồn hắn vẫn rất trong sáng, giống như một đứa trẻ. Tần Lạc chỉ vào Tần Túng Hoành nói, anh cùng với Tần Đại Thiếu tới đây. Ồ, anh cùng Tần Đại Ca tới đây ăn cơm sao? Tại sao lại không gọi em? Văn Nhân Chiếu cười hỏi. Chúng ta có mấy chuyện quan trọng thảo luận với nhau. Tần Túng Hoành giải thích. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em lại phát sinh xung đột với bọn hắn? Là bọn nó khinh người quá đáng. Văn Nhân Chiếu tức giận nói, em cùng với bạn học tới đây cưỡi ngựa. Cái thằng bạch lợn kia chạy tới muốn đấu với em. Em đã không muốn thi với nó nhưng nó nói rất khó nghe nên em đồng ý đấu với hắn. Bọn em ước định với nhau ai cưỡi ngựa tới cây trúc kia, chạy một vòng quanh đó và chạy về trước là thắng. Em thắng thì gọi nó là bạch lợn béo. Em thua thì phải gọi Vương Tuệ kia là mẹ. Thế nhưng bọn chúng đã dùng dây cản chân ngựa của em, làm em bị thua. Lúc này Tần Túng Hoành và Tần Lạc mới hiểu rõ nguyên nhân xung đột. Tần Túng Hoành nói với Văn Nhân Chiếu, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, không cần phải để ý tới mấy người đó. Được Văn Nhân Chiếu đồng ý, hắn muốn theo hai người Tần Túng Hoành rời khỏi đây. Văn Nhân Chiếu, dù thế nào đi nữa, mày cũng đã thua trận này. Mày muốn bỏ đi sao? Mày còn muối mặt không biết xấu hổ sao? Bạch Sầu ở phía sau mắng hắn. Tần Túng Hoành quay người nhìn Bạch Sầu nói, ta nói, chuyện cứ vậy đi, được không? Hôm nay ta có bạn ở đây nên ta không muốn chấp nhặt với mấy thằng danh khốn nạn chúng mày. Chúng mày tự giải quyết đi. Ôi, ôi, mọi người nghe xem, Chí công tử hạ thủ lưu tình với chúng ta này. Tần Túng Hoành, không ngờ hai nhà chúng mày lại hợp tác ức hiếp chúng tao sao? Tùy mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Tần Túng Hoành nói. Muốn chạy sao? Bạch Sầu hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ Văn Nhân Chiếu, nhưng mà trước tiên thiếu nợ tao thì phải trả cho tao. Tần Túng Hoành thấy Bạch Sầu muốn ra tay với Văn Nhân Chiếu liền quát to, Điền Loa, mày xong việc chưa? Ha ha, tới đây Điền Loa nghe thấy tiếng chủ gọi lên tiếng trả lời. Hắn lưu luyến bỏ bàn tay nhỏ bé của cô gái nhỏ xinh đẹp kia ra ra nói, tiểu mỹ nhân, ta phải đi làm việc chút đã. Lát nữa ta lại tới tìm mỹ nhân, ngoan nhé. Dạ, chú đi nhanh rồi về nhé. Cháu chờ chú. Cô gái nhỏ cười hi hi nói. Điền Loa chạy tới trước mặt Tần Túng Hoành, khom lưng cúi đầu nói, lão đại, anh nói có chuyện gì? Chuyện lúc nãy mày có thấy hết không? Tần Túng Hoành hỏi. Thấy hết, hai đứa trẻ hư cãi nhau nhưng tôi còn một việc quan trọng cần phải làm nên lười can thiệp. Điền Loa cười nói. Tần Túng Hoành chỉ Bạch Sầu nói, trẻ con cũng phải hiểu biết quy củ. Nếu như nó ra tay với Văn Nhân Chiếu, mày hãy cho nó một bài học. Không thành vấn đề. Chuyện này là sở trường của tôi, Điền Loa trả lời, hắn hưng phấn tiến tới định đánh Bạch Sầu. Chờ một chút, Tần Lạc kêu lên. Điền Loa quay đầu liếc nhìn Tần Lạc nói, yên tâm đi. Tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. Tôi không có ý đó. Anh hãy quay lại đi. Đây là chuyện của Văn Nhân Chiếu, hãy để cậu ấy tự giải quyết. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lạc. Văn Nhân Chiếu tự ra tay sao? Văn Nhân Chiếu là đối thủ của Bạch Kim Cương Bạch Sầu sao? Vậy không phải sẽ bị Bạch Sầu đánh cho tan xương, nát thịt sao? Điền Loa nhún nhún vai cười nói, tùy anh. Tần Lạc kéo Văn Nhân Chiếu đang núp sau lưng hắn ra trước,
nhìn thẳng vào mắt Văn Nhân Chiếu và nói, không phải lần trước em đã nói sau này em muốn tự mình bảo vệ chị gái của mình sao? Đúng, em đã nói thế. Văn Nhân Chiếu gật đầu nói. Nếu như ngay cả bản thân mình em cũng không tự bảo vệ được, em có thể bảo vệ được chị em không? Thấy Văn Nhân Chiếu im lặng, Tần Lạc tiếp tục động viên, em có biết khi đối phó với kẻ ác thì phải dùng phương pháp gì không? Phương pháp gì? Văn Nhân Chiếu hỏi. Đánh hắn, Tần Lạc nói. Em cũng muốn đánh hắn, Văn Nhân Chiếu đau khổ nói, nhưng em không đánh lại hắn. Vẫn chưa đánh sao em đã biết không đánh lại hắn? Tần Lạc hỏi. Hắn béo hơn em, Văn Nhân Chiếu nói. Vậy hắn có chạy nhanh hơn em không? Văn Nhân Chiếu suy nghĩ một lát, lập tức ánh mắt hắn sáng lên. Hắn nói, anh rể, em biết cần phải làm gì. Anh yên tâm đi, hãy xem em thu thập hắn. Tần Lạc vỗ vai Văn Nhân Chiếu nói, đi thôi, đừng để hắn bắt được. Văn Nhân Chiếu gật đầu, hắn bước tới đứng cách Bạch Sầu 2 mét, chỉ vào mặt Bạch Sầu nói, thằng lợn béo, không phải mày muốn giáo huấn tao sao? Lại đây, tao muốn xem mày có bản lĩnh gì. Muốn chết, Bạch Sầu gầm lên một tiếng, gã nhanh chóng lao tới chỗ Văn Nhân Chiếu. Văn Nhân Chiếu quay người bỏ chạy, căn bản không để Bạch Sầu có cơ hội chạm vào người hắn. Đây chính là nguyên nhân Văn Nhân Chiếu cam tâm tình nguyện gọi cậu là anh rể sao? Tần Túng Hoành cười hỏi. Cũng có khả năng, Tần Lạc gật đầu nói, đánh người giúp cậu ấy không bằng dạy cậu ấy cách tìm ra nhược điểm của đối thủ và đánh lại. Bây giờ cậu ấy chỉ là một đứa trẻ nhưng một ngày nào đó sẽ trở thành một người đàn ông, lúc đó cậu ấy phải chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Chúng ta không thể giúp cậu ấy bất kỳ điều gì. Tôi chỉ muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển của cậu ấy mà thôi. Chương 472, chào sư nương. Được Tần Lạc chỉ dẫn, sau khi Văn Nhân Chiếu trải qua một quá trình khiêu khích, chạy trốn, khiêu khích rồi lại chạy trốn vô cùng phức tạp, cuối cùng hắn đã khiến Bạch Sầu mệt mỏi một cách vô cùng thảm hại, gã thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, thở lên thở xuống. Bao vây bốn xung quanh nó cho tao, Bạch Sầu ỉu xìu nói. Bất kỳ chuyện gì cũng có tính hai mặt, thân thể Bạch Sầu to béo, khỏe mạnh nhưng khi vận động lại hao phí nhiều năng lượng. Ngay khi đám bạn bè của Bạch Sầu dục dịch xông tới, Điền Loa chạy vào đám người đó. Tay hắn túm áo của một gã thanh niên sau đó ném tung gã đó bắn ra xa mấy mét thì đám người đó lập tức an phận như gà vịt. Đối với thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả các âm mưu quỷ kế vây công đều hoàn toàn thất bại. Bọn họ đã nghe qua đại danh của Điền Loa, biết hắn là cận vệ một ly cũng không rời của Tần Túng Hoành, cũng là cận vệ duy nhất. Một mình vẫn có thể bảo vệ an toàn cho Tần Túng Hoành thì đương nhiên cả đám này không phải là đối thủ của hắn. Ai tới hỗ trợ tao sẽ đánh người đó, Điền Loa cười nói. Bạch Sầu nhìn thấy hết hy vọng cứu viện, gã tức giận gầm lên một tiếng như trâu đực, gã vọt thẳng tới chỗ Văn Nhân Chiếu đang đứng. Văn Nhân Chiếu nhận ra Bạch Sầu gần như mệt đứt hơi. Lần này hắn không chạy trốn, ngay khi Bạch Sầu sắp vọt tới trước mặt hắn. Hắn né tránh sang bên sau đó tung chân đá một cước vào cặp mông đẫy đà của Bạch Sầu. Binh! Bạch Sầu chạy lảo đảo mấy bước lên trước, quạch một tiếng vang lên, gã ngã sóng xoài trên mặt đất. Lập tức Văn Nhân Chiếu nhảy lên lưng Bạch Sầu vung tay đấm vào đầu gã. Mày dám ức hiếp tao này, dám ức hiếp tao này. Mày mới là ẻo lả, mày là đầu lợn béo phì. Mày dám bắt tao gọi là mẹ, cô ta xứng làm mẹ tao hả? Tao đánh chết mày! Đánh chết mày. Đây là lần đầu tiên Văn Nhân Chiếu đánh người. Đây cũng là lần đầu tiên hắn dựa vào chính năng lực của mình đánh ngã người khác. Trong lòng Văn Nhân Chiếu tràn ngập niềm vui. Hút môn sinh trưởng trong cơ thể hắn cũng theo đó mạnh mẽ phát tiết ra ngoài, khiến cho hắn càng đánh càng hăng say, càng đánh càng hưng phấn. Trước đó vốn Tần Lạc chỉ định để Văn Nhân Chiếu đánh mấy quyền, bồi dưỡng khí phách đàn ông cùng với bản năng trong con người hắn. Thế nhưng khi Tần Lạc phát hiện ra đã hơn 10 phút Văn Nhân Chiếu vẫn khô ác dừng tay. Ngược lại hắn còn đứng dậy, dùng chân đạp thì Tần Lạc bắt đầu lo lắng. Ở thời đại này năng lực con người không quan trọng, xuất thân mới cực kỳ quan trọng. Cha bạn là người thế nào mới là điều quan trọng nhất. Người có thể đi vào trong khu vườn này không giàu cũng sang. Hơn nữa Văn Nhân Chiếu đang đánh một người họ Bạch, nếu như Văn Nhân Chiếu thật sự đánh Bạch Sầu này thừa sống thiếu chết, bán thân bất toại vân vân. Khi đó Văn Nhân gia cùng với Bạch gia sẽ lâm vào cảnh ngươi sống ta chết, đối đầu kịch liệt với nhau. Không phải khi đó sẽ để cho con cáo già Tần Túng Hoành này làm ngư ông đắc lợi sao? Thảo nào Tần Túng Hoành cứ đứng bên cười tít mắt nhìn xem, trông hắn giống như là không biết tới hậu quả của việc tiếp tục đánh là gì. Tần Lạc kiên quyết ngăn cản, không để Tần Túng Hoành tìm được lợi ích trong việc này.
Văn Nhân Chiếu, dừng tay, Tần Lạc quát lên. Văn Nhân Chiếu lại như là không nghe thấy, hắn vẫn tiếp tục ra sức đá vào lưng Bạch Sầu. Văn Nhân Chiếu, anh bảo dừng tay, Tần Lạc lại quát lên. Lúc này Văn Nhân Chiếu mới quay người lại, sắc mặt hắn cực kỳ kích động, nói với Tần Lạc, anh rể, đánh đã quá. Anh có tới thử một chút không? Không đánh nữa, Tần Lạc nói. Hắn cảm thấy Văn Nhân Chiếu vẫn còn nghiện đánh nên lại nói, vậy thôi, chúng ta đi ăn cơm. Văn Nhân Chiếu chần chừ nhìn Bạch Sầu nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Có phải hắn đang cân nhắc xem khi nào lại có cơ hội như này không? Hắn vung chân đá một cước nói, coi như số mày gặp may. Lần sau tao lại tính sổ với mày. Sau đó Văn Nhân Chiếu đi tới trước mặt Tần Lạc, hắn cười hì hì nói, anh rể, anh thấy em thế nào? Bây giờ em có khả năng bảo vệ chị em chưa? Tần Lạc lắc đầu. Vẫn chưa được sao? Văn Nhân Chiếu nói vẻ tiếc nuối. Văn Nhân Chiếu, em phải nhớ kỹ. Khi cần sử dụng đầu óc thì không cần dùng nắm tay. Khi dùng nắm tay thì càng phải dùng đầu óc, Tần Lạc nghiêm mặt nói. Nếu như một người không hiểu thời thế, khống chế được bản thân mình thì người đó là người cực kỳ nguy hiểm. Nếu như hôm nay Tần Lạc không có mặt ở đây, Tần Túng Hoành muốn hãm hại Văn Nhân Chiếu thì hắn sẽ không làm gì cả, hắn sẽ chỉ đứng yên nhìn Văn Nhân Chiếu tiếp tục ra tay hung bạo như vậy. Tiểu tử này muốn thì mình cũng đồng ý thôi. Văn Nhân Chiếu suy nghĩ một lát rồi hắn gật đầu nói, anh rể, em hiểu rồi, sau này em sẽ chú ý. Hiểu được là tốt, đừng làm chị em thất vọng, Tần Lạc vỗ vai Văn Nhân Chiếu nói. Ngay khi mấy người định bỏ đi, cô gái có tên Vương Tuệ kia lên tiếng gọi, Văn Nhân Chiêu. Văn Nhân Chiếu quay đầu nhìn Vương Tuệ, hắn ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tần Lạc quan sát kỹ lưỡng cô gái đó rồi hỏi Văn Nhân Chiếu, em thích cô gái đó hả? Cũng một chút, chúng em là bạn học cùng lớp, Văn Nhân Chiếu ngượng ngùng nói. Cô gái này không phù hợp với em, Tần Lạc kín đáo nhắc nhở. Trong chuyện tình cảm, hắn không muốn có nhiều ảnh hưởng lên Văn Nhân Chiếu. Văn Nhân Chiếu có sự chọn lựa, suy xét của chính mình, hắn không cần người khác lựa chọn cũng như phán đoán giúp mình. Nếu nói thành công là chuyện quan hệ tới cả cuộc đời hắn, chuyện tình cảm có quan hệ tới hạnh phúc của hắn. Em biết, Văn Nhân Chiếu gật đầu nói. Hắn đi tới trước mặt Vương Tuệ hỏi, Vương Tuệ, có chuyện gì không? Em đói bụng, chúng mình có thể cùng nhau đi ăn trưa không? Vương Tuệ cười hì hì nói. Quả thật đây là một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa phong cách từng trải, dáng người đầy đặn có vẻ không tương xứng với độ tuổi của cô nàng. Đây quả thực là một cô bé rất hiểu cách làm thế nào đầu độc tâm hồn ngây thơ của một chàng trai mới lớn. Không được, Văn Nhân Chiếu từ chối. Tại sao? Cô nàng kinh ngạc hỏi, quả thực bản thân nàng cũng không ngờ Văn Nhân Chiếu lại từ chối mình. Vương Tuệ biết Văn Nhân Chiếu rất thích mình. Hôm nay mấy người Bạch Sầu mới lấy danh nghĩa mình kéo Văn Nhân Chiếu ra ngoài cưỡi ngựa. Chuyện xảy ra sau đó cũng do mấy người thương lượng với nhau. Bởi vì cô không xứng, Văn Nhân Chiếu thẳng thừng. Văn Nhân Chiếu, anh rể còn chưa dạy tôi cách đánh phụ nữ như thế nào nên lần này tôi bỏ qua cho cô. Sau này đừng trêu chọc tôi nữa, Văn Nhân Chiếu âm trầm nói, cô sợ Bạch gia, không sợ Văn Nhân gia chúng tôi đúng không? Tôi sẽ kể tất cả chuyện cô đã làm cho chị gái tôi nghe. Ngày mai, sản nghiệp của họ Vương nhà cô sẽ không còn lại bất kỳ cái gì, kể cả hạt bụi cũng không còn, cô tin không? Anh, đừng chỉ tay vào tôi. Khi tôi yêu em nói cái gì thì sẽ là cái đó. Khi tôi không yêu em nữa, em nói xem em là gì nào. Những lời này chính là lời khắc họa chân thật nhất cho tình cảnh này. Cậu là một giáo viên rất tốt, cậu ta học rất nhanh, Tần Túng Hoành nhìn một Văn Nhân Chiếu thay đổi bất ngờ như trở thành một người khác hẳn, cảm thán nói. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Ngoại trừ là một thầy thuốc, tôi còn là một giáo viên giảng dạy cho người khác. Nhớ kỹ. Hãy là một giáo viên thành công, Tần Túng Hoành nói. Sáng sớm, trong phòng học của Đại học Y khoa Thủ đô. Thật kỳ quái, trước kia mỗi lần đi học, lão ngoan đồng luôn tới lớp trước tiên sau đó ngồi chờ từng học sinh vào lớp. Không hiểu hôm nay có chuyện gì nhỉ? Bây giờ chuông báo đã vang lên, tại sao vẫn chưa vào lớp nhỉ? Liệu có phải mắc bệnh không nhỉ? Ai, không phải là tôi nguyền rủa đâu nha. Mặc dù ông ấy là một giáo viên rất có trách nhiệm nhưng giảng bài không hay lắm. Đúng vậy, một khi chúng mình đã nghe thầy Tần giảng bài, liệu còn có thể nghe lọt tai bài giảng của các giáo viên khác không? Cậu xem thầy Tần đi dạy có cần dùng sách giáo khoa không? Nói rất hay, lý luận có tính thực tiễn, khi tiếp xúc tạo nên một cảm giác thú vị, lại giúp nhớ rất kỹ.
Hai sinh viên nam nhỏ to thảo luận với nhau, sau đó cả hai nói với Vương Cửu Cửu ngồi ở hàng ghế trước, "Cửu Cửu, bạn có quan hệ thân thiết với thầy Tần của chúng ta? Chẳng lẽ bạn không có chút tin tức nào sao? Khi nào thầy Tần quay về, chúng mình mong thầy muốn chết." Vương Cửu Cửu cười nói, "Yên tâm đi, nhanh thôi. Vậy khi thầy Tần trở thành một danh nhân, thầy vẫn có thể giảng bài cho chúng mình không?" "Đúng thế, nếu thầy Tần còn tới lớp dạy, không phải tất cả học sinh sẽ chen chúc tới học sao?" Tiểu Hoa ngồi bên cạnh Vương Cửu Cửu cũng nói xen vào, "Đúng vậy, người không nên nổi tiếng quá. Trước kia là thầy Tần của chúng mình, bây giờ là của tất cả mọi người. Muốn gặp thầy một lần cũng khó quá." Tiểu Hoa liếc Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, "Nhưng mà như chúng ta cũng còn tốt chán. Có một số người nhẫn nại ngồi ôm mối tương tư." Vương Cửu Cửu véo tay Tiểu Hoa nói, "Đồng chí Tiểu Hoa, có phải đồng chí rất ngứa ngáy không? Bây giờ đồng chí và Đại Cẩu Hùng bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, nói lời yêu thương, lại cười nhạo chúng tôi, những người bạn vẫn còn đang sinh hoạt trong cảnh nghèo khó sao?" Cả lớp đều biết chuyện Tiểu Hoa và Đại Cẩu Hùng Lý Mãnh yêu nhau nên Vương Cửu Cửu mới có thể công kích như vậy. "Xin chị Cửu Cửu tha mạng, em không dám." Tiểu Hoa cầu xin tha thứ, "Em rất bội phục chị. Một ngày nào đó chị trở thành sư nương của em còn không kịp cao hứng nữa là..." "Phì, tôi mới không bao giờ làm sư nương của cậu." Vương Cửu Cửu đỏ mặt nói. "Đúng vậy, Cửu Cửu, nếu như bạn thực sự lấy thầy Tần của chúng ta, không phải bạn sẽ trở thành sư nương của chúng tôi sao?" Một nam sinh viên ở phía sau cười nói. "Ừ, tôi đề nghị, sau này chúng ta hãy gọi Vương Cửu Cửu là sư nương." Một sinh viên khác đứng trong lớp học nói to. "Đồng ý." Một lời triệu tập, tất cả ủng hộ. Sinh viên là một tập thể trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Bọn họ thiện lương nhưng quái quỷ. Càng là những suy nghĩ hoang đường càng khiến bọn họ hứng thú, động tâm với nhau. Vì vậy tất cả sinh viên trong lớp đều cười hì hì, đứng dậy, cúi đầu nói với Vương Cửu Cửu, "Chào sư nương." Tần Lạc tay cầm sách giáo khoa xuất hiện trước cửa lớp, nhìn thấy cảnh này, hắn trợn trừng mắt hỏi, "Các em đang làm chuyện gì vậy?" Chương 473, lựa chọn khó khăn. Lý tưởng của Tần Lạc là cả đời trở thành một danh y. Hắn không che giấu suy nghĩ này mà nói cho tất cả mọi người biết. Trở thành một giáo viên trung y chỉ hoàn toàn là việc trong lúc nhất thời. Khi đó hắn vừa mới tới Yến Kinh, vẫn chưa tìm được phương hướng phấn đấu cho tương lai. Đây chỉ là kế hoạch tạm thời. Sau này khi hắn và sinh viên của mình tiếp xúc lâu với nhau, hắn liền chân chính cảm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của sinh viên đối với chính mình. Đặc biệt khi hắn bị Quách Nhân Hoài, chủ nhiệm trước đó của trường Đại học Y khoa trực thuộc trường Đại học Y Dược nghi ngờ, mượn cớ sa thải. Sinh viên của hắn vì muốn giữ lại hắn đã không tiếc tuyệt thực, cùng bãi khóa ủng hộ hắn. "Suy bụng ta ra bụng người, đây chính là Phật tâm." Các sinh viên của hắn cũng không phải chỉ tự trả giá một cách đơn phương. Bọn họ cũng thực sự chiếm được tình cảm của Tần Lạc. Hắn dạy học nghiêm chỉnh, là người nghiêm khắc. Hắn vô tư, không vụ lợi, gắng hết sức truyền thụ. Hắn đã từng hứa với chính sinh viên của mình rằng, hắn sẽ giúp từng người trong bọn họ trở thành một thầy thuốc trung y ưu tú. Nhưng nếu để cho hắn tự chấm điểm cho hai nghề nghiệp này, hắn có thể cho 100 điểm vì hắn có thể dành hết sức lực, tinh thần cho công việc này. Hắn sẽ chỉ cho 60 điểm cho kiếp sống giáo viên, giống như lần trước ở Đại hội Tuyên Dương các giáo viên tiên tiến đã nói. Hắn không phải là một giáo viên tồi nhưng cũng tuyệt đối không phải là một giáo viên giỏi. Bấm đốt ngón tay tính thời gian, đã 2 tháng nay Tần Lạc chưa quay lại Đại học Y khoa. Hắn đã rời đó quá lâu, hắn cũng không biết liệu những sinh viên của hắn có lãng quên hắn hay không. Vì vậy trước chuyến đi châu Âu, Tần Lạc tới trường gặp sinh viên của mình. Người đầu tiên biết chuyện này là Vương Cửu Cửu. Hôm qua Tần Lạc đã nói với nàng rằng hôm nay hắn tới nhưng không ngờ Vương Cửu Cửu vì muốn để các bạn cùng lớp kinh ngạc nên đã giấu giếm tin đó. Vì vậy ngay khi Tần Lạc đi tới cửa phòng học thì thấy tất cả sinh viên trong phòng đang đứng dậy, cung kính gọi Vương Cửu Cửu là sư nương. Sư nương? Không phải là lão nương của mình vậy là lão bà của mình sao? Tần Lạc thấy đau đầu, đám sinh viên này đúng là chỉ e thiên hạ không loạn. Các sinh viên trong phòng học cũng ngẩn cả người. Bọn họ không ngờ Tần Lạc sẽ đến, càng không ngờ hắn lại xuất hiện vào đúng lúc này. Thế là không biết có ai đó lên tiếng chào Tần Lạc trước, chào thầy Tần. Chào thầy Tần, các sinh viên khác cũng ồn ào cất tiếng chào theo. Lão sư và sư nương, đây chính là gắng ép hai người Tần Lạc và Vương Cửu Cửu với nhau mà. Nếu là giáo viên khác của bọn họ có lẽ cũng không dám lớn mật đùa giỡn như vậy. Nhưng Tần Lạc là người thoải mái, lực hấp dẫn cũng mạnh,
vì vậy bọn họ mới có hành động khác thường như vậy. Giáo viên và học sinh, đây là một vấn đề nhạy cảm, cấm kỵ, đặc biệt là ở Trung Quốc, việc giáo viên và học sinh yêu nhau lại vô cùng ít ỏi. Bọn họ là bạn học của Vương Cửu Cửu, hàng ngày tiếp xúc với nàng. Hơn nữa Vương Cửu Cửu cũng là một sinh viên rất có uy tín trong trường. Bất kỳ ai có khó khăn nàng cũng có thể đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết. Nàng là lớp trưởng, cũng giống như một người chị cả trong lớp. Sau khi mọi người biết tình cảm của Vương Cửu Cửu với Tần Lạc, đương nhiên ủng hộ Vương Cửu Cửu trong chuyện này. Đây chính là ưu thế sân nhà của Vương Cửu Cửu. Sau khi mọi người hô xong, không ngồi xuống ngay mà vẫn đứng bất động, chờ đợi câu trả lời của Tần Lạc. Giống như tất cả đang vì Vương Cửu Cửu mà muốn có một câu trả lời. Tần Lạc khoát khoát tay cười nói, mới có mấy ngày không gặp, các em lại bắt đầu quấy phá rồi. Vương Cửu Cửu cũng trừng mắt nhìn các bạn trong lớp nói, dám trêu chọc ta sao? Hãy xem lát nữa ta thu thập các người. Nhìn thấy hai nhân vật chính trong cuộc đều không muốn trả lời, mọi người cũng không còn thấy thú vị, bọn họ cười tâu tuét rồi bắt đầu tranh nhau hỏi Tần Lạc. Thầy Tần, sao hôm nay thầy rảnh rỗi đến thăm trường vậy? Bọn em tưởng thầy chết rồi chứ? Thầy Tần, toàn bộ video của thầy ở Hàn Quốc em đã xem hết, quả thật hả hê lòng người. Thầy chính là thần tượng của chúng em, bà nội của em biết thầy là giáo viên của em đã giao cho em một nhiệm vụ, bắt em phải xin được chữ ký của thầy. Thầy, lần này về thầy có đi nữa không? Bọn em chỉ thích nghe thầy giảng bài, không có thầy bọn em không có hứng thú học. Thầy Tần, xa cách quá lâu, giờ gặp lại có nhiều điều muốn nói nên không khí trong phòng học lập tức trở nên loạn ngầu. Tần Lạc vỗ vỗ tay xuống bàn ý bảo mọi người im lặng rồi hắn cười nói, tôi hiểu tâm trạng của các em, khi nhìn thấy thần tượng sùng bái luôn rất dễ dàng trở nên kích động. Năm đó cô của tôi tham gia buổi hòa nhạc của Lưu Đức Hoa ở Dương Thành, cả một ngày không ăn gì. Nhưng nhất định phải khống chế được tâm tình của mình, không được nói nhao nhao như này nếu không bên giáo vụ lại cho rằng chúng ta đang mở tiệc trà. Đám sinh viên cười vang, không gấp gáp đưa ra câu hỏi nữa. Ánh mắt Tần Lạc nhìn lướt qua từng gương mặt quen thuộc bên dưới rồi nói tiếp, hôm nay tôi đến trường, không phải là tới dạy các em. Hôm nay tôi chỉ có hai tiết dạy, tôi không nghĩ tôi có thể dạy các em được cái gì đó, các em càng không có tâm trạng để tập trung học tập được. Tôi nghĩ hay là chúng ta dùng hai tiết này để nói chuyện phiếm nha. Đây là tiệc trà Tiểu Hoa cười nói. Không có trà vì vậy chỉ có thể gọi là nói chuyện phiếm Tần Lạc nói. Có trà Vương Cửu Cửu mở cặp lấy ra cái chén nhỏ đáng yêu đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc ngẩn người sau đó hắn chìa tay nhận một cách vô thức. Đây chính là cái chén lần đầu tiên hắn đã uống trà của Vương Cửu Cửu pha cho hắn. Đây là cái chén uống trà chuyên dụng. Mỗi lần tan giờ học, Vương Cửu Cửu luôn mang theo một cái túi nhỏ ra ngoài phòng học sau đó lấy ra một ly trà thơm ngon, ấm áp, ngọt ngào lòng người. Tần Lạc không thể biết được liệu trong thời gian hắn đi vắng, Vương Cửu Cửu có mang theo chén trà này tới lớp hàng ngày hay không nhưng mỗi khi hắn cần tới thì nàng không bao giờ quên. Một cô gái có thể ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt này chứng minh trái tim của nàng đã hoàn toàn giao cho người đàn ông đang đứng kia. Cảm ơn Tần Lạc nói. Không phải khách sáo Vương Cửu Cửu cười nói. Thầy Tần, hãy hưởng lộc đi nha. Tiểu Hoa nhìn Tần Lạc trên bục giảng và Vương Cửu Cửu ngồi ở hàng ghế thứ nhất đang đánh mắt đưa tình liền cười trêu ghẹo. Em muốn uống chén trà của chị Cửu Cửu nhưng chị ấy không đồng ý. Ngay khi thầy tới, chị ấy dứt khoát đưa lên tặng thầy. Em ước gì chị ấy cũng tặng em một chén. Lời nói của Tiểu Hoa làm tất cả sinh viên trong lớp phá lên cười, ngay cả Tần Lạc cũng bị cô bé chọc cười. Tần Lạc mở nắp, uống một ngụm rồi nói, được rồi. Bây giờ thì xứng đáng gọi là tiệc trà. Tôi uống trà, các em nói chuyện. Thầy Tần, bây giờ bọn em có thể hỏi thầy không? Lý Mãnh hỏi. Cũng có thể. Tần Lạc gật đầu nói. Hắn kéo chiếc ghế trên bục ra và ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi xuống khi ở trên lớp. Thầy Tần, tại sao thầy nói có hai tiết? Chẳng lẽ thầy không dạy bọn em nữa sao? Lý Mãnh đã đưa ra vấn đề mà tất cả sinh viên đang thầm nghi ngờ. Tôi là thầy của các em nhưng tôi không có nhiều thời gian để dạy các em. Tần Lạc bất đắc nói như vậy cũng có chút ích kỷ. Lý tưởng của tôi là làm một thầy thuốc trung y danh tiếng. Nghề nghiệp dạy học của tôi chỉ là phụ hay nói cách khác đây chỉ là việc kiêm nhiệm của tôi. Công việc của tôi không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió như các em nghĩ, cũng có thác ghềnh, cũng có ngăn trở. Nhưng thác ghềnh, ngăn trở này không phải của tôi mà là của toàn bộ nền trung y. Tần Lạc ngẩng đầu nhìn tấm bảng đen trong phòng học, không biết ai đã viết lên đó thang đầu cá quyết. Hắn cố đè nén cảm xúc nói,
tôi không biết các em có chú ý tới tin tức hay không, chú ý tới tình trạng phát triển của Trung y hay không. Những người bất lương đã làm kinh động tới Cục Giám sát Y Dược. Cục Giám sát Y Dược đã gửi công văn nhắc nhở các xí nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm chú ý tới vấn đề an toàn của các loại thuốc bào chế theo phương thuốc kép của Trung Quốc và phương Tây, coi đó là các loại thuốc nguy hiểm. Chuyên gia dưỡng sinh Trung y Trương Nhất Nhất đã có hành động bỉ ổi với một cô gái. Toàn bộ các loại sách dưỡng sinh Trung y của ông ta vừa mới làm hâm nóng, gây hứng khởi đối với thị trường dưỡng sinh Trung y đã mau chóng bị rút khỏi thị trường. Châm cứu phát triển thịnh vượng. Các sinh viên nhiệt liệt trả lời. Quả thật có rất ít người chú ý tới sự phát triển của Trung y. Cần phải có lòng ham muốn, yêu thích, chú tâm nghiên cứu và tinh thông. Nếu như không có lòng ham muốn, không có yêu thích, sự nghiên cứu và tinh thông sau 4 năm học đại học y khoa cũng không thu được ích lợi gì. Sau khi tốt nghiệp sẽ không thể vào làm ở các bệnh viện tạm tạm. Nếu như không có các mối quan hệ hay không có cách nào vào làm việc ở các bệnh viện, cuối cùng sẽ trở thành một lang băm hại người của đất nước. Tần Lạc vui mừng gật đầu nói, không sai, có tin xấu nhưng cũng có tin tốt. Nói tổng thể thì Trung y trong nước đang ở vào trạng thái nửa sống nửa chết, không biến mất. Tạm thời không biến mất nhưng địa vị của Trung y đang ở vào một vị trí rất đáng xấu hổ. Một khi có vấn đề gì, có rất nhiều người nhảy ra yêu cầu hãy thật sự tin tưởng vào y khoa chân chính. Tần Lạc cười nói, tôi tin tưởng vào khoa học nhưng tôi cũng tin tưởng vào Trung y. Khi Trung y xảy ra vấn đề thì đó là vấn đề của con người, vấn đề của các quy định. Nếu như ngay từ đầu trong quá trình nghiên cứu pha chế thuốc, con người hãy tìm ra tất cả các tác dụng phụ. Hơn nữa hãy kiên nhẫn tìm ra các biện pháp giải quyết tốt nhất, các ban ngành liên quan cũng nghiêm khắc xử lý, nghiêm khắc giám sát thì sao còn có thể xuất hiện những loại thuốc gây ra phản ứng phụ. Làm sao để cho những kẻ bất lương có tâm tiêu diệt Trung y kia có cớ? Các công ty dược phẩm nước ngoài từ lúc nghiên cứu tới lúc phát triển thị trường thuốc mới của mình phải mất mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Tại sao bọn họ lại mất nhiều thời gian như vậy? Bởi vì sau khi bọn họ nghiên cứu ra một loại thuốc nào đó, phải tiến hành thí nghiệm trên thân thể con người, cần phải có mấy năm hay lâu hơn để quan sát phản ứng của thuốc đối với thân thể con người xác định xem chúng có gây hại đối với thân thể con người hay không. Còn như chúng ta thì sao? Nếu có mối quan hệ hậu trường đủ mạnh, có lẽ sẽ lấy được giấy phép sản xuất dược phẩm ngay cả khi loại thuốc đó chưa được đưa vào sản xuất. Có rất nhiều vấn đề cần phải có người đứng ra hô hào, cũng có rất nhiều vấn đề cần phải có người đứng ra giải quyết. Tần Lạc nhìn 50 sinh viên bên dưới. Cười nói, tôi rất thích suy nghĩ được làm thầy của các em. Tôi rất vinh hạnh được quen biết các em. Nếu như tôi phải tiến hành lựa chọn một trong hai vấn đề là truyền thụ kiến thức cho các em và cứu vớt Trung y. Tôi chỉ có thể lựa chọn một và lựa chọn cứu vớt Trung y. Tôi hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của các em bởi vì sự lựa chọn này không chỉ dành riêng cho tôi và còn cho cả các em nữa. Tần Lạc nói. Hiện tại tôi chỉ được các em tôn trọng nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó tôi còn được tất cả những người hành nghề Trung y. Hay có thể là cả thế giới tôn trọng. Bộp bộp bộp. Tất cả các sinh viên đứng dậy, vỗ tay một cách cuồng nhiệt. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chương 474, khủng long muốn thu mua. Chim hót, hoa nở, cây cỏ xanh tốt, trong sân trường không khí mùa xuân vui mừng náo nhiệt. Băng giá tan đi, mầm non đâm chồi, ngay cả bùn đất ven đường cũng tỏa ra hương thơm. Những sinh viên cởi bỏ những chiếc áo lông dày cộp. Phơi bày vóc dáng mùa xuân. Có những cô gái ưa làm đẹp, không hề chờ đợi được đã đổi sang chiếc quân sút và đôi tất dài nhưng bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác. Tần Lạc và Vương Cử Cửu sánh vai đi trên con đường nhỏ trong vườn trường tới một cái hố hình tròn vắng vẻ, nơi này có rất ít sinh viên lui tới, Tần Lạc không cần lúc nào cũng phải đối phó với những sinh viên quấy rầy tới chụp ảnh, xin chữ ký. Hai người có thể ở đây nói về một số chuyện quan trọng. Thật sự anh không tới đây nữa sao? Vương Cửu Cửu lưu luyến hỏi. Vẫn tới Tần Lạc nói. Anh vẫn chưa từ chức ở trường. Vị trí công tác của anh ở trường vẫn được giữ nguyên. Vấn đề là anh không thể nào tới dạy mọi người như bình thường được. Việc vẫn chiếm dụng vị trí như vậy là không công bằng với những giáo viên dạy thay. Tất cả mọi người đều không nỡ xa anh. Anh cũng thấy rồi đó, khi anh rời khỏi lớp học đã có rất nhiều bạn nữ khóc. Mắt của rất nhiều bạn nam cũng đỏ hoe. Lý Mãnh từ trước tới nay chưa bao giờ ngồi yên mà không nói câu nào, cũng chưa bao giờ hút thuốc ở lớp, hôm nay cũng nhả khói mù mịt. Anh cũng không nỡ xa rời bọn họ. Giọng nói của Tần Lạc trầm thấp. Anh đã nói rồi, nếu như phải lựa chọn một trong hai điều, anh nhất định phải lựa chọn điều đó. Ngày mai anh phải đi châu Âu rồi.
dù không nỡ xa anh nhưng tất cả mọi người vẫn ủng hộ anh. Vương Cửu Cửu nói, tất cả chúng em hiểu anh đang làm gì. Nếu những người khác hết lần này tới lần khác nói những câu đó với các bạn ấy, bọn họ đã sớm chán ghét. Nhưng cứ mỗi lần anh giảng giải cho mọi người rằng trung y cần phải làm gì, những người hành nghề trung y cần phải làm gì, mọi người luôn cảm thấy nhiệt huyết sôi sục. Đây không phải là năng lực biểu đạt ngôn ngữ của anh tốt hơn so với những người khác mà vì mọi người hiểu rằng những người khác chỉ nói mà thôi, còn anh sẽ thực hiện điều đó. Anh không làm, những người khác cũng không làm, vậy thì ai sẽ làm? Tần Lạc cười hỏi. Đây chính là lý do em thích anh. Vương Cửu Cửu che miệng cười duyên. Ôi xin lỗi, em quên lại nói mấy câu không đúng với anh. Tần Lạc cười nói, không sao. Vậy ý của anh làm em có thể nói tiếp sao? Trong lòng Vương Cửu Cửu thầm chua chát khi nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của Tần Lạc, nhưng nàng vẫn cố cười tươi như hoa nói, tháng sau em chuẩn bị tới Vân Điền. Đi Vân Điền làm gì? Tần Lạc hỏi. Khoản tiền 100 vạn thứ nhất của chúng ta đã đầu tư vào công trình đường và làm đường. Em muốn tới đó giám sát cẩn thận tiến trình công việc, đồng thời em muốn đàm phán với chính quyền tỉnh Vân Điền về chuyện khai phá du lịch ở đó. Mở rộng du lịch, Tần Lạc ngơ ngác hỏi, em muốn làm du lịch sao? Không còn cách nào khác, nội lực của quỹ hỗ trợ khó khăn Tần Lạc của chúng ta quá mỏng. Nếu tất cả chỉ nhờ một mình anh quyên tiền đương nhiên sẽ không ổn. Anh có rất nhiều chuyện phải làm, không thể cứ quyên hết tiền của mình làm từ thiện. Tìm người quyên tiền từ thiện cũng khá vất vả. Tạm thời tấm da hổ của vương gia của em vẫn còn căng, vẫn còn có thể hét mấy tiếng, tìm tới ai đó đương nhiên người đó cũng phải nể mặt, nhưng đấy không phải là con đường đi lâu dài của chúng ta. Chúng ta nhất định phải tự kiếm tiền. Em có kế hoạch gì? Tần Lạc hỏi. Lần trước anh tới nhà em ăn cơm, CM vốn đã định thảo luận với anh về vấn đề này nhưng bị Trương Nghi Y làm rối tung, sau đó lại xảy ra sự việc Lan Đình nên em vẫn không có cơ hội gặp anh. Em đã viết một bản kế hoạch, anh xem qua một chút. Trong khi Vương Cửu Cửu nói, nàng mở cặp lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc nhận lấy, hắn lật dở mấy tờ xem rồi nói, nội dung dài quá, anh không xem hết được ngay lúc này. Như này đi nha, em hãy nói qua một số chi tiết cơ bản, còn bản kế hoạch này, sau khi ở châu Âu về anh sẽ xem. Kế hoạch của em chính là tạo ra lợi nhuận, Vương Cửu Cửu nói. Em đã nghĩ những tỉnh nghèo khó, những huyện nghèo khó đó cũng không phải là thực sự nghèo khó. Thật ra phần lớn bọn họ không biết rằng mình đang nắm trong tay những hòn núi ngọc, núi vàng. Trước tiên chúng ta dùng số tiền quyên được làm tiền đầu tư. Chúng ta tới những địa phương được lựa chọn đầu tư gây dựng sự nghiệp hoặc là khai phá du lịch, hay chúng ta tiến hành khai khẩn những ngọn núi hoang dã, trồng cây ăn trái sau đó tiêu thụ ở Âu Mỹ, hay có thể xây dựng nhà xưởng, tận dụng nguồn tài nguyên nhân lực tương đối phong phú, làm giàu cho nông dân. Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc nói, em một ấy một ví dụ. Anh đã tới Vân Điền, anh cảm thấy phong cảnh ở nơi đó thế nào? Tiên cảnh chốn nhân gian, Tần Lạc bình luận. Mặc dù khi ấy bọn họ suốt ngày chỉ đề phòng mũi mặt người tấn công, cuộc sống bên bờ sinh tử, nhưng hắn vẫn bị cảnh sắc tuyệt vời ở nơi đó thu hút. Không sai, nếu như chúng ta tu sửa đường xá thông suốt, đầu tư xây dựng một khu du lịch nghỉ mát ở đó, sau đó sẽ tiến hành quảng cáo trên TV, báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Anh nghĩ xem liệu có người tới đó du lịch không? Ánh mắt Tần Lạc sáng lên, hắn nói, ý tưởng này rất hay nhưng đầu tư vào đó tốn rất nhiều tiền. Không có vài tỷ hay 10 tỷ thì dứt khoát dự án không thể nào khởi động được. Đúng vậy, chính vì thế em tới Vân Điền đàm phán với chính quyền tỉnh về việc này. Chỉ cần có sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền tỉnh, vấn đề tài chính sẽ không còn phải lo lắng, Vương Cửu Cửu cười nói. Nàng cực kỳ vui sướng khi kế hoạch của nàng đã được Tần Lạc ủng hộ. Như vậy nàng sẽ khẳng định được vị trí cùng giá trị của mình ở bên Tần Lạc. Chỉ cần hạng mục đầu tư đầu tiên của chúng ta thành công, đầu tư của chúng ta thu được lợi nhuận, chúng ta có thể tới nhiều địa phương làm từ thiện. Giúp người nghèo tu sửa đường xá, tặng bọn họ mấy cái chăn mềm, tặng bọn họ mấy thùng dầu lạc, không được gọi là từ thiện, chỉ có cách giúp bọn họ làm giàu, bọn họ có thể tự mình mua được tivi, dầu lạc thì mới được coi là đại công đức. Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn Vương Cửu Cửu nói. Khi tuyển chọn đối tượng phụ trách quỹ từ thiện, người đầu tiên anh đã nghĩ tới chính là em. Quả nhiên em đã không làm anh thất vọng. Một khi đã nhận lời thì gắng sức thực hiện, Vương Cửu Cửu nói. 100 vạn thoạt nhìn thì lớn nhưng đối với một huyện, một tỉnh mà nói thì chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nếu như không có biện pháp thích hợp, 100 vạn đó sẽ nhanh chóng hết ngay. Khi đó em lại phải mặt dày chia tay xin tiền của anh.
quản lý một cái quỹ đâu có là chuyện dễ dàng như một lớp trưởng hàng ngày phụ trách điểm danh, chấm công, sắp xếp người trực nhật. Em đã vất vả rồi, Tần Lạc nói. Chuyện của anh nên em mới vất vả, Vương Cửu Cửu nói rất thoải mái, đột nhiên nàng dừng lại rồi hỏi, đây có tính là em đang thổ lộ với anh không? Tần Lạc lắc đầu nói, không tính. Vương Cửu Cửu thư thái nói, vậy là tốt rồi, nếu không em cũng không biết cần phải nói như thế nào. Hai người nhìn nhau, im lặng. À, Tần Lạc đang ở đâu? Có ai đó hét to. Tần Lạc quay đầu lại thì thấy một đám phóng viên tay cầm camera, tay cầm bút vào tới. Sau khi Tần Lạc từ Hàn Quốc quay về, hắn một mực từ chối phỏng vấn của giới truyền thông, cũng từ chối tiếp khách. Những phóng viên truyền thông đó canh giữ hai ngày hai đêm ở bên ngoài biệt thự Lâm gia nhưng vẫn không bắt gặp được hắn. Hôm nay chuyện Tần Lạc quay về trường giảng dạy đã được đám sinh viên truyền miệng bay khắp trường. Những phóng viên có khứu giác nhạy cảm kia nhanh chóng nắm bắt được tin tức. Sau một hồi tìm kiếm ở trường học, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của Tần Lạc. Thầy Tần chạy mau, Vương Cửu Cửu hô lên. Anh đi trước, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại, Tần Lạc nói, sau đó hắn vội vã chạy đi. Thời gian của hắn còn rất ít, còn rất nhiều người quan trọng hắn chưa gặp mặt. Hắn không thể chấp nhận trả lời phỏng vấn đám phóng viên đó. U, cùng với sức nóng tiêu thụ của bột phấn dưỡng da Kim Dũng, Khuynh Thành Quốc tế vốn là một thẩm mỹ viện nhỏ bé ở một góc Yến Kinh đã trở thành một công ty hàng đầu về sản xuất đồ trang điểm và mỹ phẩm trong nước. Từ chỗ không có tiếng tăm gì tới chỗ đột nhiên bước lên đỉnh cao danh tiếng chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, không, chỉ trong vòng có nửa năm. Kỳ tích kinh tế này đã được vô số người bắt chước gây dựng sự nghiệp. Thành công này đã được rất nhiều học giả chuyên môn phân tích đi phân tích lại, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều cuốn sách có liên quan. Ví dụ như mô phỏng thành công kinh doanh của Khuynh Thành Quốc tế, chất lượng sản phẩm quyết định hết thảy, Lệ Khuynh Thành là người phụ nữ như thế nào, những điều không biết về Khuynh Thành Quốc tế, 30 điều về thành công của Lệ Khuynh Thành vân vân. Điều đáng buồn cười là những quyển sách này đều bán rất chạy. Ở đất nước này có rất nhiều người có khát vọng thành công nhưng đáng tiếc bọn họ đã đi lầm đường. Bọn họ một mực theo đuổi, tin tưởng theo những sự chỉ đạo của những suy nghĩ tinh thần đầy ma mãnh. Kết quả cuối cùng bọn họ không có được sự thành công nhưng lại tạo ra vô số những thành công tinh thần. Điều này không buồn cười mà quả thực rất đáng buồn. Khuynh Thành Quốc tế giống như ánh mặt trời buổi trưa hè. Văn phòng mới của nó cũng chuyển tới tòa BDX Khuynh Thành nổi tiếng ở Yến Kinh nhưng thẩm mỹ viện Khuynh Thành Quốc tế cũ vẫn đặt ở vị trí ban đầu, không có ý định di chuyển. Trong khi đó người phụ nữ truyền kỳ Lệ Khuynh Thành, người quản lý của tập đoàn mỹ phẩm quản lý tòa nhà này cũng không từ bỏ công việc trước đây của mình. Nàng vẫn nắm trong tay thẩm mỹ viện này, nàng vẫn tới làm việc ở đó. Chuyện này cũng gây ra rất nhiều tin đồn thú vị, gây nên rất nhiều suy đoán cùng lời bàn tán. Bọn họ không biết rằng đơn giản chỉ là một người phụ nữ thông minh để tránh cho mình đối mặt với một người phụ nữ thông minh khác nên đã đưa ra lựa chọn này. Tần Lạc xuống xe, đi vào cửa của thẩm mỹ viện. Một cô gái tiếp tân xinh đẹp nhanh nhẹn bước tới cười nói, Tần tiên sinh, đã lâu rồi không thấy tới đây. Gần đây tôi bận quá, Tần Lạc cười nói. Hắn vẫn cảm thấy rất thân thiết khi gặp lại những gương mặt quen biết trước kia. Đúng vậy, chúng tôi biết anh rất bận. Cả ngày chúng tôi thấy anh trên TV. Hiện tại anh là một người nổi tiếng rồi. Tần Lạc cười khẽ nói, bà chủ của các cô đâu? Lệ Tổng đang tiếp khách ở trên lầu, cô gái nói. Có khách sao? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, người đó cũng vừa tới, có người muốn mua lại Khuynh Thành Quốc tế của chúng ta, cô gái tức giận nói. Bọn họ đã tới đây mấy lần, Lệ Tổng đã từ chối nhưng bọn họ vẫn một mực làm phiền. Thu mua. Tần Lạc khẽ cau mày. Khuynh Thành Quốc tế phát triển tới thực lực ngày nay. Người có gan cùng với thực lực muốn mua lại chỉ e là mấy kẻ đầu sỏ quốc tế kia. Những người này là khủng long, là người có ý đồ xấu. Chương 475, không bán. Được cô gái tiếp tân hướng dẫn, Tần Lạc đi vào trong mỹ viện. Trên đường đi, luôn có những nhân viên của thẩm mỹ viện chào hỏi hắn. Một số khách hàng quen của thẩm mỹ viện ban đầu sửng sốt khi nhìn thấy Tần Lạc nhưng sau khi xác định được thân phận của hắn, bọn họ đã vui mừng chạy tới yêu cầu được chụp ảnh lưu niệm cùng với hắn. Vì vậy Tần Lạc đành oan ức để những người phụ nữ đó đẩy đi đẩy lại, hành hạ tới lui, bị bọn họ dựa sát vào người hoặc bọn họ yêu cầu Tần Lạc ôm. Đương nhiên cũng có một số phụ nữ vóc người cao lớn lại thỉnh cầu Tần Lạc giúp vào lồng ngực mình, Tần Lạc đã nghiêm túc từ chối. Tôi chỉ là một con chim nhỏ nhưng tôi sẽ không tình nguyện dựa vào người khác. Tần Lạc không dám đi vào đại sảnh ở lầu 2 bởi vì hắn biết nếu bản thân hắn đi vào đó mấy cô gái nhóm Nhiễm Ngọc, Tiểu Mẫn sẽ xé nát hắn.
Mấy cô gái đó điên cuồng thích Tần Lạc, hai bên cũng đã gặp nhau nhiều lần. Dĩ nhiên nếu Nhiễm Ngọc nguyện ý để Lệ Khuynh Thành mang bộ ảnh chụp khỏa thân chụp với còng vàng, hắn cũng có thể chịu hy sinh chút đỉnh. Hiện nay, đàn ông đã không biết xấu hổ nhưng phụ nữ càng nguy hiểm hơn. Tần Lạc vốn nghĩ, Lệ Khuynh Thành tiếp khách trong phòng làm việc của mình ở lầu 3. Nhưng sau khi biết được đối tượng là ai, nàng đã mời khách tới thủy khu ở lầu 2. Thủy khu là một quán cà phê nhỏ. Đây là nơi cung cấp chỗ nghỉ ngơi cùng giết thời gian cho khách hàng là hội viên. Màu xanh của bức bình phong thủy khu, ghế nằm khoan khoái, rượu đỏ, cà phê, trà và các loại đồ uống được cung cấp miễn phí, các tạp chí mới nhất lưu hành trong, ngoài nước. Đây quả thật là nơi giết thời gian rất tốt. Khi Tần Lạc đi vào thủy khu, hắn thấy Lệ Khuynh Thành đang ngồi tiếp hai người đàn ông và một người phụ nữ ở một chiếc bàn lớn gần bức tường máu tía. Lệ Khuynh Thành mặc một bộ đồ màu đen, một đôi tất chân màu đen, nàng đã đổi một kiểu tóc mới, cả người toát ra một yêu khí làm người khác cảm thấy rất ngột ngạt. Trong hai người đàn ông, một người hơi mập, một người gầy, nhã nhặn, người phụ nữ tóc vàng mắt xanh. Đôi mắt màu xanh yêu quái giống như đôi mắt đáng sợ khi phát bệnh của cửu lão gia. Tần Lạc phát hiện ra bọn họ nhưng bọn họ vì có bức bình phong ngăn cách nên đã không phát hiện ra Tần Lạc tiến vào. Tần Lạc không đi tới chào hỏi mấy người. Bây giờ hắn chưa rõ tình hình, tùy tiện đi tới chỉ e sẽ ảnh hưởng tới công việc của Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc không tin bản thân có thiên phú kinh doanh gì nhưng hắn lại tuyệt đối tin tưởng Lệ Khuynh Thành có tố chất này. Vì vậy Tần Lạc ngồi ở bên kia của bức bình phong, hắn rút từ trên giá sách một quyển tạp chí bất kỳ, mở quyển tạp chí che mặt, bắt đầu tiến hành kế hoạch nghe lén của mình. Điều may mắn là bọn họ đang nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc. Lệ tiểu thư, đây là lần thứ ba chúng tôi tới đây, đủ thấy chúng tôi rất có thành ý. Dù sao cô cũng phải biểu thị một thái độ mới chứ, đúng không? Người đàn ông béo mập thoạt nhìn rất phúc hậu dùng tiếng Trung Quốc, chất giọng đậm vùng đài đài nói. Quản lý Vương, ông đã tới đây hai lần, tôi cũng đã trả lời hai lần. Lần đầu tiên ông tới tôi nói không bán. Lần thứ hai ông tới tôi cũng nói không bán. Lần thứ ba ông tới lại bảo tôi bày tỏ thái độ, tôi nói không bán ông sẽ tới đây lần thứ tư sao? Lệ Khuynh Thành cười vang nói. Mặc dù nàng đang từ chối ý định của người khác nhưng nàng vẫn không tạo ra một cảm giác chán ghét cho người khác ngược lại còn tạo ra cho người khác một cảm giác như đang được đón một làn gió xuân. Cô gái này khi cười có vẻ rất yêu quái. Bất kỳ người đàn ông u ào cũng chỉ muốn mây mưa cùng nàng mấy lần liền. Sao bọn họ có thể tức giận đây? Vì sao không bán thì tiểu thư cũng cho tôi một lý do chứ quản lý Vương cười nói, chúng ta là thương nhân mà thương nhân thì có thể thương lượng bất kỳ chuyện gì. Có đúng vậy không? Không có lý do gì, chỉ vì tôi không muốn bán. Lệ Khuynh Thành bưng ly cà phê, một ngụm nói. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh kia bắt đầu nôn nóng, cô ta dùng tiếng Trung Quốc cứng đơ hỏi. Lệ tiểu thư, chúng tôi đã tăng giá từ 6 triệu đô la lên thành 10 triệu đô la. Tại sao cô vẫn từ chối? Tiểu thư Lucy, tôi đã giải thích cho mấy người. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Lệ Khuynh Thành nhìn người phụ nữ nước ngoài nói. Như vậy thì vì lý do gì? Khi nói tới hai từ cuối cùng, giọng nói của người phụ nữ nước ngoài đã to hơn khá nhiều. Là tôi không muốn bán và cũng không thể bán. Lệ Khuynh Thành nói, nếu mấy người không đưa ra cho tôi một lý do vì sao phải bán thì tôi nghĩ mãi vẫn không biết tại sao phải bán. Lệ tiểu thư, vấn đề này tôi có thể trả lời. Quản lý Vương cười nói. Công ty Procter & Gamble là công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất toàn cầu hiện nay. Trên thế giới là tập đoàn có giá trị thứ 6, lợi nhuận đứng thứ 14 trong các tập đoàn trên thế giới, đồng thời tổng tài sản của công ty đứng thứ 10 trên thế giới. Số nhân viên trong công ty Procter & Gamble trên toàn thế giới là gần 10 vạn người, đồng thời công ty có nhà xưởng và công ty phân phối ở 80 quốc gia trên thế giới, kinh doanh hơn 300 nhãn hiệu hàng hóa bán chạy ở hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lệ tiểu thư, cô là người thông minh, nghe mấy điều này, cô có suy nghĩ gì không? Cái đó và tôi không có liên quan gì với nhau. Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười làm bộ như không hiểu. Có quan hệ rất mật thiết. Quản lý Vương giơ một ngón tay lên nói, cô hãy nghĩ xem công ty Procter & Gamble bỏ ra nhiều tiền như vậy để thu mua Khuynh Thành quốc tế đương nhiên là để kiếm tiền. Vậy kiếm tiền như thế nào? Đương nhiên là muốn phát triển bột phấn dưỡng da Kim Dũng ra toàn thế giới. Nếu như dựa vào nội lực bản thân của mấy người mà muốn phát triển thì cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó khăn. Hơn nữa cũng cần khoảng 10 năm hay mấy chục năm nữa, rất vất vả. Nhưng nếu để công ty Procter & Gamble chúng tôi phát triển, ha ha, thì cực kỳ dễ dàng. Bởi vì con đường đi của chúng tôi đã vững chắc,
chỉ cần ở một quốc gia nào đó, ở một vùng lãnh thổ nào đó thay đổi bao bì và lời giới thiệu sản phẩm là ổn. Phu nhân Lucy đại diện cho công ty Procter & Gamble tới đây đàm phán, phu nhân sẽ giải thích kỹ càng với cô về vấn đề này. Đúng vậy, Lệ tiểu thư, chúng tôi đặt kỳ vọng rất cao vào sản phẩm này. Chúng tôi cam đoan với cô, chúng tôi sẽ kinh doanh tốt sản phẩm này, người phụ nữ tên Lucy gật đầu nói. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu cái đó có liên quan gì tới tôi. Lệ Khuynh Thành nói, bột phấn dưỡng da kim dũng của tôi vẫn đang kiếm được tiền, hàng ngày kiếm ra tiền. Các người xem trọng viễn cảnh của nó trên thị trường, tôi cũng xem trọng nó. Tôi thực sự không hiểu vì sao tôi phải bán nó đi. Lệ tiểu thư, chẳng lẽ cô không muốn phát triển sản phẩm của các cô ra thế giới hay sao? Muốn Lệ Khuynh Thành trả lời, chúng tôi vẫn đang làm như vậy. Chúng tôi chuẩn bị tiến vào thị trường Hàn Nhật, hy vọng là nó sẽ tạo ra một cơn sốt tiêu thụ thực sự. Lệ tiểu thư, hẳn cô cũng biết tỷ lệ sống sót của các công ty ở Trung Quốc cực kỳ thấp. Không phải là tôi muốn nói những điều khó nghe, nhưng đây là tôi nói dựa trên số liệu, 8 phần 10 các công ty ở Trung Quốc không tồn tại quá 5 năm. Rất nhiều công ty gia đình chỉ tồn tại được 2 năm. Nếu như Khuynh Thành quốc tế gia nhập vào đại gia đình Procter & Gamble thì có thể vượt qua được cơn hiểm nguy này. Khi đó tôi sẽ bán công ty cho các ông, cho dù nó chỉ có giá 150 tệ thì đối với tôi cũng chẳng sao cả, Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói. Quản lý Vương cũng cười nói, lần này chúng tôi chuẩn bị tất cả hai phương án, phương án 1 cũng đã nói với cô. Chúng tôi cũng có thể lựa chọn phương án hợp tác đầu tư tài chính. Lệ Khuynh Thành dứt khoát từ chối, cảm ơn, nhưng hiện tại chúng tôi không thiếu tiền. Nhưng hiện tại các cô đang thiếu một con đường. Thiếu một con đường tiêu thụ ở 160 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi có một đất nước, quan hệ xã hội của một đất nước. Chẳng phải năm đó công ty Procter & Gamble cũng làm được như vậy sao? Vì sao cô lại bỏ gần tìm xa vậy? Đây không phải là bỏ gần tìm xa. Con người khi sống nhất định phải tìm cho mình một chuyện có ý nghĩa. Bây giờ tôi có tiền để sống an nhàn cả đời. Nửa đời sau của tôi phải làm gì? Chẳng lẽ ngồi ngu ngốc một chỗ là có thể đạt được khoái cảm của mình sao? Ban đầu quản lý Vương ngẩn người ra, nhưng rồi ông ta cười nói, Lệ tiểu thư là người rất thú vị. Là người rất hiếm gặp, quả thực ít gặp. Vì vậy tôi không thể bán Khuynh Thành quốc tế vào tay Procter & Gamble, xin các vị thông cảm, không thể hợp tác cùng một công ty hàng đầu như vậy, tôi cũng rất tiếc, Lệ Khuynh Thành uyển chuyển nói ra quyết định của mình. Chúng tôi cũng rất đáng tiếc. Trong lúc quản lý Vương đang nói chuyện, người đàn ông gầy ngồi đối diện chỉ nhìn thoáng qua rồi chăm chú dở xem một quyển tạp chí. Dường như người đàn ông này có cảm hứng gì đó, hắn gập quyển tạp chí trong tay lại, bưng ly trà xanh trước mặt, nhấp một ngụm rồi nhìn Lệ Khuynh Thành nói, Lệ tiểu thư, sao không suy nghĩ lại một chút? Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng, không bán. Lệ Khuynh Thành cảnh giác nhìn người đàn ông này nói. Người này hai lần đàm phán trước không xuất hiện, lần thứ ba mới tới nhưng ngồi một hồi lâu không lên tiếng mà chỉ vùi đầu đọc quyển tạp chí. Vì sao lại không suy nghĩ lại? Người đàn ông cười nói. Tôi cảm thấy hợp tác song phương thì có lợi. Không hợp tác thì sao? Lệ Khuynh Thành hỏi vẽ giễu cợt. Không hợp tác thì Khuynh Thành quốc tế nhất định sụp đổ, người đàn ông nói khá ngông cuồng. Thật vậy sao? Tôi không tin, Lệ Khuynh Thành cười nói. Cô cứ thử xem, người đàn ông nói. Người kinh doanh mỹ phẩm và sữa bột có cùng một đặc điểm chung, đó là đều có liên quan tới sự an toàn của con người. Tôi chỉ cần lấy cớ cho điều tra các sản phẩm của Khuynh Thành quốc tế trong 5-3 ngày. Các thông tin xấu liên tục được đưa ra. Khi đó cô nghĩ rằng sản phẩm của các cô có còn bán được không? Sự ủng hộ của mọi người lên rất nhanh nhưng thoái cũng nhanh không kém. Bây giờ các cô đang kiếm được rất nhiều tiền, cũng có thể sẽ nhanh chóng không kiếm được tiền nữa. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Anh đang uy hiếp tôi sao? Nụ cười trên gương mặt Lệ Khuynh Thành càng lúc càng tươi, giống như một đóa hoa anh túc mới nở. Đây không phải là uy hiếp mà chi là lập khuyến cáo, người đàn ông cười nói. Vì vậy tôi mới vun vào việc hợp tác, bây giờ cô đã thấy mình cần phải suy nghĩ lại một chút chưa? Không cần suy nghĩ, Tần Lạc đứng lên nói. Không bán. Chương 476, xin hỏi anh có bán lệnh tôn không? Từ xưa tới nay người Trung Quốc luôn có một lời răn dạy, dân không đấu với quan. Nhưng một khi quan chủ động tới gây phiền toái cho bạn thì bạn phải làm thế nào? Tần Lạc không sự không có ý muốn gây chuyện với người khác. Chỉ cần người khác không động chạm tới những lĩnh vực mà hắn đang làm, trong cuộc sống hắn nhất định sẽ không để ý tới một số chi tiết, hắn cũng cư xử rộng lượng với mọi người, giúp mọi người làm việc tốt.
một công ty lớn mạnh đương nhiên sẽ khiến các ông trùm quốc tế thèm muốn. Tần Lạc hoan nghênh tất cả mọi người tới nói chuyện hợp tác bởi vì đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực của Khuynh Thành quốc tế. Khi hắn ngồi nghe lén, quản lý Vương nói rất lọt tai hắn. Tần Lạc một mực hiểu rằng những lý lẽ đó là để khuyên nhủ Lệ Khuynh Thành bán Khuynh Thành quốc tế cho công ty Procter & Gamble. Khi đó Tần Lạc không có ý định xuất hiện bởi vì hắn biết Lệ Khuynh Thành sẽ giúp hắn lựa chọn. Lựa chọn của Lệ Khuynh Thành cũng chính là lựa chọn của bản thân hắn. Nhưng khi gã đàn ông gầy kia nói, ý nghĩa của việc đàm phán đã thay đổi. Đây không còn là một thương vụ đàm phán mà là một hình thức ép buộc từ trên cao xuống. Lợi dụng bản thân mình có mối quan hệ chính trị rộng rãi ép Khuynh Thành quốc tế tới con đường cùng, sau đó sẽ bắt đầu thu mua một Khuynh Thành quốc tế đang trong tình cảnh không lối thoát. Loại thủ đoạn này rất quen thuộc, cũng cực kỳ hữu dụng. Gã đàn ông vừa nói vậy đã lập tức làm bùng phát cơn tức giận trong lòng. Không, lòng kiêu ngạo. Mỗi một người đàn ông xuất sắc đều có sự tự tin tới mức kiêu ngạo, bọn họ không thích sự uy hiếp cùng khiêu khích của người khác. Không bán, Tần Lạc nói một cách cực kỳ dứt khoát. Ta đang kinh doanh, không trốn lậu thuế, không dùng sản phẩm mạo danh, kém chất lượng lừa gạt người tiêu dùng, kiếm tiền một cách hợp pháp, hợp lý. Bán hay không bán cũng có lý lẽ chính đáng. Dù ngươi là con ông trời cũng không thể ép ta cái đạo lý mua bán đó. Đương nhiên suy nghĩ đó của Tần Lạc cũng có chút ngây thơ, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Lạc không tin vào cách không đường hoàng này. Tần Lạc đột ngột đứng dậy, hơn nữa hắn lại còn làm chủ việc của Khuynh Thành quốc tế. Ngoại trừ ánh mắt Lệ Khuynh Thành đột nhiên trở nên sáng ngời, ánh mắt đằm thắm như làn thu thủy nhìn Tần Lạc chằm chằm. Ba người còn lại ngơ ngác không hiểu. Người này là ai? Quản lý Vương nhìn Tần Lạc hỏi. Anh ấy là ông chủ của tôi, Lệ Khuynh Thành đứng dậy, cười dịu dàng nói. Dù Khuynh Thành quốc tế được đặt theo tên của tôi nhưng anh ấy là cổ đông chính. Bây giờ anh ấy đã tới, các người muốn thu mua, hãy nói chuyện với anh ấy. Anh ấy muốn bán tôi cũng không cản, hợp đồng sẽ được ký kết. Ánh mắt quản lý Vương lóe sáng, gương mặt béo mập của ông ta lập tức giống như hình hoa cây anh túc. Ông ta chìa tay hướng về phía Tần Lạc nói, rốt cuộc đã tìm thấy chủ nhân đích thực. Tôi là quản lý Vương Đức Phượng của bộ phận hành chính công ty Procter & Gamble. Xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào? Tần Lạc không có ý bắt tay với ông ta. Tần trong họ Tần Hoàng, Lạc trong Lạc Thủy. Hay, tên hay, họ hay, cương nhu kết hợp, trong sự mạnh mẽ có sự mềm mại, bàn tay phải hụt hẫng của Vương Đức Vượng không hạ xuống, ngược lại ông ta dùng tay trái vỗ vỗ vào tay phải. Một người như ông ta tuyệt đối sẽ không để bản thân mình lâm vào cảnh khó xử. Tần tiên sinh. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng tôi và tiên sinh giống như mới quen đã thân. Tôi không ngờ, Tần tiên sinh lại là người không thích các nghi thức xã giao. Chúng ta cũng không cần nói mấy câu vô ích đó nữa. Tôi cùng với tiểu thư Lucy được Tổng Giám đốc G.Virip của công ty Procter & Gamble ủy thác tới thương lượng việc hợp tác với Khuynh Thành quốc tế. Chúng tôi đã chuẩn bị hai phương án hợp tác. Phương án thứ nhất là định giá Khuynh Thành quốc tế, sau đó công ty Procter & Gamble sẽ thu mua lại Khuynh Thành quốc tế. Phương án thứ hai là công ty Procter & Gamble sẽ đầu tư tài chính vào Khuynh Thành quốc tế. Chúng tôi sẽ đầu tư 7 triệu đô la vào Khuynh Thành quốc tế và chiếm 51% cổ phần. Tần Lạc khoát khoát tay, hắn ra hiệu người đàn ông mập hãy tạm thời ngừng nói. Hắn nói, tất cả những lời nói của các người lúc trước tôi đã nghe thấy hết. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không đồng ý với hai phương án các người đưa ra. Thứ nhất, tôi không có ý định bán Khuynh Thành quốc tế. Thứ hai, Khuynh Thành quốc tế không thiếu tiền. Ánh mắt Tần Lạc chuyển sang nhìn người đàn ông gầy, hắn cười nói tiếp, tôi lại cảm thấy rất hứng thú với phương án thứ ba mà anh đưa ra. Không biết anh có thể giải thích kỹ lại cho tôi biết không? Tôi không phải là người trong quan trường nên có rất nhiều điều tôi không biết. Gã đàn ông gầy vẫn ngồi yên trên ghế, không đứng dậy, thân thể gã ngả về phía sau. Gã ngẩng đầu nhìn Tần Lạc rồi nhếch mép cười châm chọc nói, Khuynh Thành quốc tế đang kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm. Thế nhưng anh có biết lĩnh vực mỹ phẩm thuộc quyền quản lý của ngành nào không? Cục giám sát y dược Tần Lạc nói. Bởi vì ngành sản xuất mỹ phẩm ở Trung Quốc vẫn là một ngành nghề mới phát triển. Việc giám sát cùng quản lý ngành này vẫn còn đang trong tình trạng hỗn loạn. Hơn nữa có một thời gian dài ngành này rơi vào tình trạng lơ lửng không tổ chức, không lãnh đạo. Cũng chính trong thời gian này ngành sản xuất mỹ phẩm phát triển mạnh mẽ như cỏ dại. Ở miền Nam, có một số thành phố có trên 1 vạn công ty sản xuất mỹ phẩm cùng với tổng cộng mấy chục vạn người hành nghề thẩm mỹ. Trong tình cảnh như vậy cũng có không ít những kẻ đầu cơ kiếm lợi, tận dụng cơ hội kiếm tiền.
người có nhiều can đảm sẽ có nhiều sản phẩm hơn. Những lời này là những lời chuẩn xác nhất để hình dung về ngành mỹ phẩm. Anh đã biết vậy là tốt, người đàn ông gầy cười nói. Lúc trước tôi nói tôi có thể tác động tới cục giám sát y dược. Nếu như tôi để cục giám sát y dược kiểm tra bột phấn kim dũng của Khuynh Thành quốc tế, anh cảm thấy thế nào? Tần Lạc cười nói, hoan nghênh đến kiểm tra. Tôi cũng hoan nghênh anh công bố kết quả kiểm tra ra bên ngoài, coi như là quảng cáo miễn phí cho sản phẩm của chúng tôi. Đương nhiên Tần Lạc hiểu rõ hiệu quả của bột phấn dưỡng da kim dũng, hắn cũng hiểu rất rõ ràng đặc tính dược lý của nó. Đây là thuốc đông y bào chế tinh khiết, không có bất kỳ hóa chất phụ gia nào, không có bất kỳ tổn hại nào đối với sức khỏe con người. Nếu như bọn họ công bố kết quả kiểm tra với giới truyền thông, liệu có thể gây nên một làn sóng toàn dân sử dụng bột phấn dưỡng da kim dũng không? Ngây thơ gã đàn ông gầy nói, anh là một thầy thuốc giỏi nhưng không phải là một thương gia giỏi. Anh nói rất đúng, vì vậy tôi chỉ phụ trách việc trị bệnh cứu người, chuyên trên thương trường luôn do Lệ Khuynh Thành tiểu thư giúp tôi xử lý. Tần Lạc thừa nhận đánh giá của người đàn ông với bản thân mình. Anh không phải là người ngu ngốc, vì sao nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề mấu chốt trong đó. Gã đàn ông gầy nói, chúng tôi căn bản không cần kết quả kiểm tra, chúng tôi chỉ cần công bố tin tức cho giới truyền thông, nói bột phấn dưỡng da kim dũng đang bày bán trên thị trường có thể xuất hiện vấn đề chất lượng, sau đó chúng tôi ngâm chuyện này trong vòng 10 ngày, nửa tháng. Anh có nghĩ rằng trong khoảng thời gian này có ai dám mua sản phẩm của các anh nữa không? Những phóng viên truyền thông kia sẽ phản ứng thế nào trước việc này? Hai bàn tay của gã để bắt chéo trên bàn, ngón tay gã gõ nhịp trên mặt bàn, dáng ngồi vững vàng, gã nói tiếp, cho dù 10 ngày sau đó chúng tôi công bố tin tức bột phấn dưỡng da kim dũng không có bất kỳ hóa chất phụ gia nào, công chúng có tin điều đó không? Bọn họ sẽ hoài nghi tính chính xác của kết quả điều tra của chúng tôi, hoài nghi kết quả kiểm tra của chúng tôi đã bị các mối quan hệ xã hội của các anh làm thay đổi. Khi đó liệu sự tiêu thụ bột phấn dưỡng da kim dũng có còn sốt như hiện nay không? Một công ty không có thị trường, một công ty không thể tạo ra lợi nhuận chính là một công ty không có giá trị thương mại. Một công ty như vậy thì còn cách sự phá sản bao xa? Anh tình nguyện để công ty của anh sụp đổ trong tay anh sao? Hãy nghe lời tôi đi, hãy cân nhắc cẩn thận. Hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, không hợp tác thì các anh nhất định sẽ thất bại. Tần Lạc nhìn gã đàn ông ngồi trên ghế, dùng giọng nói dễ nghe phân tích một cách hợp tình hợp lý âm mưu của mình, hỏi, anh có phải là người Trung Quốc không? Đương nhiên, gã đàn ông gầy thản nhiên đáp. Vì sao anh phải làm vậy? Nhận tiền của người thì phải làm việc thay người, gã gầy cười nói. Đừng có nói với tôi cái gì là phải bảo vệ nhãn hiệu của dân tộc, bảo vệ tài sản của dân tộc. Tôi không hứng thú với những cái đó. Tôi chỉ biết là bọn họ đã cho tôi tiền, còn anh vẫn chưa cho. Ý của anh là tôi không thể không đồng ý sao? Tần Lạc hỏi tựa như là một người ngớ ngẩn. Tôi đã nói qua tất cả kế hoạch của tôi cho anh biết. Anh có hai sự lựa chọn. Một là bây giờ anh hãy bán Khuynh Thành quốc tế với giá cao, tiền thu được đủ để anh và mấy đời nữa xài cũng không hết. Hai là các anh có thể bán lại Khuynh Thành quốc tế khi nó còn chẳng đáng bao nhiêu giá trị, trong khi đó các anh có thể không nhận được bao nhiêu tiền. Khi đó công ty Procter & Gamble có ý định mang 10 triệu đô la Mỹ mua lại Khuynh Thành quốc tế của anh, gã dùng một giọng gần như là máu lạnh. Nếu muốn thành công, trước hết phải nổi điên khùng. Gã này vì muốn giành được vô số tiền bạc đã rơi vào tình trạng điên khùng. Dĩ nhiên có điều này có lẽ gã đã từng trải qua rất nhiều lần thành công trong những sự vụ như này nên gã đã để lòng tự tin của gã bành trướng tới một mức độ không tiền khoáng hậu. Gã đương nhiên không nghĩ là Tần Lạc còn có lựa chọn thứ ba. Tần Lạc nhìn người đàn ông gầy hỏi, anh là người của cục giám sát y dược? Không phải. Vậy anh là người của ban ngành nào? Tại sao cần biết, muốn tố cáo tôi sao? Gã gầy nói vẻ khinh thường, nếu như tôi thuộc về bất kỳ ban ngành nào, tôi cũng không ngần ngại nói cho anh biết, nhưng tôi lại không thuộc về bất kỳ ban ngành nào. Tôi chỉ là một kẻ lang thang trong cuộc đời này. Tần Lạc gật đầu nói, tôi đã hiểu rồi. Hiểu cái gì? Người đàn ông nghi ngờ hỏi. Anh có một người cha có thế lực. Cũng có thể nói như vậy, gã gầy thấy đây cũng không phải là chuyện đe dọa gì nên ngang nhiên thừa nhận. Tôi còn muốn hỏi anh một vấn đề, Tần Lạc cười nói. Hôm nay anh đã hỏi quá nhiều vấn đề, gã gầy không còn giữ được vẻ kiên nhẫn, bình tĩnh nữa mà ngược lại có một vẻ trêu tức như mèo vờn chuột. Nhưng tôi thích nói chuyện với anh cứ hỏi đi. Vấn đề không được lịch sự cho lắm. Không sao. Có khả năng liên quan tới bậc trưởng bối của anh. Không sao. Tôi sợ anh sẽ tức giận. Vậy anh đừng hỏi nữa.
Tần Lạc chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói, không hỏi thì tôi rất khó chịu. Bây giờ tôi sẽ hỏi. Cứ hỏi đi. Xin hỏi, anh có bán lệnh tôn không? Tần Lạc hỏi. Chương 477, người phụ nữ cuồng vọng. Xin hỏi, có bán lệnh tôn không? Tất cả mọi người đều ngẩn cả người khi nghe thấy câu hỏi sằng bậy này của Tần Lạc. Hắn hỏi người khác có bán bố mình không rốt cuộc là có ý định ác độc gì? Hơn nữa, chẳng lẽ có người muốn mua bố của người khác sao? Lệ Khuynh Thành cười tít mắt nhìn Tần Lạc, nàng đang chờ đợi những từ ngữ kinh người của hắn. Nàng biết gã đàn ông gầy này đã làm Tần Lạc tức giận. Gã không nên uy hiếp mình, gã không nên dùng cách đó để ép mình bán Khuynh Thành quốc tế. Có lẽ chiêu thức này có tác dụng với người khác nhưng đối với mình lại vô dụng. Lệ Khuynh Thành nhìn gương mặt thành thật của chàng trai nhỏ bé trước mặt mình. Càng nhìn trong lòng nàng càng vui mừng. Hồng Mộng Lâu, tên của gã gầy ngạc nhiên một hồi lâu, sau cùng gã mới bừng tỉnh trước câu hỏi quái dị của Tần Lạc. Ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng của gã nhìn thẳng vào Tần Lạc và hỏi, tôi không hiểu rõ ý của anh. Anh có nguyện ý bán cha anh không? Tần Lạc hỏi lại, anh cũng có thể bán cha anh giống như anh đã ép buộc chúng tôi bán lại Khuynh Thành quốc tế. Hồng Mộng Lâu nhếch mép cười nói, hai chuyện này có liên quan gì với nhau? Có quan hệ rất mật thiết. Tần Lạc cười đáp. Có quan hệ gì? Bản chất giống nhau. Tần Lạc nói. Chúng tôi dựa vào Khuynh Thành quốc tế để kiếm tiền. Anh dựa vào thân phận của cha mình để kiếm tiền. Anh ép chúng tôi bán lại Khuynh Thành quốc tế chính là mổ gà lấy trứng. Nếu như anh không có một người cha có địa vị như vậy, liệu sau này còn ai tìm anh nhờ làm loại chuyện này không? Không có, vì vậy đây cũng chẳng khác nào hành động mổ gà lấy trứng. Anh có nguyện ý giết đi con gà đang đẻ trứng của mình không? Anh cảm thấy cười đã chưa? Hồng Mộng Lâu lạnh lùng hỏi. Rõ ràng vấn đề của Tần Lạc đã chọc giận gã. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tần Lạc cười nói, anh sử dụng loại phương pháp đó ép buộc chúng tôi bán lại Khuynh Thành quốc tế. Chẳng lẽ tôi lại không thể hỏi xem anh có nguyện ý bán lại cha mình sao? Đạo lý như nhau cả mà thôi. Nếu như anh nguyện ý bán lại cha mình, có lẽ tôi cũng có thể bán lại Khuynh Thành quốc tế cho các anh. Nếu như anh không muốn, tôi nghĩ anh cũng có thể hiểu được tâm trạng của chúng tôi khi từ chối bán ra. Xem ra anh đã lựa chọn. Hồng Mộng Lâu nói với quản lý Vương, 3 tháng sau các ông có thể mua lại Khuynh Thành quốc tế với giá 100.000. Tần Lạc cười nhạt nói, nằm mơ. Rốt cuộc Hồng Mộng Lâu cũng đứng dậy, gã tiến tới trước mặt Tần Lạc, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Lạc, gằn từng chữ một, hãy chờ xem. Binh! Tần Lạc vung tay tát vào mặt Hồng Mộng Lâu. Không cần chờ xem, nếu có oán cừu thì anh có thể báo ngay bây giờ. Tần Lạc nói thẳng thừng. Hắn ghét nhất người khác sau khi uy hiếp đe dọa không thành lại bắt đầu học thói người đời thốt ra những câu nói hung hãn. Phong cách xử sự với loại này hắn yêu thích nhất là trước tiên đánh cho người đó một trận rồi mới nói lý lẽ với người đó. Đương nhiên phương pháp cũng có vẻ khá lưu manh. Mày muốn chết. Hồng Mộng Lâu phản ứng rất nhanh, giống như gã đã có mấy năm học tê quân do. Gã đang bất ngờ không phòng bị nên bị Tần Lạc tát một cái, đã ngay lập tức tổ chức phản kích. Một quyền mạnh mẽ, cứng rắn đánh mạnh vào hốc mắt của Tần Lạc, gã muốn biến mắt của Tần Lạc thành mắt của gấu mèo. Tần Lạc sao có thể để cho Hồng Mộng Lâu thỏa ý nguyện. Hắn vung tay ngăn cản đòn công kích của Hồng Mộng Lâu, chân hắn lén đá một cước vào bộ phận trọng yếu ở hạ thể gã. Loảng xoảng. Thân thể Hồng Mộng Lâu lùi lại sau mấy bước ngã vào chiếc bàn thủy tinh làm chiếc bàn đổ xuống mặt đất. Không nên đánh nhau, Tần tiên sinh, Hồng tiên sinh, có chuyện gì cứ từ từ nói, không nên đánh nhau. Đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề. Quản lý Vương sợ chuyện này sẽ gây phiền phức, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới uy tín của công ty Procter & Gamble nên đứng ra khuyên can. Không cần phải đánh nhau. Lucy, quản lý cao cấp của công ty Procter & Gamble cũng đứng dậy can ngăn, cô ta nói bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Tần Lạc không nên đánh nữa. Anh là người nổi tiếng, phải chú ý hình tượng của mình. Một cước đó đá quá hay. Phịch. Chiếc bàn thủy tinh trượt một hồi trên mặt đất sau đó nặng nề đâm sầm vào quầy ba cách đó không xa. Động thái bên này đã thu hút sự chú ý của khách trong thủy khu. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện hay đọc, ngẩng đầu nhìn. Hai tay Hồng Mộng Lâu che hạ bộ, gã há hốc mồm nhưng vẫn gắng gượng không kêu lên một tiếng. Gã không thể kêu. Gã là một người có thân phận. Chỉ có gã dám ức hiếp người khác. Sao gã có thể để người khác biết gã bị người ức hiếp? Ai? A, à, mau dừng tay, làm người ta bị thương sẽ không tốt. Lệ Khuynh Thành hô lên. Nàng ngồi xổm nhìn Hồng Mộng Lâu hỏi, anh có sao không?
còn cần tôi gọi hộ anh xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện không? Lệ Khuynh Thành hỏi liên tiếp hai câu nhưng không thấy Hồng Mộng Lâu trả lời được nên nàng nói với quản lý Vương, xem ra anh ta không bị thương, cũng không muốn đi bệnh viện nên hai người nên dẫn anh ta đi thôi. Cái này, vị tiên sinh này là một người có thân phận, nhất định sẽ không muốn để người khác biết chuyện xảy ra hôm nay. Cho dù có muốn trả thù thì cũng ngấm ngầm chọc dao vào người, ông nghĩ có đúng không? Lệ Khuynh Thành cười châm biếm nói với quản lý Vương. Quản lý Vương suy nghĩ một chút, ông ta cảm thấy Lệ Khuynh Thành nói cũng có lý. Nếu chuyện hôm nay truyền ra bên ngoài thì Hồng Mộng Lâu sẽ vô cùng mất mặt. Nếu Hồng Mộng Lâu muốn trả thù nhất định sẽ không tìm cảnh sát mà tìm cha mình. Vậy trước hết tôi dẫn anh ấy đi, được không? Quản lý Vương hỏi ý kiến của Tần Lạc. Ông ta không thể nào hiểu được, một tiểu tử mặc trường bào như người nhà quê, gương mặt nhã nhặn giống như một học giả cao tuổi tại sao vừa nói đánh là đã đánh liền vậy. Quá bạo lực. Đi thôi, Tần Lạc phất tay nói. Thế là hai người quản lý Vương và Lucy đỡ Hồng Mông Lâu trong người đầy oán hận rời khỏi thủy khu. Lệ Khuynh Thành căn dặn nhân viên thủy khu thu dọn hiện trường. Nàng ngồi nán lại nói mấy câu với khách hàng rồi quay sang bảo Tần Lạc, đi, chúng ta vào phòng của tôi nghỉ chút. Tần Lạc cười đồng ý, chỉ có người Lệ Yêu Tinh thích mới có thể bước vào căn phòng làm việc ở lầu 3 của nàng. Căn phòng này không chỉ là nơi làm việc của cá nhân nàng, còn là nơi nghỉ ngơi của nàng. Nàng không dễ dàng gì bộc lộ bộ mặt của mình cho một người ngoài biết. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng dẫn mấy người của công ty Procter & Gamble lên thủy khu bàn công chuyện làm ăn trị giá 10 triệu đô la mà không dẫn vào phòng làm việc của mình. Nàng đã hạ quyết tâm không bán nên đương nhiên không cần mấy người đó. Em là người thứ bao nhiêu? Ngay khi bước vào phòng làm việc của mình, Lệ Khuynh Thành đi thẳng tới tủ rượu của mình. Đây chính là thói quen của nàng. Thứ bao nhiêu là sao? Tần Lạc hỏi. Từ khi từ Hàn Quốc về em là người con gái thứ bao nhiêu anh tiếp kiến? Lệ Khuynh Thành bưng tới hai chén rượu đỏ tới. Nàng đưa một chén cho Tần Lạc, một chén nàng khẽ đung đưa trong bàn tay mình. Em vẫn cho rằng mình chính là vợ hai. Bây giờ em mới phát hiện ra ngay cả trong top 10 em cũng không có chỗ. Không phải sắp xếp theo thứ tự đến trước, sau sao? Em và chị Lâm đồng thời quen biết anh. Chị ấy tu thành chính quả, trở thành chánh cung hoàng hậu. Còn em ngay cả một di phi cũng không được sao? Tần Lạc cười gượng nói, mấy ngày qua có rất nhiều chuyện, thật sự anh không có biện pháp nào tới đây. Không phải bây giờ đã tới rồi sao? Được rồi, mấy người đó là ai? Gã thanh niên kia thoạt nhìn cũng rất có bối cảnh, đó là ai? Thân phận của người béo đó anh đã biết, là quản lý của bộ phận hành chính trong công ty Procter & Gamble. Người phụ nữ tóc vàng kia là Lucy, một phó tổng giám đốc của tập đoàn Procter & Gamble. Cả hai nhân viên cao cấp tới gặp chúng ta một lúc cũng đủ thấy bọn họ coi trọng chúng ta. Còn lai lịch của người đàn ông bị ăn đòn kia tôi cũng không rõ lắm. Hai lần đàm phán đó tôi không thấy mặt anh ta. Có thể tập đoàn Procter & Gamble muốn giải quyết dứt điểm nên lần đàm phán thứ ba này đã để anh ta cùng tới. Sau đó đột nhiên Lệ Khuynh Thành cười khanh khách, đôi nhũ hoa nhún nhảy theo tiếng cười, cực kỳ trêu ghẹo con mắt người khác. Cười cái gì? Tần Lạc ngờ vực hỏi. Anh hãy nói xem tại sao anh ta lại xui xẻo vậy. Vừa mới đến đã đụng ngay phải anh, muốn tỏ uy phong nhưng không thành, còn bị anh đánh cho một trận. Đúng là một người đáng thương, rất không may mắn. Đợi cho Lệ Khuynh Thành cười thoải mái, Tần Lạc mới hỏi, tại sao em không đồng ý bán? Bọn họ trả giá cũng không thấp. Tại sao em phải bán? Lệ Khuynh Thành cười hỏi lại, không phải anh đã đưa ra một lý do rất thuyết phục sao? Anh ta đã không muốn bán cha của mình. Chúng ta cũng không cần phải bán Khuynh Thành quốc tế. Lệ Khuynh Thành suy nghĩ rồi nói, Nhạc Bạch Thị đã từng là một trong 10 công ty sản xuất đồ uống lớn nhất Trung Quốc bị công ty Danone của Pháp thu mua, hiện tại sản phẩm của Nhạc Bạch đã bị rút khỏi thị trường. Tô Bạc Nhĩ bị SEB của Pháp thu mua, bây giờ anh không thể tìm thấy một cái nồi áp suất hay nồi cơm điện Tô Bạc Nhĩ. Tiểu Hộ Sĩ từng được phần lớn phụ nữ và trẻ em ưa thích. Tiểu Hộ Sĩ bị L'Oreal của Pháp thu mua năm 2003. Sau 5 năm Tiểu Hộ Sĩ gần như biến mất trên thị trường. Ngày nay anh có thể tìm thấy nó ở các siêu thị lớn không? Đại bảo, ngày 30 tháng 7 năm 2003, Johnson và Johnson tuyên bố hoàn thành việc mua lại Đại bảo. Hiện tại nó đang ở đâu? Song Hợp Thành, kem đánh răng Trung Quốc, Vinamilk, dầu bôi trơn thống nhất. Em đã đọc về kinh tế, về các trường hợp các công ty tư nhân bị nước ngoài thu mua. Thu mua thành công nhưng sản phẩm vốn có hy vọng trở thành nhãn hiệu toàn cầu lại biến mất.
Anh muốn nghe suy nghĩ thực sự của em, Tần Lạc chân thành nói. Đã có nhiều thương vụ thất bại trước đó, vậy tại sao bọn họ vẫn tiếp tục trả giá cao để mua? Tần Lạc tò mò hỏi. Thương nhân chia ra làm hai loại. Một loại chỉ muốn kiếm tiền, một loại muốn làm nên sự nghiệp. Người muốn làm nên sự nghiệp có tầm nhìn xa trông rộng, có khí phách, không tranh giành một sớm một chiều, thu lợi ở tương lai. Mặc dù bọn họ có thể mất đi nhưng những công việc của bọn họ vẫn được người khác tiếp tục. Nhưng những người chỉ biết kiếm tiền thì khác, bọn họ chỉ mong trước mắt kiếm được nhiều tiền. Bọn họ đều nghĩ cách bắt nó kiếm tiền ngay tức khắc, còn sau này thì sao? Bọn họ không nghĩ cho tương lai. Dừng một lát rồi Lệ Khuynh Thành nói tiếp. Một phần là do thể chế, một phần là do bọn họ thiếu tự tin. Bọn họ nghĩ rằng khi mình và người nước ngoài cạnh tranh với nhau, mình sẽ thất bại. Còn em, Tần Lạc cười hỏi. Em, Lệ Khuynh Thành nhấp một ngụm rượu đỏ, nàng dùng đầu lưỡi cảm nhận hương vị đặc sắc của rượu đỏ cực phẩm rồi nàng cười nhẹ nói, em hy vọng một ngày chúng ta có thể tới Mỹ thu mua Procter & Gamble. Chương 478, lời mời khó từ chối. Nhiều khi Tần Lạc cảm thấy Lệ Khuynh Thành là một người rất giống mình, cùng xinh đẹp, ngang bướng, tài hoa hơn người, không thích những trói buộc đời thường, hơn nữa cùng hừng hực dã tâm. Lệ Khuynh Thành nói sau này muốn sang Mỹ thu mua công ty Procter & Gamble. Điều này có buồn cười không? Rất buồn cười. Khoan hãy nói là công ty Procter & Gamble có giá trị bao nhiêu, chỉ riêng lợi nhuận hàng năm của nó cũng đủ mua mấy trăm Khuynh Thành quốc tế. Nhưng Tần Lạc biết Lệ Khuynh Thành sẽ không để ý xem điều mình nói có thể làm được hay không. Khi nàng nói như vậy, thật sự giống với một người điên, một lần nữa tập trung tấn công mục tiêu của mình. Có lẽ Khuynh Thành quốc tế vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể mua được công ty Procter & Gamble. Nhưng khi đó Khuynh Thành quốc tế cũng sẽ là một công ty xuất sắc làm mọi người ngưỡng mộ, không phải ai cũng có dũng khí cùng sự uy hiếp tới đàm phán mua lại. Giống như một học sinh trong một cuộc thi, nếu bạn đặt mục tiêu đạt được 100 điểm, có lẽ bạn chỉ đạt được 80 điểm. Nhưng nếu bạn chỉ đặt mục tiêu phấn đấu 80 điểm, bạn chỉ có thể đạt được 50 điểm. Anh tin tưởng sẽ có một ngày như thế, Tần Lạc cười nói. Hắn vẫn tin tưởng vào Lệ Khuynh Thành như vậy, giống như hắn tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một danh y. Có mục tiêu phấn đấu thật sự là một chuyện làm tâm trạng vui vẻ, Lệ Khuynh Thành cười nói. Anh đánh người ta, bây giờ người ta muốn trả thù thì phải làm sao? Em nhất định sẽ có cách giải quyết vấn đề này, Tần Lạc nhìn nụ cười quyến rũ, tinh tế của nàng nói. Nếu như Lệ Khuynh Thành không có thủ đoạn thì nàng đương nhiên không thể lập nghiệp với hai bàn tay trắng ở Yến Kinh này dựng nên thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế. Càng không thể làm cho Khuynh Thành quốc tế phát triển nhanh chóng, nhộn nhịp chỉ trong một thời gian ngắn. Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Lạc nói, thật chán cho anh. Lúc trước ra tay đánh người nhìn còn có phong cách đàn ông, đẹp trai như vậy, còn tạo ra một cảm giác an toàn, thế mà bây giờ anh lại không có lương tâm giao cái chuyện khó giải quyết này cho phụ nữ. Tần Lạc cười gượng nói, một khi em đã đồng ý đàm phán với bọn họ là em đã chuẩn bị tất cả mọi việc. Lệ Khuynh Thành cười duyên dáng nói, thương trường như chiến trường. Không nên có dã tâm hại người nhưng phải có tâm lý để phòng kẻ khác. Em đã ghi âm lại nội dung của mấy cuộc đàm phán với người của công ty Procter & Gamble, kể cả lần này. Tất cả lời nói của cái gã ngu xuẩn đó cũng đã được ghi lại rõ ràng. Trong lúc nói, Lệ Khuynh Thành lấy từ trong túi của mình ra một vật, thoạt nhìn rất giống một cái bút máy. Ngay khi nàng khẽ xoay nắp bút, lập tức vang lên giọng nói của quản lý Vương. Tần Lạc cũng biết không có bất kỳ uy hiếp nào có thể gây khó khăn cho Lệ Yêu Tinh. Nàng đã tu luyện ngàn năm, bất kỳ thủ đoạn tiểu nhân, hành vi tà ác nào nàng còn chưa trải qua sao? Đạo hạnh của tiểu tử kia quả thực rất nhỏ. Em chuẩn bị xử lý việc này thế nào? Tần Lạc hỏi. Trước hết em sẽ cho sao lại một phần đoạn băng, đưa trước cho anh ta nghe, Lệ Khuynh Thành nói. Nếu như anh ta đủ thông minh, chuyện này chỉ như vậy. Anh còn ra tay đánh người nên chúng ta cũng không thiệt thòi trong chuyện này. Không cần phải cố ý đắc tội với những đại gia trong giới quan trường. Chúng ta là những thương nhân mở cửa kinh doanh, thật sự không thể bỏ qua sức mạnh của những người này. Đây là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất giữa mọi người. Anh nói xem, có phải em là một người rất nhân từ không? Tần Lạc cười nói, không. Lệ Khuynh Thành khẽ gật đầu, nụ cười trên gương mặt càng rực rỡ. Đôi mắt phượng long lanh như nước hồ thu. Khi nàng cười rộ lên, trên gò má lập tức xuất hiện hai núm đồng tiền rất mê người. Vì thế em sẽ không làm như vậy. Em sẽ không để anh ta biết em có đoạn ghi âm đó. Em sẽ cẩn thận từng ki từng tí chờ đợi sự trả thù của anh ta.
Đương nhiên khi bọn họ tiến hành kiểm tra sản phẩm của chúng ta, Khuynh Thành quốc tế sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ngay khi tất cả ánh mắt của giới truyền thông và dân chúng đều nhìn vào chúng ta, em sẽ công bố đoạn băng ghi âm này. Dù lượng tiêu thụ của bột phấn dưỡng da Kim Dũng vẫn hot trên thị trường nhưng vẫn không thể xem thường sức mạnh của quảng cáo. Hiệu quả của quảng cáo lần trước cả đời kẻ lông mi cho em rất tốt. Em đang chuẩn bị cùng Tư Tuyền làm quảng cáo thứ hai nhưng kế hoạch này sẽ tạm hoãn. Bởi vì một khi chuyện này xảy ra, chúng ta sẽ có một cơ hội được quảng cáo miễn phí. Không có bất kỳ hình thức quảng cáo nào có hiệu quả hơn chuyện này. Tất cả giới truyền thông và dân chúng thường đứng về phía kẻ yếu. Không phải chúng ta đang là kẻ yếu sao? Lúc đó không chỉ anh ta, cha anh ta mà ngay cả công ty Procter & Gamble cũng gặp đại nạn. Một khi chúng ta muốn thu mua công ty Procter & Gamble thì chúng ta phải cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Chiêu thứ hai này quả thực ác độc hơn nhiều so với chiêu thứ nhất, càng có lợi hơn với Khuynh Thành quốc tế. Thứ nhất, trả thù cái gã ngông cuồng, ngu dốt kia làm cho anh ta thân bại danh liệt, rất có thể sẽ bị tống giam. Thứ hai, người đứng sau anh ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín. Thứ ba, chuyện lần này có sự tham dự của công ty Procter & Gamble. Hình tượng sản phẩm cùng với uy tín của bọn họ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Có lẽ dân chúng sẽ tẩy chay sản phẩm của bọn họ. Thứ tư, sản phẩm cùng với tên tuổi của Khuynh Thành quốc tế sẽ tăng lên không ngừng. Khi các ban ngành liên quan không phát hiện ra vấn đề gì trong bột phấn dưỡng da Kim Dũng, trong khi đó sự kiện Khuynh Thành quốc tế bị hãm hại được đưa ra ánh sáng. Dân chúng sẽ nghĩ như thế nào đây? Thứ năm, làm cho tinh thần thoải mái. Chẳng qua Tần Lạc chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngứa, rắn lục cắn, ong vàng đốt, cả hai đều độc nhưng không độc bằng lòng dạ đàn bà. Cô gái này vẫn chưa lấy chồng, tại sao lại có suy nghĩ lợi hại như vậy? Thế nào, sợ chưa, có phải anh cảm thấy em rất kinh khủng không? Lệ Khuynh Thành bưng chén rượu ngồi cạnh Tần Lạc, ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn. Không có, Tần Lạc cười nói, để người khác lên đài quảng cáo giúp chúng ta còn tốt hơn nhiều so với chúng ta tự lên đài quảng cáo về sản phẩm của mình. Hơn nữa còn được quảng cáo miễn phí, tiết kiệm rất nhiều tiền. Anh ủng hộ. Lệ Khuynh Thành thở dài nói, sợ thì cũng đừng lo. Em là phụ nữ, em cũng muốn giả bộ ngây thơ để người khác yêu mến nhưng không được. Mặc dù là như vậy, em cũng rất đáng yêu, Tần Lạc an ủi nàng. Thật vậy sao? Hai mắt Lệ Khuynh Thành sáng lên. Đúng vậy, Tần Lạc cảm thấy căng thẳng. Sao ánh mắt của cô nàng này không có ý tốt chút nào, muốn mình làm gì đây? Nếu như em đáng yêu, tại sao anh không yêu em? Anh thấy em thua kém hơn các cô gái khác sao? Không có. Em cảm thấy bản thân mình không hề thua kém hơn các cô gái khác. Không phải cũng chỉ là vào bếp, vào phòng, nguyện ý lên giường với đàn ông sao? Em có thể làm được, hơn nữa tay nghề hoàn toàn không thua kém người khác. Về mặt kiếm tiền, đương nhiên không thể bằng vị hôn thê lợi hại của anh nhưng em cũng không thiếu tiền. Điều thứ ba, các cô ấy không bằng em. Cả một đám đó nhất định giống như đầu gỗ vậy, nhất định các cô ấy không phối hợp nhịp nhàng với anh. Tại sao anh nguyện ý làm đi làm lại nhiều lần với các cô ấy? Tại sao các cô ấy cũng nguyện ý cùng với anh? Lệ Khuynh Thành khẽ nghiêng người, nàng nhẹ nhàng tựa vào bờ vai Tần Lạc. Ngón tay út phải vẽ một vòng tròn trên ngực Tần Lạc. Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu, mềm mại, nàng thì thào bên tai Tần Lạc, nhưng em khác bọn họ ở tiếng rên rỉ, dâng hiến. Em tình nguyện ở trong nhà bếp. Ở trong văn phòng. Hơn nữa em cùng từng trải hơn. Em mặc trang phục tiếp viên hàng không, y tá cũng rất gợi cảm. Nếu như anh thích. Tần Lạc muốn khóc, đây không phải là chào hàng, đẩy nhanh tốc độc trở thành phụ nữ của mình sao? Điều nguy hiểm hơn cả là màn quảng cáo của nàng cực kỳ hấp dẫn, kích động. Tần Lạc cảm thấy hơi thở dồn dập, cả người nóng ran, hạ thể đột ngột dựng cột buồm. Vì để bản thân tránh khỏi tình trạng khó xử, không kìm lòng được. Hắn vội vàng kẹp chặt hai chân lại. Anh cảm thấy em thế nào? Lệ Khuynh Thành khẽ thổi hơi vào tai Tần Lạc. Nàng nhìn vành tai và cái cổ đỏ như của Tần Lạc, không khỏi nở một nụ cười có thể đầu độc chúng sinh. Rất đẹp. Anh có muốn thử một chút không? Tần Lạc biết nếu cứ như thế này một lúc nữa, hắn không thể không trở thành cầm thú. Hắn có phải là cầm thú không? Hắn rất muốn như vậy nhưng trên thực tế hắn không phải như vậy. Vì vậy Tần Lạc hung hăng bấu mạnh vào bắp đùi mình và nói, thật ra anh tới đây là muốn thương lượng một chuyện rất quan trọng với em. Lệ Khuynh Thành chú tới hành động này của Tần Lạc, nàng cảm thấy chàng trai này thật sự cực kỳ đáng yêu. Nàng không thoát khỏi người Tần Lạc mà dựa hẳn vào người hắn,
nhấp một ngụm rượu đỏ rồi hỏi, chuyện gì? Anh muốn đi châu Âu một chuyến, Tần Lạc nói. Đi châu Âu làm gì? Lệ Khuynh Thành hỏi. Trung y dược ở châu Âu đang ngày càng trở nên khó khăn. Liên minh châu Âu quy định về trình tự đăng ký thuốc y học cổ truyền có quy định các loại dược thảo trước ngày đăng ký phải có ít nhất 30 năm sử dụng, trong đó phải được sử dụng ở ít nhất 15 năm. Căn cứ để xác minh sản phẩm đã được cung cấp tiêu thụ 15 năm ở rất khó khăn. Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, thảo dược sẽ biến mất ở. Tần Lạc lo lắng nói, nếu như thảo dược biến mất ở thì người hành nghề trung y ở sẽ lâm vào tình cảnh súng hết đạn. Nếu một khi tình cảnh này xảy ra, trung y sẽ không thể nào phát triển được, nó sẽ biến mất theo thời gian. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, em cũng đã nghe qua chuyện này nhưng anh muốn thương lượng chuyện gì với em? Anh nghĩ muốn mời em cùng sang Pháp với anh, Tần Lạc nói. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ về ý định này của mình. Tần Lạc nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, hắn không biết tiếng của người ta, không có người bên đó giúp đó. Thực sự nhiệm vụ lần này không có cách nào xoay sở. Có dũng khí theo kiểu con chuột kéo con rùa, một cảm giác bất lực, không thể hành động. Nếu như hắn có thể đưa Lệ Khuynh Thành đi cùng, năng lực ứng xử cùng với quan hệ xã hội của nàng rất có thể sẽ giúp cho cơ hội thành công của nhiệm vụ lần này tăng thêm rất nhiều. Tại sao em phải đi cùng với anh? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Ừ, thế nhưng em đang chuẩn bị đồng ý với anh, Lệ Khuynh Thành nói. Tại sao? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Hai mắt Lệ Khuynh Thành lập lòe, nàng cười hì hì nói. Anh nghĩ xem, chúng ta bỏ trốn tới một nơi nào đó yêu đương vụng trộm. Có phải rất kích thích không? Chương 479, Thái tử không bằng Y Vương. Hồng công tử, cậu không sao chứ? Vương Đức Phượng hỏi. Không sao, Hồng Mộng Lâu nằm trên ghế xa. Một người hầu gái xinh đẹp đang bôi thuốc lên gương mặt sưng vù của gã. Khi mới bắt đầu trên gương mặt của gã mới chỉ có một vết màu tím đậm nhưng không ngờ sau khi quay về nhà, vết tím đó ngày càng đậm hơn, gương mặt sưng phù lên, thậm chí đã có dấu hiệu tụ máu. Có thể thấy cái tát đó của Tần Lạc hoàn toàn không lưu tình. Ha ha, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, Vương Đức Phượng cười nói. Nụ cười của con người mập mạo này luôn làm người khác thấy rất đáng yêu. Ông ta móc ví lấy ra một tờ ngân phiếu màu vàng nói, đây là tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông, dùng tên giả trước kia của cậu là Lý Đức Ất. Đây là chút tiền trà nước công ty gửi lại cậu, Hồng công tử nên nhận lấy. Hồng Mộng Lâu cầm tờ ngân phiếu nhìn qua một chút rồi nói, thế nào? Các ông không thua mua Khuynh Thành quốc tế nữa sao? Có thể thua mua đương nhiên là rất tốt nhưng xem ra bọn họ không muốn hợp tác, Vương Đức Phượng bất đắc dĩ nói. Không phải người Trung Quốc có câu, hái dưa xanh thì không ngọt sao? Chúng tôi đã rất cố gắng. Tiểu thư Lucy đã gửi thông báo về công ty. Hai người nữa chúng tôi sẽ về nước. Chuyện này cứ vậy mà từ bỏ sao? Hồng Mộng Lâu đặt tấm ngân phiếu trên bàn trà, âm trầm hỏi. Ý của Hồng công tử là gì? Vương Đức Phượng nhìn Hồng Mộng Lâu hỏi. Tôi mặc kệ công ty của các ông nghĩ gì, làm gì nhưng tôi sẽ không để chuyện này chấm dứt như vậy, Hồng Mộng Lâu sờ gương mặt bị đánh của mình nói. Từ bé tới giờ tôi chưa bị ai đánh. Vương Đức Phượng cười gượng nói, Hồng công tử, tôi nghĩ chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tôi thấy bọn họ không muốn bán. Nếu tôi là ông chủ của Khuynh Thành quốc tế tôi cũng không bán. Đây chính là con gà đẻ trứng vàng. Hơn nữa cái gã họ Tần kia dám cứng rắn, bá đạo ra tay với công tử như vậy, nhất định là anh ta có chỗ dựa dẫm. Nếu chúng ta cùng tranh đấu với những người như vậy thì không phải cá chết lưới rách sao? Người anh em, nói gì thì nói tôi vẫn còn tiền lương của công ty Procter & Gamble để nuôi gia đình, tôi vẫn còn phải bảo vệ lợi ích của công ty. Nếu chuyện này làm to lên hoàn toàn không có lợi cho uy tín của công ty. Đây là vấn đề của tôi, Hồng Mộng Lâu lạnh lùng nhìn Vương Đức Phượng nói. Vì quen biết nên tôi mới đồng ý đứng ra giúp đỡ mấy người. Bây giờ khi tôi bị người khác ức hiếp, các người lại muốn dàn xếp ổn thỏa sao? Đây chính là phong cách của các người sao? Lúc tới đây cầu xin tôi, sắc mặt của các người như thế nào? Tại sao lại vậy, Hồng công tử, tuy tôi nhiều hơn cậu mấy tuổi nhưng nhất định tôi không am hiểu bằng cậu. Cậu hãy nói kế hoạch ra, chúng ta sẽ thương lượng cẩn thận một lần nữa. Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Kế hoạch, khi ở thẩm mỹ viện tôi đã nói qua, Hồng Mộng Lâu nói. Còn về phần có ảnh hưởng tới hình tượng của công ty các ông hay không thì không phải là việc tôi quan tâm. Cái tôi quan tâm là lấy lại danh dự của mình. Cái kế hoạch đó liệu có thể tiến hành được không? Vì sao không thể tiến hành? Không tiếp xúc bất hợp pháp, cũng không phải không tuân theo quy định. Coi như là có công, thoái, thủ.
cho dù người đứng sau lưng hắn ra mặt cho hắn nhưng không thể có bất kỳ quan điểm áp đặt nào. Quan chức nhà nước không thể bằng thanh tra cục giám sát y dược quản lý các sản phẩm thẩm mỹ, trang điểm. Điều này có gì sai nào? Nếu như ngại người khác nói ra nói vào thì sẽ tiến hành kiểm tra mấy công ty một lúc. Nhưng con đường đi này tôi không hiểu lắm. Tất cả phải dựa vào Hồng công tử tiến hành. Nếu như chuyện thành, yên tâm, nếu như chuyện thành công, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách để chúng bán Khuynh Thành quốc tế với giá thấp cho các ông. Đến lúc đó ông sẽ lập được đại công, Hồng Mộng Lâu nói. Đa tạ Hồng công tử hợp tác, đến lúc đó thì phí trà nước cho Hồng công tử sẽ không nhỏ. Lệ Khuynh Thành là một phụ nữ cực phẩm, là một nữ yêu tinh có thể hành hạ ham muốn dục vọng của đàn ông tới chết đi sống lại. Tần Lạc thầm nghi, cũng may mắn ý chí của mình kiên định, giống như Liễu Hạ Huệ thời Xuân Thu ngồi trong lòng nữ nhân mà vẫn không loạn. Nếu là một người đàn ông khác thì chỉ e đã bị Lệ Khuynh Thành ăn tươi nuốt sống, ngay cả xương cũng không còn. Dĩ nhiên một khi bạn đồng ý, nàng cũng muốn thì mới có thể ăn, nàng được. Sắc mặt Tần Lạc lạnh băng. Hắn nghiêm trang giải thích cặn kẽ cho nàng nguyên nhân của chuyến đi tới châu Âu lần này của hai người, cùng nhiệm vụ cần hoàn thành. Lệ Khuynh Thành chăm chú lắng nghe, không trêu chọc thần kinh mẫn cảm của chàng trai ngây thơ Tần Lạc. Sau khi thảo luận xong, thời gian cũng đã muộn, Tần Lạc liền đứng dậy ra về. Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói, em không phải là cọp cái. Tại sao anh lại sợ khi ở cùng với em vậy? Em không phải là cọp cái mà em là một nữ lưu manh, Tần Lạc nói. Nếu như anh đến chết cũng không khuất phục, em cũng không thể làm gì với anh, Lệ Khuynh Thành cười tít mắt quyến rũ, ánh mắt nhìn vào khoảng giữa hai chân của Tần Lạc nói. Chẳng lẽ anh sợ nó phản bội anh sao? Anh sợ em dụ dỗ anh, Tần Lạc nói. Niềm vui thú của yêu tinh chính là gì? Chính là lấy nỗi thống khổ của người khác làm niềm vui của mình. Tần Lạc khẳng định ngay khi dục hỏa thiêu đốt người mình muốn bổ nhào vào nàng. Hay chờ đợi nàng ngã vào lòng mình chính là lúc nàng sẽ không chút do dự dội cho mình một chậu nước lạnh. Tần Lạc vẫn có cảm giác rằng bản thân mình là một người đàn ông rất có mị lực, rất ưu tú. Hắn biết mình hấp dẫn nhiều cô gái nhưng tuyệt đối trong số đó không có Lệ Khuynh Thành. Em hãy lập tức bàn giao lại công việc, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Lệ Khuynh Thành gật đầu nói, yên tâm đi, cho dù em có đi vắng 10 ngày thì Khuynh Thành quốc tế vẫn hoạt động bình thường. Vấn đề là chỉ e kịch hay kia sẽ diễn ra sớm hơn. Như vậy cũng tốt, hai chúng tôi cùng đi để anh ta có thời gian chuẩn bị. Càng náo động càng tốt, Tần Lạc cười nói. Ngay khi Tần Lạc vừa rời khỏi Khuynh Thành quốc tế, một người đàn ông đeo kính đen tiến tới trước mặt hắn nói, Tần tiên sinh, tiểu thư cho mời tiên sinh tới. Khi người đàn ông nói, anh ta chỉ tay về phía một chiếc xe màu đen, kính đen che kín. Tiểu thư, Tần Lạc hỏi. Cửu Yên Mị tiểu thư, người đàn ông trả lời. Trong lòng Tần Lạc không khỏi tự trách bản thân mình khi hắn nghe nói cái tên này. Hắn đã đồng ý với Cửu Yên Mị hỗ trợ chữa bệnh cho Cửu lão gia. Nhưng khi bệnh tình của Cửu lão gia vẫn chưa ổn định, hắn đã bôn ba khắp nơi, gần như không có cơ hội tới tái khám. Đối với thầy thuốc mà nói, đây là một hành động không có trách nhiệm chút nào. Bây giờ người ta chủ động tìm tới, mình không thể đưa bất kỳ lý do nào để từ chối. Được. Tôi tới, Tần Lạc gật đầu đồng ý rồi hắn bước nhanh về phía chiếc xe. Ngay khi Tần Lạc đi tới bên cạnh chiếc xe, cửa xe được đẩy ra, Cửu Yên Mị trong chiếc váy cổ làn sóng, khoác một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài đang ngồi một cách tao nhã bên trong. Nàng mỉm cười nói với Tần Lạc, muốn gặp anh quả thực rất khó khăn. Ngay khi biết anh ở đây tôi lập tức tới ngay. Tôi vốn định trực tiếp vào mời anh nhưng tôi nghĩ làm vậy sẽ khiến cho chủ nhân nơi đó không vui nên tôi phái nhân viên tới mời anh. Tần Lạc biết mối quan hệ tế nhị của Cửu Yên Mị và Lệ Khuynh Thành nên hắn cười nói, chị Cửu, là bạn bè không nên khách khí như vậy. Điều này cũng không thể trách tôi được, Cửu Yên Mị nói. Nàng cũng xinh đẹp, nóng bỏng như Lệ Khuynh Thành nhưng so với dáng vẻ rực rỡ, láo lỉnh tự nhiên của Lệ Khuynh Thành, Cửu Yên Mị có phần hiền hậu, thùy mị hơn. Có lẽ đây chính là cái mà người đời thường nói, khí chất của tiểu thư khuê các. Là do chúng ta xa cách nhau quá lâu. Nếu ngày nào anh cũng tới nhà tôi chơi thì sao tôi có thể khách khí như vậy được. Tôi hiểu là chỉ trách tôi đã lâu không tới thăm Cửu lão gia, Tần Lạc cười ngượng ngùng nói. Trong thời gian vừa qua tôi thực sự quá bận việc nên không có thể nào tới được. Tôi hiểu, khi anh đi Hàn Quốc, mỗi chuyện anh làm bên đó cũng gây ra một cơn chấn động. Vạn người đón tiếp ở sân bay, cảm giác này thế nào, nàng cười khanh khách rồi nói tiếp. Anh hùng đất nước, quả thực rất xứng đáng. Tần Lạc cười xấu hổ khi nghe thấy Cửu Yên Mị ca ngợi mình. Đã không khiêm khiêm nhường.
hôm nay có thời gian không? Cửu Yên Mị hỏi. Bất luận là gì hôm nay tôi cũng nên tới thăm cửu lão gia, Tần Lạc nói. Hắn vốn định trở về rồi cùng Lâm Hoán Khê và Bối Bối đi chơi. Lần này trở về thời gian quá ít, hắn lại liên tục bận rộn ở bên ngoài, thời gian gặp mặt hai người rất ít. Nhưng Cửu Yên Mị đã đích thân tới gặp, hắn sao có thể từ chối đây? Đợi khi Tần Lạc ngồi vào trong xe, Cửu Yên Mị chủ động hỏi, tại sao lại kết oán thù với thái tử? Chị cũng biết chuyện này, Tần Lạc cười hỏi. Người nên biết thì cũng đã biết rồi, người không nên biết thì cả đời cũng không thể biết được, Cửu Yên Mị cười nói. Bây giờ ở Yến Kinh có rất nhiều người bàn tán chuyện của anh và thái tử. Có một câu nói được lưu truyền rất rộng rãi, không biết anh đã biết chưa? Nói cái gì? Tần Lạc hỏi. Thái tử không bằng Y Vương, Cửu Yên Mị đáp. Thái tử không bằng Y Vương. Thái tử chính là Hoàng Thiên Trọng, vậy Y Vương chính là Tần Lạc sao? Tần Lạc thầm nghĩ, mình đã được người đời xưng là Y Vương sao? Tôi luôn ở vào thế bị người khác ức hiếp, Tần Lạc cười nói. Cửu Yên Mị cười nhẹ nói, anh cũng quá khiêm nhường. Ngay cả một thái tử không ai dám trêu vào cũng tổn thất nặng nề trong tay anh. Những người khác muốn động vào anh phải luôn suy nghĩ cẩn thận về thực lực của mình. Không tính là tổn thất, chỉ là ý định làm hại tôi của hắn chưa thành mà thôi, Tần Lạc giải thích. Điều này cũng giống như có người muốn vơ vét 100 đồng tiền của tôi. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân tôi không cho người đó vơ vét. Chẳng lẽ như vậy cũng tính là lỗ sao? Tính. Bởi vì bọn chúng có kỷ lục chưa từng thất bại, nhất định chúng sẽ không bỏ qua chuyện này, Cửu Yên Mị nói, nhất định phải cẩn thận đề phòng thái tử, anh ta là đối thủ hoàn toàn không đơn giản. Tôi hiểu, Tần Lạc gật đầu nói, bệnh của cửu lão gia dạo này thế nào? Cửu Yên Mị thở dài nói, là ông bảo tôi tới mời anh. Ông muốn gặp anh. Hả? Còn về phần Lệ Khuynh Thành, Cửu Yên Mị nói, anh là người bạn duy nhất của cô ấy, cũng là người cô ấy tin tưởng nhất. Chuyện này chúng tôi chỉ có thể tìm anh. Chương 480, lão già mắng em là ai? Khi xe chạy tới biệt thự của Cửu Yên Mị, một chiếc BMW màu bạc cũng chạy tới. Cửa chiếc BMW mở ra, một người đàn ông ngồi ở trước vô lăng nhìn xe bên này cười nịnh nọt. Hiển nhiên anh ta biết chủ nhân của xe bên này là ai. Cửu Yên Mị cũng không hạ cửa kính xe xuống chào hỏi người đàn ông này. Nàng quay sang nhìn Tần Lạc nói, chuyện giữa anh và Cửu Trọng Mưu tôi không thể nào nhúng tay vào. Anh cũng biết trong cửu gia, Trọng Mưu có quyền lợi độc lập tự chủ. Tôi chỉ có thể khuyên can, không có quyền can thiệp. Xin anh đừng hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi. Nó làm chuyện ngu ngốc thì hắn tự chôn vùi mình. Tôi hiểu, Tần Lạc gật đầu nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không ngốc tới mức sử dụng thủ đoạn nhỏ nhoi mà chị sử dụng. Vậy tôi hẳn đã sử dụng chiêu thức gì của phụ nữ sao? Cửu Yên Mị cười hỏi. Sắc mặt nàng rạng rỡ như họa. Không lên tiếng thì thôi, đã nói là nổi tiếng. Không động thì thôi, đã động là đả thương người, Tần Lạc thẳng thắn nhận xét. Chị rất giống cô ấy. Ánh mắt, nụ cười của Cửu Yên Mị như ánh trăng rằm, nàng hỏi, anh hiểu rõ cô ấy như vậy sao? Đó là do cô ấy tình nguyện để tôi hiểu. Ít nhất trước mặt tôi cô ấy không giấu giếm gì cả, Tần Lạc cười nói. Xem ra hôm nay mời anh tới đây chính là một việc cực kỳ chính xác, Cửu Yên Mị nói, đương nhiên bất kỳ chuyện nào tìm anh cũng rất chính xác. Tần Lạc, có đôi khi tôi cảm thấy rất may mắn có một người bạn như anh. Đương nhiên là khi anh cũng coi tôi là một người bạn. Tôi chỉ là thầy thuốc, trị bệnh, cứu người là trách nhiệm của tôi. Chị không cần khách sao, Tần Lạc cười nói. Tôi có một vấn đề luôn muốn hỏi anh, Cửu Yên Mị cười nói, câu trả lời của vấn đề này có thể khó nói. Tôi có thể không trả lời không? Tần Lạc hỏi lại. Có thể, Cửu Yên Mị nói, thế nhưng tôi hy vọng anh có thể thành thực trả lời. Coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một bà lão. Được, chị hỏi đi. Đôi mắt xinh đẹp của Cửu Yên Mị nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt, thon dài của Tần Lạc và nói, nếu như cô ấy không muốn anh chữa bệnh cho ông tôi nhưng tôi lại muốn anh chữa bệnh cho ông, anh có chị không? Cô ấy sẽ không bao giờ đưa ra một yêu cầu như vậy, Tần Lạc trả lời ngay lập tức. Hắn hiểu rõ Lệ Khuynh Thành nên đương nhiên cũng biết tính cách của nàng. Dù nàng thù hận một người thì nàng cũng không bao giờ cầu xin người khác cũng thù hận người đó. Nàng đương nhiên sẽ tự cố gắng thực hiện, nàng là một người phụ nữ không để bất kỳ ai gây áp lực lên mình. Tần Lạc khẳng định Lệ Khuynh Thành sẽ không bao giờ đưa ra một yêu cầu như vậy với mình. Thậm chí nàng sẽ không có bất kỳ can thiệp nào vào cuộc sống của hắn. Tôi đã nói rồi, đây chỉ là suy đoán cùng sự tò mò của phụ nữ, Cửu Yên Mị nói, anh cũng biết tôi rất tò mò với cô ấy.
Giống như nhiều tác phẩm trên truyền hình về những mối quan hệ bà con chú bác, tôi hẳn phải rất hận cô ấy. Nhưng tôi không hận cô ấy, không hận chút nào. Ngược lại tôi còn rất thích cô ấy. Nếu như tôi rơi vào hoàn cảnh giống như cô ấy, tôi sẽ không thể nào làm tốt như cô ấy. Chị cũng là người phụ nữ rất xuất sắc, Tần Lạc chân thành khen ngợi. Vậy anh hãy nói cho tôi biết, nếu như có hai người phụ nữ cùng rất xuất sắc đưa ra hai yêu cầu trái ngược đối với anh sẽ lựa chọn như thế nào? Cửu Yên Mị vẫn không chịu buông tha, có vẻ nàng rất nóng lòng biết được đáp án của câu hỏi kia. Tần Lạc cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói, không cứu. Tại sao? Không phải chị bệnh cứu người là trách nhiệm của anh sao? Cửu Yên Mị không vì lựa chọn của Tần Lạc mà tức giận, ngược lại nàng vẫn tươi cười hỏi. Không có nguyên nhân gì cả. Quả thực trong lòng tôi cũng suy nghĩ như vậy, Tần Lạc thừa nhận, dù sao không đưa ra một đáp án cho chị vẫn tốt hơn. Dù sao thì người đó vẫn là Lệ Khuynh Thành. Cửu Yên Mị cười buồn nói, nếu sớm biết như vậy tôi sẽ không hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy. Hy vọng câu trả lời không làm chị thất vọng. Quả thực tôi rất thất vọng. Thế nhưng tôi vẫn thích tính thẳng thắn của anh, Cửu Yên Mị cười nói, Tần Lạc, anh là một người đàn ông rất thú vị. Tất cả những người đàn ông tôi gặp không có ai như anh. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tần Lạc, không dám trực tiếp đối diện với vấn đề của mình, Cửu Yên Mị nói, đi thôi, ông tôi đang ở thư phòng chờ anh. Được Tần Lạc trả lời, sau đó hắn đẩy cửa xe bước xuống. Khi Cửu Yên Mị dẫn Tần Lạc tới cửa thư phòng của Cửu lão gia đang ngồi dùng bút lông luyện viết chữ to. Tư thế của ông rất tinh tế, sắc mặt ông nghiêm túc nhưng chữ viết của ông thật sự rất khó coi. Nói thật Tần Lạc có nhắm mắt lại cũng viết đẹp hơn chữ của Cửu lão gia. Thế nhưng điều Tần Lạc vui mừng chính là sắc mặt của Cửu lão gia tốt hơn rất nhiều so với lần gặp mặt trước. Xem ra thuốc cùng với việc thực hiện trị liệu điều dưỡng của hắn rất có hiệu quả. Đây là loại bệnh về phương diện tinh thần, nếu như không phải đã bị kích thích bởi sự vui mừng, bi thương quá độ dẫn tới trong cơ thể con người bị thiếu hụt đi một yếu tố nào đó, chỉ cần bổ sung đầy đủ yếu tố, tinh, khí, thần thật tốt thì căn bệnh tinh thần này cũng khỏi. Cửu lão Tần Lạc cung kính chào hỏi Cửu lão gia. Ừ, Tần Lạc, cháu tới rồi, Cửu lão gia bỏ bút lông xuống, ông nhìn Tần Lạc gật đầu. Tuy khi phát bệnh lão đầu nhi này thực sự giống một lão ngoan đồng ngây thơ, đáng yêu nhưng khi trở lại bình thường thì cực kỳ nghiêm túc, gàn bướng. Lúc này Tần Lạc không dám giả điên, giả ngốc tiến tới thân mật vỗ vãi Cửu lão nói, Cửu lão, ông đừng sợ. Cháu tới giúp ông đánh lại con yêu quái mắt xanh. Tới lúc này Tần Lạc mới nhớ ra từ lúc tới đây hắn không thấy con yêu quái mắt xanh nữa. Có thể ông ta đã rời khỏi đây, về nước. Cho dù thế nào đi nữa ông ta cũng là một chuyên gia đầu uy tín về phương diện tâm thần học. Nói một cách không khoa trương rằng phải dùng một đấu vàng để mời ông ấy một ngày. Nhưng ông ta bị Cửu Yên Mị giữ lại một thời gian dài như vậy, quả thực là chuyện không dễ dàng gì. Ông, hai người cứ ngồi nói chuyện, cháu đi pha trà, Cửu Yên Mị cười nói, nàng chỉ tay mời Tần Lạc ngồi xuống ghế xa. Cháu bận thì cứ đi, tự ông sẽ pha trà, Cửu lão gia phất tay nói. Hiển nhiên ông không muốn Cửu Yên Mị nghe câu chuyện của ông với Tần Lạc. Đợi khi Cửu Yên Mị rời đi, Cửu lão gia mới ngồi xuống ghế, ông nhìn Tần Lạc nói, có phải cháu rất tò mò khi Cửu Yên Mị mời cháu tới mà không phát bệnh không? Đúng vậy, Tần Lạc vừa nói, mà hình như tinh thần của Cửu lão gia rất tốt. Vẫn còn phát bệnh, chỉ là thời gian giữa hai lần phát bệnh lâu hơn mà thôi. Đương nhiên ông cũng không biết, là Yên Mị nói cho ông. Chỉ cần Cửu lão tiếp tục uống thuốc theo đơn cháu kê, rồi ăn uống theo thực đơn đó, bệnh nhất định sẽ khỏi, Tần Lạc khuyên nhủ. Ông hiểu, ông cũng tin tưởng vào y thuật của cháu, Cửu lão gia nói. Yên Mị đã nói với ông về sự tích của cháu, ông rất vui là ông có thể được gặp một thanh niên ưu tú như cháu. Chị Yên Mị quá khen, cháu chỉ làm chuyện đáng làm, Tần Lạc cười nói. Ừ, nói đúng lắm, con người ta cần phải làm những việc nên làm, Cửu lão gia tán dương. Tần Lạc, ông tìm cháu không phải là muốn tìm hiểu về bệnh tình của mình. Ông muốn tìm hiểu về Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc cười gượng, hắn luôn luôn không muốn tham dự vào chuyện của Cửu gia, không ngờ hắn vẫn bị Cửu lão gia lôi vào. Cửu lão muốn hiểu cái gì? Tần Lạc hỏi. Suy nghĩ của nó đối với ông. Suy nghĩ của nó đối với Cửu gia, Cửu lão gia vừa pha trà vừa nói, không ngẩng đầu lên. Tần Lạc cười nói, Cửu lão, vấn đề này ông đã hỏi nhầm người. Tuy cháu và Lệ Khuynh Thành là bạn bè nhưng từ trước tới nay chúng cháu chưa bao giờ nói với nhau về chuyện nhà của mình. Cô ấy không bao giờ nói với cháu là bản thân có suy nghĩ gì về ông, có suy nghĩ gì về Cửu gia hay không.
cháu cũng không có khả năng biết được, thậm chí cháu cũng không biết rốt cuộc thì cô ấy và ông có quan hệ gì. Những lời này của Tần Lạc là nửa thật nửa giả, thật sư Lệ Khuynh Thành chưa bao giờ nói với hắn về thân thế của chính mình. Nàng giống như là một cô nhi, một mình phiêu bạt kiếm sống bên ngoài. Ngay cả khi Tết đến, nàng cũng ở lại Yến Kinh một mình, phụ trách kế hoạch phát triển trong một năm của bột phấn dưỡng da Kim Dũng. Điều giả chính là, không phải Tần Lạc không biết mối quan hệ của Lệ Khuynh Thành và Cửu Gia. Thông qua một số lần nói chuyện với Cửu Yên Mị, hắn đã có thể suy đoán ra chút nào đó. Thế nhưng Tần Lạc cảm thấy là chuyện riêng của Lệ Khuynh Thành. Dựa vào năng lực của nàng, nàng hoàn toàn có đủ khả năng xử lý chuyện này. Nàng không cần hắn ở bên cạnh chỉ trỏ, hay thiên lệch về bên nào. Chuyện trong thiên hạ, duy nhất chỉ có chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, cho dù đó là chuyện tình yêu hay chuyện tình thân. Thủ pháp châm trà của Cửu lão gia cho mình và Tần Lạc rất thuần thục. Cửu lão gia là người miền Nam nên nghệ thuật uống trà đã in sâu. Thoạt nhìn cũng biết đây là người pha trà rất có kinh nghiệm. Một lúc lâu sau ông mới buồn rầu nói, nếu như nó nhận ông già này thì nó là cháu gái của ông. Tần Lạc ra vẻ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chị Yên Mị và Lệ Khuynh Thành là hai chị em ruột? Không sai, hình như Cửu lão gia không sẵn lòng đối diện với chuyện này nên giọng nói có phần qua quýt. Người con thiếu nợ chuyện tình cảm nhưng lại để cho một ông già như ông tới hốt. Chắc hẳn tâm trạng của ông không thoải mái về chuyện này. Tần Lạc cười nói, cháu biết Lệ Khuynh Thành rất lâu, cháu không ngờ Khuynh Thành có gia thế như vậy. Có phải Cửu lão gia tìm cháu tới đây là hỏi về vấn đề này thôi sao? Hãy nhắn tin giúp ông Cửu lão gia nói, Cửu gia luôn mở rộng cửa với nó. Được, cháu nhất định sẽ nói những lời này với Khuynh Thành. Tần Lạc đồng ý. Dù sao đây cũng chỉ là một câu nói. Cho dù Lệ Khuynh Thành có nguyện ý quay lại Cửu gia hay không thì cũng sẽ không mất đi trinh tiết. Cảm ơn Cửu lão gia nói. Cửu lão quá khách sao? Tần Lạc nói, cháu cùng hy vọng Khuynh Thành có thể có lựa chọn chính xác nhất. Còn lựa chọn chính xác nhất đó là gì thì chỉ có quỷ mới biết được. Tần Lạc, cháu cùng đừng đợi sau này tiện thể mới nhắn tin. Như vậy đi, cháu hãy gọi điện cho Khuynh Thành, ông muốn nghe qua giọng nói của nó một chút, Cửu lão gia nói. Tần Lạc suy nghĩ rồi nói, được, để cháu thử xem. Tần Lạc lấy di động gọi cho Lệ Khuynh Thành. Từ trong điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói nũng nịu của Lệ Khuynh Thành, cưng ơi, vừa mới rời khỏi đã nghĩ tới em rồi sao? Không phải em đã đồng ý với anh rồi sao? Đi Paris, anh muốn gì em cũng chiều anh mà. Tần Lạc không ngờ Lệ Khuynh Thành đã lập tức thể hiện bản tính của mình, một lần nữa đùa giỡn với mình. Hắn đang định lên tiếng ngăn cản Lệ Khuynh Thành thì Cửu lão gia ở bên cạnh nghe thấy, giận tím mặt, ông lạnh lùng quát, tiện nhân, giống hệt mẹ mình. Giọng nói the thé của Lệ Khuynh Thành vang lên trong điện thoại, là ai? Lão già nào mắng em đó? Chương 481, em không muốn một đêm, em muốn nhiều đêm. Không nghe thấy tiếng trả lời của Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành lại hỏi, Tần Lạc, anh đang ở đâu? Ai đang ở cạnh anh? Tần Lạc nhìn liếc qua Cửu lão gia một chút rồi nói, Khuynh Thành, thật ra không có chuyện gì. Anh ngắt máy đã, sau này anh sẽ giải thích với em. Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành gọi to. Chấm móc lửng, Tần Lạc vẫn im lặng nhưng hắn không cúp điện thoại luôn. Từ trước tới nay em có lừa gạt anh không? Lệ Khuynh Thành bình tĩnh hỏi. Giọng nói của nàng nghiêm túc chưa từng có. Không có, Tần Lạc trả lời. Em có cầu xin anh giúp em việc gì chưa? Cũng không có. Nếu như vậy, em có thể yêu cầu anh nói cho em biết bây giờ anh đang ở đâu? Người bên cạnh anh là ai không? Tần Lạc biết. Một khi hắn nói thật câu chuyện gia đình này của Cửu gia không còn cách nào để khuyên can nữa. Nhưng có một số người tự gậy nghiệp chướng không thể gỡ nổi nữa. Nếu một khi Cửu lão gia đã hổ thẹn vì cháu gái mình như vậy, hắn cố sức giúp sức để hàn gắn còn có ý nghĩ gì nữa không? Tần Lạc lại trở lại với dáng vẻ thiếu nhiệt tình của ban đầu. Hắn lãnh đạm liếc nhìn Cửu lão gia rồi nói, anh đang ngồi uống trà với Cửu lão gia. Có phải ông ta vừa mắng em là tiện nhân không? Ha ha, không phải em cũng mắng ông ấy sao? Hãy chuyển điện thoại cho ông ấy, Lệ Khuynh Thành nói. Cái này, cưng ơi, hãy đưa điện thoại cho ông ấy, Lệ Khuynh Thành lại nói. Tần Lạc mềm lòng, hắn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Cửu lão gia. Nếu nàng sớm gọi câu đó thì liệu có cần gọi lần thứ hai không? Ta là Cửu Thiên Tứ. Sau khi Cửu lão gia nhận điện thoại, ông nói vẻ bực bội. Tôi là Lệ Khuynh Thành. Giọng nói của Lệ Khuynh Thành đối chọi khá gay gắt. Mới rồi ta đã có một quyết định sai lầm,
thế nhưng bây giờ sửa lại cũng vẫn không muộn, Cửu lão gia nói. Điều ông nói chính là việc nhờ Tần Lạc nhắn tin cho Lệ Khuynh Thành, nói cánh cửa Cửu gia luôn mở rộng đối với nàng. Trẻ con, Lệ Khuynh Thành nói không chút khách khí, cô gái này rõ ràng không có ý tránh làm tổn thương người khác. Chẳng lẽ ông nghĩ ông quyết định như vậy thì tôi sẽ quay về với Cửu gia sao? Mới rồi tôi đã giới thiệu rất rõ ràng với ông. Ông họ Cửu, tôi họ Lệ. Tôi và ông không có quan hệ gì với nhau. Vậy thì tốt, cô có thể nghĩ như vậy thì tôi rất an tâm, Cửu lão gia nói. Nhưng mà có một chuyện tôi phải nhắc nhở ông, Lệ Khuynh Thành nói. Tôi và các người không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng có một người phụ nữ đã bị các người bức tử. Món nợ này Cửu gia nhất định phải trả. Ta không hiểu cô đang nói gì. Rồi ông sẽ rõ, Lệ Khuynh Thành cười nhạt nói, khi nào tôi đi thu nợ tôi sẽ giải thích kỹ càng hơn cho các người nghe. Tốt lắm, cuộc trò chuyện kết thúc chưa? Gặp lại. Tốt nhất là không cần gặp. Không, nhất định phải gặp, Lệ Khuynh Thành cố chấp nói, không gặp lại, các người trả nợ cho tôi thế nào đây? Binh. Cửu lão gia nặng nề vỗ điện thoại của Tần Lạc xuống bàn trà, ông tức giận nói, buồn cười, thật buồn cười. Thật sự là không có giáo dục, không có giáo dục. Cả hai mẹ con đều yêu mị, chua ngoa như nhau. Mới rồi ông còn tưởng nó xuất sắc tới cỡ nào. Ông còn tưởng nó đã trở thành một người thành công, xinh đẹp. Không ngờ cách ăn nói lại như vậy. Tần Lạc cầm điện thoại lên, sau khi cẩn thận quan sát thấy điện thoại không có tổn hại gì hắn mới lên tiếng, Cửu lão gia đập cẩn thận một chút. Chiếc điện thoại này giá mấy ngàn tệ đó. Cửu lão gia kinh ngạc liếc nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, không phải ông nói cháu. Tại sao cháu lại có quan hệ với loại phụ nữ như vậy? Đây vốn là chuyện xấu trong nhà, người ngoài không thể biết, nhưng ông không ngại nói cho cháu biết, con trai trưởng của ông chỉ vì có quan hệ với mẹ của con tiện nhân đó mà tới bây giờ vẫn không thể thoát khỏi việc đó. Cháu có nghe nó nói không? Nó muốn trả thù Cửu gia. Thật buồn cười. Tần Lạc cười nói, Cửu lão gia nói vậy không đúng. Con của ông làm tổn thương người khác, người ta muốn báo thù cũng là chuyện đương nhiên. Con đàn bà đó câu dẫn con trai ông. Tần Lạc cười lắc đầu nói, chưa hẳn đã vậy. Nói không chừng trong chuyện này con ông chủ động lừa gạt người ta. Chuyện như vậy ông không thể biết, chỉ có con ông mới biết sự thật. Tại sao cháu có thể nói đỡ cho nó? Cửu lão gia ngạc nhiên hỏi. Cô ấy là bạn của cháu, vì sao cháu không thể nói giúp cô ấy? Nhưng vừa rồi cháu mới nghe thấy cách nó nói chuyện với ông. Cháu cũng nghe thấy ông mắng cô ấy là tiện nhân. Không khí vô cùng tĩnh lặng. Cửu lão gia nhìn Tần Lạc như có điều suy nghĩ. Tần Lạc cũng cười tủm tỉm nhìn Cửu lão gia. Một già một trẻ trợn trừng mắt nhìn nhau, đánh giá đối phương. Cháu có thành kiến với ông, Cửu lão gia phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. Không có, Tần Lạc nói. Đây là lựa chọn của ông. Cháu không có quyền vung chân múa tay với chuyện trong nhà của ông. Vậy tại sao cháu tức giận? Cháu cảm thấy khi ông phát bệnh còn đáng yêu hơn khi ông không phát bệnh, nhưng cháu vẫn khăng khăng chữa trị cho ông, Tần Lạc nói vẻ buồn bực. Đây mới là nguyên nhân cháu tức giận. Cháu! Tần Lạc cười ha hả đứng dậy nói, Cửu lão gia, chuyện ông tìm cháu tới đây coi như cũng đã làm xong. Xem ra câu nói kia cháu cũng không cần phải chuyển nữa. Ông còn bận nhiều việc, cháu không quấy rầy ông nữa. Chúc ông khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Cảm ơn, Cửu lão gia nghiêm mặt nói. Cho dù thế nào, ông vẫn chịu ơn cháu đã chữa bệnh. Nếu như cháu có nhu cầu. Tần Lạc khoát tay nói, không cần. Đây là do chị Yên Mị nhờ cháu. Cháu mới chỉ tới hỗ trợ xem bệnh. Còn về phần nhu cầu, cháu không thiếu tiền, cũng không thiếu người, nên cái đó miễn đi thôi. Không tiễn. Không dám làm phiền. Tần Lạc gật đầu chào Cửu lão gia, sau đó hắn đi ra ngoài cửa. Cửu Yên Mị tiến tới đón Tần Lạc nói, Tần Lạc, anh cùng ông tôi nói chuyện thế nào? Không được tốt lắm, Tần Lạc cười gượng lắc đầu nói. Hắn biết Cửu lão gia nguyện ý chấp nhận Lệ Khuynh Thành là bởi vì có Cửu Yên Mị ở giữa thúc đẩy, nói giúp rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể làm nàng thất vọng mà thôi. Không tốt lắm là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cửu Yên Mị vội vàng hỏi. Cửu lão gia bảo tôi gọi điện thoại cho Khuynh Thành, ngay khi còn chưa kịp nói gì, hai bên đã cãi nhau ầm ĩ. Một người mắng người ta là tiện nhân, một người đáp trả gọi là lão già. Nhìn thấy sắc mặt u ám của Cửu Yên Mị, Tần Lạc không đành lòng nên lên tiếng khuyên nhủ, chị Yên Mị, tôi hiểu rõ tấm lòng của chị. Nhưng sự tình đã phát triển tới tình huống hiện tại, chị cũng nên kiên nhẫn chờ đợi. Nếu không chỉ làm cho hai bên càng mâu thuẫn với nhau mà thôi. Tôi cảm thấy Cửu gia mắc nợ cô ấy nên muốn bù đắp một chút cho cô ấy, Cửu Yên Mị nói,
Tôi nghĩ, nếu như ban đầu cửu gia lựa chọn mẹ cô ấy mà không phải mẹ tôi thì không hiểu vận mệnh chúng tôi sẽ như thế nào. Chị vẫn không lo chuyện cơm áo tiền bạc, Tần Lạc cười nói, bởi vì mẹ của chị không thiếu tiền. Tần Lạc cũng ở phương Nam, đương nhiên có biết mẹ của Cửu Yên Mị thuộc về một gia đình quan chức rất to, gia sản giàu có. Mặc dù ban đầu Cửu gia tiếp nhận mẹ của Lệ Khuynh Thành, không đồng ý mẹ của Cửu Yên Mị, mẹ của Cửu Yên Mị vẫn có thể gả cho một người tương xứng. Mặc dù không phải là một người tương xứng thì ít nhất cũng là một kẻ có tiền. Vì thế mới nói khi con người ta được sinh ra đều có số mệnh đã định. Cửu Yên Mị cười nói, anh nói như vậy càng làm cho tôi cảm thấy có lỗi. Tần Lạc cắt ngang lời nàng nói, cô ấy không cần sự đồng cảm. Tới bây giờ cũng không cần. Tôi hiểu, cô ấy là một phụ nữ cao ngạo. Hơn nữa hiện tại cô ấy thành công không kém người khác. Cô ấy đã phấn đấu không ngừng để có địa vị xã hội và thân phận bây giờ. Tôi có thể nói mà không sợ chị phật lòng. Cho dù cô ấy không quay về Cửu gia, tiền cô ấy kiếm được đủ để cô ấy không lo lắng chuyện cơm áo cả đời. Đối với cô ấy trở về hay không trở về không quan trọng. Tôi hiểu, Cửu Yên Mị gật đầu nói. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin cáo từ, Tần Lạc nói. Ừ, được, để tôi cho người đưa anh về. Không cần, tự tôi sẽ bắt xe, Tần Lạc từ chối. Khi ra tới sân, Tần Lạc nhìn thấy Cửu Trọng Mưu đang ngồi bên cạnh bồn hoa gọi điện thoại. Tần Lạc đứng cạnh đợi một lát cho Cửu Trọng Mưu gọi điện thoại xong, hắn mới tiến gần tới nói, lần trước tôi bắn cậu một phát. Cậu cho người âm thầm đâm sau lưng tôi một nhát, tuy không thành công nhưng coi như hai chúng ta hòa. Nếu cậu còn âm thầm đâm tôi nữa, tôi sẽ lại bắn cậu. Cái gì? Cửu Trọng Mưu hỏi. Hãy gửi lời chào của tôi tới Mạnh Kiến Thiết, Tần Lạc cười nói. Cửu Trọng Mưu khẽ rùng mình, hắn thờ ơ nhìn Tần Lạc. Cháu nội của Cửu Thiên Tứ, tôi cũng không ngần ngại ức hiếp cháu nội của Cửu Thiên Tứ, Tần Lạc cười nói, sau đó hắn quay người bước đi. Anh ta nói cái gì vậy? Cửu Trọng Mưu nhìn bóng dáng Tần Lạc đang xa dần hỏi Cửu Yên Mị đứng bên cạnh. Ý của anh ấy cũng giống với ý của chị lần trước, em không nên bày ra trò quỷ đó, không có tác dụng. Ngay khi Tần Lạc ngồi vào trong taxi, hắn lại bấm số gọi Lệ Khuynh Thành. Có phải anh đã làm chuyện rất ngu xuẩn không? Tần Lạc cười hỏi. Dạ, có một chút, thế nhưng em cũng đã tìm được cơ hội nói ra những điều mình vẫn muốn nói. Bây giờ tâm trạng của em rất tốt, Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói. Nàng lại đã khôi phục lại bản tính yêu tinh của mình. Bây giờ em đang ở chỗ nào? Ở Thẩm Mỹ Viện. Bây giờ anh sẽ tới chỗ em, Tần Lạc nhìn sắc trời đang tối dần nói. Mặc dù hắn không biết tâm trạng thật sự của Lệ Khuynh Thành nhưng Tần Lạc cảm thấy hắn không nên để nàng lại một lần nữa có cảm giác bị gia đình bỏ rơi. Cái này chính là cái gọi bản sắc giấu giếm vui buồn của phụ nữ. Đằng sau tiếng vui cười của nàng, liệu nàng có cảm thấy thương tổn trong lòng và sự tĩnh mịch không? Anh định tối mai bay tới Paris phải không? Đúng vậy, Tần Lạc nói. Vậy tối nay anh hãy quay về vui vẻ với chị ấy đi, Lệ Khuynh Thành nói, em không muốn một đêm. Em muốn nhiều đêm. Tần Lạc cười gượng, tại sao suy nghĩ của cô gái này lại luôn lưu manh như vậy? Chương 482, em là người phụ nữ xuân quang gợi cảm. Sân bay Yến Kinh, trong đám người hối hả có một nhóm người nhỏ đang túm tụm một chỗ, vẻ khác thường làm người khác phải chú ý. Một người mặc trường bào màu đen, đeo kính râm, bế một bé gái xinh đẹp, mũm mĩm như ngọc. Ngoài ra còn có hai tuyệt sắc mỹ nữ khác đang chia nhau đứng hai bên hắn. Một người mặc bộ đồ vét nữ màu đen, áo sơ mi màu trắng, trầm mặc không nói gì, dáng vẻ lãnh diễm như sương mai. Một người mặc bộ vét nữ màu trắng, lộ ra áo lót màu đen, thầm kín đáo nhìn xung quanh, trông tựa như ngọn lửa. Băng hỏa hai thái cực đối lập đứng cạnh nhau đã gây nên một cảm xúc trái ngược mãnh liệt, làm cho người ta có một cảm giác hưởng thụ hài hòa, cân đối vô cùng tốt đẹp. Hai mỹ nữ đối lập với nhau, lại có thể dung hòa với nhau, làm trái tim bao đàn ông đi ngang qua không ngừng sục sôi, kích động. Tốc độ tăng trưởng hormone trong cơ thể cũng tăng cực kỳ mạnh mẽ. Anh hãy nói xem cô bé trong lòng người đàn ông đó do ai sinh ra. Tôi đoán là của người đẹp mặc áo đen bên trái. Anh không thấy sao, cô bé đó thường xuyên nhìn người đẹp áo đen đó sao? Tôi đoán cô bé đó là con của người đẹp áo trắng. Tôi cảm thấy cô bé đó rất giống cô nàng đó. Hai mẹ con đều như hoa vậy. Tôi không có hứng thú với những cô bé con. Anh hãy nói xem hai cô gái cực phẩm như này, xài một đêm hết bao nhiêu tiền. Tần Lạc không nghe thấy lời bàn tán của những người xung quanh. Hắn ôm Bối Bối và nói với Lâm Hoán Khê đang đứng bên phải hắn, đến giờ lên máy bay rồi.
Em hãy đưa bối bối về đi. Được Lâm Hoán Khê gật đầu, nàng giang tay đón bối bối từ trong lòng Tần Lạc. Ba ba, con không muốn xa ba. Bối bối ôm cổ Tần Lạc nói. Tần Lạc hôn trán cô bé cười nói, thật ra ba ba cũng không muốn xa hai người. Thật ra mụ mụ cũng không muốn xa ba, chẳng qua mẹ xấu hổ không dám nói ra thôi. Bối bối chỉ vào Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc cười tươi nhìn Lâm Hoán Khê nói, ba ba biết. Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, phải chịu khó đọc sách, buổi tối không được ham chơi, không được xem tivi quá muộn. Phải lên giường ngủ sớm. Dài dòng, mẹ vẫn tốt hơn, tới bây giờ mẹ vẫn không nói với con những lời này. Bối bối chu chiếc miệng nhỏ nhắn nói. Thật vậy sao, mẹ nói gì với con? Tần Lạc nghi ngờ hỏi, hắn bận việc thường xuyên ở bên ngoài nên quên mất vấn đề giáo dục bối bối. Nếu không chú ý để cô bé trở thành một tiểu nữ lưu manh, sau khi cô hắn quay về hắn biết nói gì với cô hắn. Trước tiên mẹ tắt tivi, sau đó mẹ chỉ vào phòng nói con đi ngủ. Bối bối nép vào ngực Tần Lạc, thì thào. Sau khi nghe bối bối nói vậy, trong lòng Tần Lạc không khỏi hiện lên hình ảnh, bối bối dâng như một con chó nhỏ hùng dũng ngồi bó gối trên ghế xa xem mèo và chuột. Trong lúc cô bé đang nhập thần thì bất chợt màn hình tivi tắt phụt. Lâm Hoán Khê trong bộ đồ ngủ đứng ở phía sau lạnh lùng nói đi ngủ, vì vậy bối bối phải rời khỏi ghế xa lên trên lầu ngủ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặc dù Lâm Hoán Khê vô cùng thương yêu bối bối nhưng bối bối cũng rất sợ nàng. Không nói về việc nghiêm khắc, Lâm Hoán Khê hoàn toàn có tố chất của một người mẹ hiền. Mẹ chỉ muốn tốt cho con hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Tần Lạc bấu gò má bầu bĩnh của bối bối rồi hắn chuyển cô bé sang cho Lâm Hoán Khê. Con biết rồi. Bối bối lập tức bày tỏ thái độ, cô bé tươi cười ôm cổ Lâm Hoán Khê, gương mặt nhỏ nhắn của mình ghé sát vào mặt Lâm Hoán Khê nói. Con thích nhất là ở cùng với mẹ. Lâm Hoán Khê ôm bối bối đi tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, nàng chủ động nói trước. Tần Lạc không biết ngoại ngữ, lần ra nước ngoài này làm phiền chị hãy quan tâm tới anh ấy. Lệ Khuynh Thành cười gật đầu nói, yên tâm đi, tôi sẽ. Đa tạ, không cần khách khí. Hai người luôn biết sự tồn tại của đối phương, hai người một mực tránh oan ra đối mặt với nhau. Sau khi nói những lời đơn giản đó, cả hai không hề chào hỏi, ánh mắt vội vã liếc nhìn nhau rồi chuyển đi chỗ khác. Em quay về đây, Lâm Hoán Khê nói với Tần Lạc. Được, em hãy lái xe cẩn thận, anh sẽ nhanh chóng quay về, Tần Lạc dặn dò Lâm Hoán Khê. Ba ba, hãy sớm quay về, ngày nào con cũng nghĩ đến ba. Bối bối ở trong lòng Lâm Hoán Khê vẫy tay nói với Tần Lạc. Được, Tần Lạc gật đầu. Đợi khi hình ảnh của Lâm Hoán Khê biến mất ở đại sảnh sân bay, Lệ Khuynh Thành ôm cánh tay Tần Lạc, nàng hung tợn nhéo vào hông hắn một cái. Tần Lạc buồn bực, kêu lên một tiếng đau đớn rồi nói, em đang làm gì vậy? Anh không có chọc em. Cô ấy chọc em, Lệ Khuynh Thành cười tươi nói. Sao cô ấy có thể chọc giận em? Tần Lạc ngơ ngác, không phải hai người vừa nói chuyện rất vui vẻ sao? Anh vẫn không hiểu hay giả bộ không hiểu, Lệ Khuynh Thành tức giận nói. Cô ấy ôm bối bối tới trước mặt em bảo em hãy quan tâm chu đáo tới anh hộ cô ấy. Chẳng lẽ anh vẫn không hiểu ý tứ của cô ấy sao? Cô ấy muốn nói với em rằng, người đàn ông này là của tôi đối xử tốt với cô hãy giúp quan tâm hộ tôi. Cô ấy cũng khiêu chiến trực tiếp với em, chính thức tuyên bố anh là của cô ấy. Phức tạp vậy sao? Tần Lạc mở to mắt nhìn, hai mỹ nữ chỉ nói mấy câu ngắn ngủn như thế mà cũng đã chiến đấu với nhau sao? Tại sao mình không nhìn ra bất kỳ điều gì vậy? Đương nhiên, Lệ Khuynh Thành nói. Còn nữa, cô ấy một mực đứng bên phải anh. Anh có biết ý tứ là gì không? Không phải em vẫn đứng bên trái anh sao? Tần Lạc buồn bực nói. Hắn vẫn cảm thấy mình không thông minh, cũng không ngốc nghếch, nhưng tại sao chuyện hôm nay hắn hoàn toàn không hiểu gì vậy hả trời? Nam trái, nữ phải, Lệ Khuynh Thành thở hổn hển nói. Anh đứng bên trái, cô ấy đứng bên phải, tỏ ra hai người mới là đôi thực sự. Em đứng bên trái thì tính toán cái nỗi gì? Nếu không tỏ vẻ em chỉ là đồng nghiệp của anh, tỏ vẻ em chỉ là vợ hai, cô ấy mới chính là chính cung hoàng hậu, có thể quang minh chính đại đi tới nhờ em quan tâm tới anh. Yêu cầu này vô cùng hợp tình hợp lý, ngay cả phản công em cũng không làm được, ván này em đã thua trắng rồi. Nhìn thấy ánh mắt trợn tròn, sắc mặt không thể hiểu nổi của Tần Lạc nhìn mình, Lệ Khuynh Thành cười duyên dáng nói, thế nhưng mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Khi tới Pháp, em quan tâm tới anh như nào hoàn toàn do em quyết định. Em có muốn mang anh đi tắm rửa sạch sẽ, vặt lông bỏ vào nồi nấu ăn, cô ấy cũng bất lực. Nhìn thấy cô gái này cười như đường mật nhưng giọng nói lại đằng đằng sát khí,
Tần Lạc bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình đưa nàng cùng đi châu Âu có chính xác hay không nữa. Đi thôi, chúng ta tới Paris, chúng ta cùng bỏ trốn. Lệ Khuynh Thành ôm cánh tay Tần Lạc sải bước đi tới cửa. Không nên như vậy, Tần Lạc muốn tránh ra, có người sẽ nhìn thấy. Lần này tới Paris không chỉ có Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, còn có Tô Sán, phiên dịch của đoàn đại biểu đi Hàn Quốc. Tiểu tử này tinh thông ngoại ngữ, hắn không chỉ tinh thông tiếng Hàn, mà còn am hiểu tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Nga. Hắn thật sự là một thiên tài ngoại ngữ. Sau khi Tần Lạc hoàn thành cuộc đấu ở Hàn Quốc, hắn mang theo đại biểu của Nhất Môn, Nhị Phái về nước trước. Tô Sán và những đại biểu y học khác mới về nước hôm qua. Bởi vì tất cả danh tiếng đã bị Tần Lạc đoạt hết lần trước nên khi bọn họ quay về cũng khá buồn tẻ, lại càng không có cảnh hoành tráng vạn người ra sân bay đón tiếp. Thế nhưng đất nước cũng không quên công lao của mọi người. Thái Bộ trưởng đã đặc biệt tổ chức tiệc thiết đãi những người này. Hơn nữa Bộ trưởng còn để bọn họ được hưởng các loại phúc lợi và đãi ngộ khác nhau. Lần này đã khuất nhục Hàn Y, làm vẻ vang đất nước, nhất định cũng sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Mặc dù tối hôm qua Tần Lạc không tới chỗ Lệ Khuynh Thành nhưng hắn cũng không thể ngay lập tức quay về với Lâm Hoán Khê. Hắn bị Bộ trưởng Thái kéo đi tham dự tiệc rượu. Hai người còn nói chuyện một lát rồi hắn mới quay về nhà. Thái công dân hỏi Tần Lạc lần tới châu Âu này mang theo người như thế nào. Tần Lạc nghĩ ngay tới Tô Sán, muốn mang hắn đi. Tiểu tử này cũng đồng ý đi theo Tần Lạc. Sau khi quay về từ Hàn Quốc, không có một ngày nghỉ hắn lại tới Paris. Bởi vì khi ở Hàn Quốc xảy ra chuyện ám sát bằng súng, suýt chút nữa giết chết Tần Lạc, báu vật của quốc gia. Bộ trưởng Thái thật sự không yên tâm về an toàn của hắn, không biết ông đã gọi điện cho ai đó bảo cử một vệ sĩ tới bảo vệ cho mấy người. Đó là một người đàn ông gầy tong teo, một gương mặt tròn bình thường. Nếu anh ta lẫn vào đám đông thì sẽ nhanh chóng không để lại ấn tượng nào cả. Tần Lạc chỉ biết anh ta được gọi là Qua Nhĩ, hắn không biết bất kỳ điều gì khác. Anh ta không nói, Tần Lạc cũng không hỏi. Sợ cái gì? Lệ Khuynh Thành liếc nhìn hai người Tô Sán, Qua Nhĩ nói, cô ấy chưa có ý kiến. Chẳng lẽ bọn họ có ý kiến gì sao? Tần Lạc bị Lệ Khuynh Thành làm cho mơ mơ màng màng. Hắn biết khi đấu võ mồm, hắn căn bản không phải là đối thủ của nàng nên cứ để mặc cho nàng xử trí. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, Paris đã vào đêm khuya. Tuy toàn bộ thế giới phảng phất giống như một chiếc chén nhỏ được một bầu trời đầy sao chiếu sáng nhưng bầu trời vẫn mờ mờ, ảo ảo, không khí ẩm ướt, thoạt nhìn giống như nơi này vừa trải qua một cơn mưa to. Em rất chán trời mưa, Lệ Khuynh Thành nói. Vì sao? Tần Lạc hỏi. Không phải tất cả phụ nữ đều thích trời mưa sao? Trời mưa rất lãng mạn mà. Em cảm thấy trời mưa rất lãng phí bởi vì nó làm bẩn đôi giày mới mua của em, Lệ Khuynh Thành nói. Rồi, anh còn nghĩ em là loại phụ nữ đa sầu đa cảm sao? Không phải, Tần Lạc dứt khoát lắc đầu. Từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thấy Lệ Khuynh Thành quá đa sầu, đa cảm quá. Một người phụ nữ dám chửi ông mình là lão già kia, còn có chuyện nào nàng không dám làm sao? Một người phụ nữ như vậy có thể được coi là đa sầu đa cảm sao? Cô ấy không thể nào bắt chước được điệu bộ yếu ớt đa sầu đa cảm như Lâm Đại Ngọc, mà hoạt bát, chua ngoa, đanh đá như Vương Hy Phượng. Em cũng cảm thấy em không phải là người phụ nữ đa sầu đa cảm, Lệ Khuynh Thành nói. Em là một người phụ nữ khêu gợi như ánh nắng mặt trời. Thế nào, chẳng lẽ anh cảm thấy em là một người phụ nữ mơ mộng sao? Không có, em giống như Vương Hy Phượng. Chương 483, tự tìm lấy phiền toái. Chờ Tô Sán làm xong thủ tục hành lý, bốn người đi về phía lối ra. Từ rất xa đã nhìn thấy trong đám đông ra sân bay đón có người giơ biển có viết tên Tần Lạc bằng chữ Trung Quốc. Tần Lạc vẫy vẫy tay với người đàn ông râu rậm đang cầm biển trong tay. Lập tức người đàn ông đó hiểu ý, ngay sau đó có mấy người tiến tới chỗ mấy người Tần Lạc. Tần Lạc tiên sinh, tôi là Trương Bác, phụ trách Hiệp hội Trung Y ở Paris, người đàn ông râu rậm chìa tay ra giới thiệu với Tần Lạc. Sau đó ông ta chỉ vào một người đàn ông trung niên đi giày tây, đeo kính đen nói, vị này là Triệu Tử Long tiên sinh, Chủ tịch Hội Y Dược Pháp Quốc. Hoan nghênh Tần Lạc tiên sinh tới Paris. Tần tiên sinh là thiếu niên anh hùng, đánh một trận ở Hàn Quốc, uy danh vang dội làm cho những đồng nghiệp trung y cũng nở mày nở mặt. Trong lúc ăn cơm cùng với các bạn bè cũng thường được nghe tới đại danh của tiên sinh. Nghe Trương Cán Sự nói hôm nay tiên sinh tới đây, tôi bèn làm mao toại tự tiến cử mình tới sân bay đón tiên sinh. Hôm nay được gặp tiên sinh, quả thật rất vinh hạnh. Lần đầu tiên gặp tiên sinh quả thật có chút kích động, thất lễ xem ra Triệu Tử Long là một người rất hâm mộ Tần Lạc,
khi bắt tay Tần Lạc rất nhiệt tình, không muốn buông, còn nói mấy câu rất cảm động biểu lộ tình cảm của mình. Cảm ơn, tôi cũng rất vinh hạnh được làm quen với Triệu Chủ tịch. Sau này còn làm phiền nhiều hơn, Tần Lạc cười nói. Cuối cùng Trương Bác chỉ vào một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ có vẻ oai hùng, mặc một bộ vest rất vừa vặn, đứng thẳng tắp ở bên ngoài, giống như là muốn tránh xa mấy người vậy, nói, đây là Vũ Dũng Tú, tùy viên quân sự của Đại sứ quán. Không biết có phải người này tuổi trẻ ngông cuồng hay là do tác phong quân đội nên biểu hiện của hắn khá lãnh đạm, hắn chìa tay thản nhiên nói, hoan nghênh Tần Lạc tiên sinh. Cảm ơn, dù trong lòng Tần Lạc thầm nghi ngờ thái độ của Vũ Dũng Tú nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Tần Lạc lại giới thiệu mấy người Lệ Khuynh Thành, Tô Sán, Qua Nhĩ với ba người đó. Sau khi mọi người làm quen với nhau, Trương Bác nói, Tần tiên sinh, khách sạn đã đặt rồi, cơm cũng đã đặt rồi. Chúng ta về phòng khách sạn nghỉ ngơi trước hay đi ăn cơm trước? Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành, Lệ Khuynh Thành nói, đi ăn cơm trước. Chỉ qua một câu hỏi đáp này, mất người Trương Bác, Triệu Tử Long lập tức xác định được nhân vật Lệ Khuynh Thành. Bọn họ cũng không dám xem nhẹ nàng, chỉ coi nàng như một cô trợ lý bé nhỏ tới hỗ trợ. Xe đang đợi bên ngoài, chúng ta đi ra ngoài, Triệu Tử Long cười nói. Cũng có thể nhân tiện ngắm cảnh Paris về đêm, Trương Bác cười nói. Ông ta tiến tới định đỡ vali trong tay Tô Sán nhưng Tô Sán nhất quyết không chịu buông tay. Làm phiền mọi người rồi, Tần Lạc khách sáo nói. Người không cần hắn, hắn cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng người quan tâm tới người của hắn, hắn muốn báo đáp lại gấp bội. Hắn chỉ ước gì mỗi người đều lập tức mắc trong bệnh để hắn ra tay diệu thủ hồi xuân, cứu người ngay trong lúc nguy nan. Ôi chà chà, sao lại có kiểu suy nghĩ ác độc thế này? Không giống như John đã từng bị trận hỏa hoạn khủng khiếp năm 1666 tàn phá nặng nề, không giống như Lisbon cũng đã trận động đất năm 1755 phá hủy. Từ thời Trung Cổ tới nay Paris một mực phát triển, một mặt đã lưu giữ được các kiến trúc cổ đại, thậm chí bố cục của các khu phố có lịch sử lâu dài nhất, một mặt đã hình thành một phong cách thống nhất. Hơn nữa còn thực hiện hiện đại hóa các công trình quan trọng. Vì vậy Paris có hai danh hiệu, thành phố lãng mạn và thành phố mốt. Paris giống như là một cô công chúa thời Trung Cổ trang phục lộng lẫy, uyển chuyển hàm súc, một mặt cũng giống như bộ đồ Chanel hiện đại của thế kỷ 20, cài trang sức quý giá. Cho dù bạn mang theo tình cảm cùng ước vọng thưởng thức như thế nào tới đây, Paris cũng tuyệt đối không để bạn thất vọng. Thế nào, Paris có đẹp không? Triệu Tử Long cười hỏi khi mọi người đang ngồi trong một chiếc xe mang dấu hiệu ngoại giao. Đúng vậy, Tần Lạc nhìn qua cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ, gật đầu nói. Đáng tiếc đây chỉ là chỗ của người khác, chúng tôi cũng chỉ như khách qua đường, Trương Bác cảm thán nói. Một câu nói này của ông ta có hai ý. Một là nói mấy người ông ta chỉ là những người tha hương ở bên ngoài, còn một ý nữa là Trung Y Dược ở châu Âu sắp bị trục xuất, lâm vào cảnh khốn khó. Quốc gia này là của người khác, luật lễ cũng do người khác đặt ra. Bọn họ đã tiện tay vạch một giới tuyến đó có thể cả đời bạn cũng khó có thể vượt qua lằn ranh đỏ đó. Mục đích tới Paris của Tần Lạc chính là muốn để cái giới tuyến kia lui lại sau một chút, lui mãi về sau, lui thẳng vào trái tim của thành phố này cho tới khi Trung Y Dược có thể tiến vào thành phố này, bén rễ, nảy mầm và trưởng thành. 10 năm, 100 năm, mấy trăm năm sau sẽ thu được kết quả to lớn. Lúc trước có gắng sức không? Lệ Khuynh Thành hỏi. Sao lại không có chứ? Triệu Tử Long cười gượng gạo. Ông ta là người ăn nói ngay thẳng. Khi nói chuyện cũng tương đối thô. Chúng tôi là những thương nhân nước ngoài, chúng tôi phải nộp thuế rất nhiều nhưng luật pháp của đất nước này quy định rất hạn hẹp, tất cả những quy định đó đều chĩa mũi nhọn vào chúng tôi, chỉ muốn hạn chết chúng tôi tới chết. Muốn làm chuyện gì phải dùng tiền. Lấy ví dụ công ty của tôi, vì để có được chứng nhận của, đã phải đầu tư hơn 2 vạn, trong đó một nửa dùng để thiết lập quan hệ. Hiện tại đã được thông qua chưa? Lệ Khuynh Thành hỏi. Thông qua rồi, Triệu Tử Long cười nói, coi như là đã tiêu đủ tiền. Cũng chuyển tới các nhân vật trọng yếu, vì vậy đã được thông qua. Có thể được thông qua hay không, không phải chỉ nhờ vào một câu nói của bọn họ sao? Vì sao các công ty thuốc Tây Y không làm như vậy? Lệ Khuynh Thành hỏi. Vì được coi trọng, Triệu Tử Long liên tục kêu khổ. Một xí nghiệp thuốc đông y nếu dựa theo quy định mà đăng ký, lệ phí đăng ký ước chừng mất khoảng 80 vạn nhân dân tệ Trung Quốc. Nếu được Liên minh châu Âu chứng nhận, đầu tư phần cứng cho các thiết bị sản xuất cần ít nhất 400 vạn nhân dân tệ nữa. Trong khi đó đầu tư đào tạo chuyên gia hướng dẫn phần mềm máy tính cũng cần chừng 400 vạn. Như tôi đã nói, đây tất cả chỉ là đầu tư bề nổi, còn có một khoản chi tiêu khác mới thực sự là hút máu người.
Hiện tại tôi nghĩ mà đau lòng, có mấy công ty có thể nhận được chứng nhận, như này còn có thể kiếm tiền không? Muốn bán không kiếm ra tiền thì không phải sẽ đóng cửa sao? Trương Bác đang lái xe nói, căn cứ vào quy định của bọn họ, việc chứng minh sản phẩm đã có quá trình tiêu thụ 15 năm ở thực sự rất khó khăn. Một số sách thuốc ở Trung Quốc đã ghi lại một số dược liệu không có độc tính đã vượt quá 15 năm, hiện vẫn là những vị thuốc kinh điển được pha chế sử dụng rộng rãi, có hiệu quả như lục vị địa hoàng hoàn, ok bạch phượng hoàn. Từ trước năm 1995 đã tiến vào thị trường nhưng ngay cả nhà thuốc lâu đời tới trăm năm cũng khó có thể chứng minh lịch sử sử dụng 15 năm ở. Đây là quy định, cho dù dùng tiền cũng rất khó được thông qua. Ý của tôi là chúng ta đã không còn con đường lui nữa sao? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Đúng, chỉ có thể làm cho bọn họ thay đổi quy định, Trương Bác nói. Anh có cảm thấy như vậy không? Lệ Khuynh Thành quay sang nhìn Tần Lạc đang trầm mặc không biết đang nghĩ gì hỏi. Đây không phải là vấn đề có khả năng hay không có khả năng, Tần Lạc nói, tóm lại, nhất định phải tìm ra con đường sống cho Trung Y. Anh chuẩn bị bắt tay vào làm từ chỗ nào? Lệ Khuynh Thành cười hỏi. Chưa nghĩ ra. Các ông có đề nghị gì không? Lệ Khuynh Thành hỏi mấy người Trương Bác, Triệu Tử Long. Chỉ cần là đàn ông thì đều thích theo đuổi người phụ nữ đẹp. Mặc dù trong lòng Trương Bác và Triệu Tử Long nghi ngờ mối quan hệ của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành không bình thường nhưng qua mấy lần trò chuyện lại như không có vấn đề gì. Đề nghị của chúng tôi không có tác dụng, Triệu Tử Long nói. Nếu như có tác dụng, chúng tôi đã thử qua. Tôi tới Paris đã 7 năm, trong 7 năm đó đất nước cũng phái khá nhiều người tới giải quyết vấn đề này nhưng cho tới hiện nay vấn đề này vẫn không được giải quyết. Ý của ông ta là bây giờ mọi việc mới bắt đầu. Địa điểm ăn cơm được lựa chọn là một nhà hàng Pháp. Theo như Triệu Tử Long nói là, nhập gia tùy tục. Ai ai cũng nói món ăn Pháp là món ăn cao cấp trên thế giới. Cảm giác khẩu vị tinh tế, món ăn ngon, thức ăn bài trí đẹp. Quả thật xứng đáng được xưng là nghệ thuật. Bạn ủng hộ thì bạn phải biết vì sao nó ăn ngon. Bạn không ủng hộ thì cũng phải nói vì sao nó ăn không ngon. Tần Lạc thích ăn món ăn Trung Quốc nhưng khách phải theo chủ. Người khác thích ăn món ăn này hắn cũng không phản đối. Hắn không phải là người yêu cầu chất lượng cuộc sống cao như nào, cũng không biết phải cắt miếng thịt bò nhấm nháp như thế nào cho phù hợp, cũng không uống rượu đỏ theo nơi và năm sản xuất. Đối với hắn mà nói chỉ cần có mùi vị thơm ngon và ăn no là được. Ngược lại Lệ Khuynh Thành có kiến thức rộng rãi. Con người phía sau của nàng giống như một dâm phụ nhưng con người bề ngoài lại như một phu nhân. Khi nàng ngồi xuống bàn ăn với một phong cách tao nhã, quý phái, hiển nhiên là một người quen thuộc với những món ăn Pháp. Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ. Triệu Tử Long và Trương Bác thỉnh thoảng nâng chén mời. Tửu lượng của Tần Lạc không tốt, chỉ cần một chén rượu đỏ cũng váng đầu. Ngược lại sức chiến đấu của Lệ Khuynh Thành rất bền bỉ, nàng uống liên tục. Vũ Dũng Tú ăn phần thịt bò của mình, hắn không nói câu nào, không uống rượu, giống như một người ngoài cuộc. Sau khi cơm nước no nê, Tần Lạc hỏi, công việc ngày mai thế nào? Du Sơn Ngoạn Thủy, Tần Tiên Sinh và Lệ Tiểu Thư ở xa tới Paris nhất định phải khám phá phong cảnh ở nơi này, cuối cùng Vũ Dũng Tú cũng chịu mở miệng. Thế nhưng cách nói của hắn thật sự không làm ai vui vẻ. Tạm thời không có thời gian, Tần Lạc cười nói, việc chính quan trọng hơn. Tần Tiên Sinh, anh nghĩ chuyện này có thể thành công không? Vũ Dũng Tú châm chọc. Phái anh tới đây chính là cái gọi cái gì cũng thử trong cơn tuyệt vọng của bọn họ. Nếu như anh thật sự tin mình có tài xoay chuyển trời đất thì thật sự anh đã sai lầm. Cứ làm bộ làm tịch như thành công đến nơi. Trước đó cũng có mấy nhóm người tới đây, cũng đi dạo xung quanh, thăm tháp Eiffel, chụp ảnh lưu niệm ở Khải Hoàn Môn. Đi tới các cửa hàng hiệu mua hàng đóng gói mang làm quà tặng. Khi quay về nói là hết thuốc chữa. Bọn họ có thể làm vậy, anh thì sao? Tại sao phải mua phiền toái cho mình? Lục vị hoàn. Rokumigan. Thành phần và phân lượng. 1. Thang. Địa hoàng 5,6 gram. Sơn thủ du 3 giờ. Sơn dược 3 giờ. Trạch tả 3 giờ. Phục linh 3 giờ. Mẫu đơn bỉ 3 gram. 2. Tán. Địa hoàng 6,8 gram. Sơn thủ du 3,4 gram. Sơn dược 3,4 gram, trạch tả 3 giờ, phục linh 3 giờ, mẫu đơn bỉ 3 gram. Cách dùng và lượng dùng. 1. Thang, có thể sắc uống như bát vị địa hoàng thang. 2. Tán, dùng mật ong luyện thành hoàn, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 gram. Công dụng, trị các chứng đái khó, đái rắt, phù thũng và ngứa ở những người dễ mệt mỏi, lượng tiểu tiện giảm hoặc đái rắt, đôi khi miệng khát. Giải thích, theo sách Tiểu Nhi Trực Quyết.
thuốc này còn có tên là lục vị địa hoàng hoàn. Các triệu chứng của bài thuốc này lấy triệu chứng của bài bát vị hoàn làm tiêu chuẩn, song nó được bốc cho những người khó xác định đó là âm chứng và không dùng được phụ tử. Do đó bài thuốc này là bài bát vị hoàn bỏ các vị quế chi, phụ tử. Những người ăn uống không ngon miệng và có chiều hướng ỉa chảy tuyệt đối không được dùng bài thuốc này. Theo giải thích các bài thuốc hậu thế, bài thuốc này dùng cho những người sức khỏe yếu, sinh lý suy nhược, liệt dương, di tinh, u tai, những người bước sang tuổi già, lưng đau, mắt mỏi và thị lực giảm sút. Bài thuốc này cũng có thể dùng dưới dạng sắc uống như bát vị địa hoàng thang. Trong trường hợp khó phân biệt nên dùng bài thuốc này hay bát vị hoàn bỏ phụ tử mà thêm hoàng bá. Theo liệu pháp đông y thực dụng, thuốc dùng cho những người dễ bị mệt, vai dễ mỏi, đôi khi bị chóng mặt, nặng đầu, có cảm giác bải hoải ở vùng từ thắt lưng trở xuống, đầu gối dễ bị trẹo, đêm đi tiểu nhiều lần và mỗi lần tiểu tiện thường lại muốn uống nước, dùng tay nắn phía trên và dưới rốn người ta thấy cơ bụng phía dưới rốn yếu hơn ở phía trên rốn rất nhiều. Những người bị các chứng như vậy thì bài thuốc này rất hiệu nghiệm. Ok Bạch Phượng Hoàn. Còn gọi là Ok Hoàn, Bạch Phượng Hoàn. Xuất xứ, Trung Dược Chế Tế Thủ Sách. Thành phần, tịnh Ok 640g, thục địa hoàng 250g. Đương quy 144g, bạch thược dược 128g. Xuyên khung 64g, nhân sâm 128g. Sơn dược 128g, hoàng kỳ 32g. Cam thảo 32g, lộc giác giao 128g. Miết giáp 64g, lộc giác xương 48g. Hương phụ 128g, đan sâm 128g. Thiên môn đông 64g, khiếm thực 64g. Tăng phiêu tiêu 48g, đoán mẫu lệ 48g. Ngân xài hồ 20g. Cách dùng, các vị thuốc trên nghiền thành bột, luyện mật làm hoàn, mỗi hoàn ước nặng 9 giờ, mỗi lần uống một hoàn, mỗi ngày uống 2 lần với nước ấm. Công hiệu, ích khí dưỡng huyết, điều kinh chỉ đới. Chủ trị, phụ nữ thể hư, kinh nguyệt không đều, hành kinh đau bụng, dòng kinh đới hạ, lưng vế nhức mỏi. Chương 484, vì muốn thu hút nhiều fan nữ. Chẳng ai ngờ rằng một vũ dũng tú lặng lẽ, ít nói có vẻ không hợp với đám đông lại nói ra những lời như vậy nên ai cũng có cảm giác kinh ngạc. Anh cảm thấy chúng tôi đang tự tìm lấy phiền toái sao? Ánh mắt sắc bén quen thuộc của Tần Lạc nhìn Vũ Dũng Tú, hắn cười hỏi. Ít nhất tôi không biết anh làm như vậy có ý nghĩa gì. Vũ Dũng Tú nói không chút khoan nhượng với Tần Lạc, người phụ trách việc này trước anh đã cảm thấy bọn họ không thể thay đổi cái gì nên bọn họ tới rồi lại đi. Cái này gọi là đi công tác nhưng là công tác kết hợp với du lịch, hưởng thụ thoải mái một phen. Phong cảnh tuyệt vời ở Paris sẽ không làm anh thất vọng. Còn về phần mỹ nữ anh đã tự chuẩn bị. Có phải bất kỳ ai tới đây anh cũng đều khuyên nhủ như này không? Tần Lạc không tức giận, hắn vẫn tươi cười. Điều này làm cho hai người Trương Bác, Triệu Tử Long chưa quen biết nhiều về hắn cũng cảm thấy hắn là một người đàn ông có công phu tu dưỡng và tính nhẫn nại. Bọn họ không cần tôi khuyên, tự bọn họ đã làm vậy. Biết khó mà lui là thiên tính của con người, Vũ Dũng Tú cười châm biếm nói, chỉ có anh coi đó là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành nên tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở anh. Tần Lạc nắm hai tay lại cười hỏi, ai cũng thấy khó mà lui thì trung y dược làm sao bây giờ? Thuốc đông y làm sao bây giờ? Nhất định anh đã kiếm được không ít tiền, không thể buôn bán ở châu Âu, anh có thể tới châu Mỹ, có thể quay về châu Á. Tần Lạc, anh có tiếng tăm lừng lẫy, y thuật vô song, cho dù ở trong nước, tiền anh kiếm được không phải đã không cần lo lắng về chuyện cơm áo sao? Anh còn cần gì chạy tới đây, ăn nói khép nép, cầu xin người giúp đỡ khắp nơi? Cái này và anh có quan hệ gì với nhau? Binh! Tần Lạc đập bàn. Tần Lạc dùng lực khá mạnh làm chấn động khay, đĩa, dao nĩa trên mặt bàn kêu leng keng. Một thanh niên Pháp đẹp trai đang phồng má thổi xa xô lập tức ngừng thổi. Nhưng nam nữ thanh niên đang thì thào to nhỏ với nhau ở xung quanh cũng ngừng nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều thay đổi vị trí, tìm kiếm nơi đã phát ra âm thanh hỗn độn đó. Triệu Tử Long mỉm cười đứng dậy, ông ta nói bằng tiếng Pháp gì đó với mọi người xung quanh, tiếng kèn saxophone lại một lần nữa vang lên, không khí trong phòng ăn lại khôi phục lại vẻ hài hòa lãng mạn như trước. Cái đó có quan hệ với tôi, Tần Lạc gần từng từ nói với Vũ Dũng Tú. Có quan hệ gì, bởi vì anh cũng là người của Trung Y sao? Không sai. Bởi vì tôi là một người của Trung Y, Tần Lạc trịnh trọng nói, tôi học Trung Y, dùng Trung Y. Nếu không có Trung Y, tôi đã sớm không còn trên cuộc đời này nữa.
Mạng tôi do Trung Y cứu nên tôi cũng muốn cứu Trung Y một mạng. Anh có thể làm cái gì? Vũ Dũng Tú hỏi. Cần làm gì tôi sẽ làm cái đó. Ở Paris này, anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé không chút tiếng tăm. Anh không quen biết đám công chúa, vương phi quan lại quyền quý. Anh không có ảnh hưởng tới những người có quyền quyết định. Đây không phải là vấn đề chỉ cần đi khắp nơi xem bệnh cho người ta là có thể giải quyết được. Anh có thể làm gì đây? Vũ Dũng Tú này thật đáng ghét, hắn kiên trì dội cho người ta một thùng nước lạnh. Tần Lạc gật đầu nói, anh nói không sai. Ở Paris tôi chỉ là một người nhỏ bé. Tôi không quen biết người quyền quý, tôi cũng không có năng lực tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ, làm thay đổi, dao động những người có quyền quyết định. Thế nhưng anh nói nhiều như vậy, tôi cùng với anh biểu diễn với nhau lâu như vậy, anh cũng phải trả thù lao cho tôi chứ. Ánh mắt sáng quắc của Võ Dũng Tú nhìn Tần Lạc. Tần Lạc cũng nhìn Vũ Dũng Tú, tia lửa bay khắp nơi. Nếu như đã được cử đi, cần phải hoàn thành nhiệm vụ rốt cuộc Vũ Dũng Tú cũng thỏa hiệp, đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Lệ Khuynh Thành cười cười, nàng giơ chén rượu với Tần Lạc tỏ vẻ chúc mừng hắn. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhấp một ngụm nhỏ chất lỏng cực phẩm trong chén. Uống rượu đỏ ở nơi sản xuất ra rượu đỏ, mùi vị quả thực chính tông hơn một chút so với loại rượu đỏ được mua ở trong nước. Người nước ngoài chỉ thích xuất khẩu những món hàng kém chất lượng hơn, giữ lại những hàng chất lượng nhất cho mình dùng. Người Trung Quốc thì ngược lại, bọn họ bán những gì tốt nhất ra ngoài, chỉ để dùng những gì kém hơn. Xét về nhân phẩm, người Trung Quốc thắng, xét về trí thông minh, người Trung Quốc cũng toàn thắng. Bởi vì những thương nhân Trung Quốc này cũng biết, nếu sản phẩm của bọn họ ở nước ngoài có vấn đề, bọn họ có thể sẽ phải bồi thường tới táng gia bại sản. Nhưng nếu sản phẩm ở trong nước có vấn đề, căn bản bọn họ không gặp phiền toái gì. Có người nói, người ly hương hèn kém. Thúi lắm, sinh mạng hèn kém là do trời định, không liên quan tới việc sinh sống ở đâu. Hai người Trương Bác cùng Triệu Tử Long thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Hai người vốn đang đập bàn, bẻ cổ tay, tư thế như chuẩn bị động thủ với nhau, không ngờ thoát cái biến đổi. Mâu thuẫn chấm dứt, hai người lại hợp tác với nhau. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Anh thắng Tần Lạc cười nói, chiêu khích tướng của anh hay lắm, tại sao trước đây anh không dùng với người khác mà bây giờ mới dùng với tôi? Bởi vì có ích đối với anh, Vũ Dũng Tú nói, cha tôi là người Dương Thành. Hả, Tần Lạc sửng sốt hỏi, chúng ta là đồng hương với nhau sao? Không sai, trước kia tôi đã nghe tới đại danh của Dương Thành Tam Tú. Tôn Nhân Diệu cùng Hạ Dương không đủ kiêu ngạo. Bọn họ chỉ dựa vào gia cảnh hùng mạnh cùng tiềm lực tài chính hùng hậu nên mới có địa vị giàu có hôm nay. Tôi khinh thường con đường đi đó nên mới rời bỏ nó, tới nơi này đảm đương chức tùy viên quân sự nhưng đương nhiên vẫn phải dựa vào mối quan hệ của gia đình. Vũ Dũng Tú cười gượng gạo tự giễu cợt bản thân mình rồi nói, anh thì khác, anh xuất thân bình dân, lại dương danh quyền quý. Từ một người ngoại tộc, một bước trở nên danh giá. Từ lúc đó tôi bắt đầu chú ý tới anh. Sau này anh tới Yến Kinh nhưng công việc anh làm càng làm hả hê lòng người. Khi anh tới Hàn Quốc đã đẩy danh vọng cá nhân của mình lên tới đỉnh điểm, trở thành anh hùng dân tộc. Anh đã biết chuyện tôi cần phải làm vậy vì sao anh vẫn nghi ngờ tôi sẽ bỏ dở nửa chừng? Tần Lạc hỏi. Bởi vì tôi đã gặp qua rất nhiều trường hợp này, Vũ Dũng Tú cảm thán nói. Tôi tới Paris đã 7 năm, cứ 1, 2 năm đất nước lại phái một nhóm người tới Paris giải quyết vấn đề Trung Y. Mở rộng và sử dụng quyền lợi hợp lý. Khi họ tới khi thề thốt son sắt, khi mới bắt đầu thì cũng tận tâm tận lực nhưng sau khi liên tục vấp phải trắc trở với giới quyền quý thì lặng lẽ rút quân. Thế là phong cách làm việc thay đổi, bắt đầu du sơn ngoạn thủy, thưởng thức danh thắng, mua sắm một số lượng lớn hàng xa xỉ phẩm, đợi đến khi về nước dùng làm quà tặng. 7 năm có tất cả 5 nhóm người tới đây. Tôi có thể biết Yến Kinh rất sốt ruột, 3 năm gần đây mỗi năm cử một nhóm người. Nhưng những người đó lại vấp phải con đường đi của những người đi trước. Hứa hẹn, tấn công, thất bại, thất lạc, từ bỏ sau đó về nước thay người. Tôi hiểu anh tình nguyện làm chuyện này nhưng tôi không hiểu anh tình nguyện tới mức độ nào bởi vì chuyện này không dễ dàng, hoàn toàn không dễ dàng. Anh là người thứ 5 tới đây. Trung y dược chỉ còn nửa năm lưu hành ở châu Âu. Nếu như trong vòng nửa năm không giải quyết được vấn đề này thì sau nửa năm nữa Trung y dược sẽ bị trục xuất hoàn toàn khỏi châu Âu. Khi đó Trung y dược ở châu Âu coi như là tuyệt diệt. Nếu như sau này có người có đủ khả năng giải quyết chuyện này nhưng sau nhiều năm như vậy, Trung y dược muốn một lần nữa quay lại công thành đoạt lũy thì e thật sự quá khó khăn. Đây chính là thời khắc mấu chốt, nếu không mạo hiểm, anh sẽ không còn người kế nhiệm nữa.
Trương Bác nhìn Vũ Dũng Tú cười nói, Tùy Viên Vũ không phải là người hành nghề y. Tại sao anh lại quan tâm tới nghề này như vậy? Khi tôi mới tới Paris, tôi chỉ là một cán sự của đại sứ quán, tôi liền phụ trách vấn đề tiếp đón và giải quyết các vấn đề của người được phái tới. Người thứ nhất thất bại, người thứ hai thất bại, người thứ ba thất bại. Bọn họ không nóng vội nhưng tôi rất nóng vội. Tôi nghĩ là chỉ những thầy thuốc trung y cùng với những người hành nghề y dược mới để ý tới vấn đề sinh tử của trung y chứ. Triệu Tử Long cười nói. Chuyện này không có liên quan gì tới nghề nghiệp, Vũ Dũng Tú nói. Ông cứ ra ngoài cửa, túm bất kỳ một người Trung Quốc nào và hỏi xem bọn họ có tình nguyện để trung y biến mất hay không. Đương nhiên là không muốn, Trương Bác cười to nói. Chỉ cần là một người Trung Quốc có chút lương tâm thì sao có thể nhẫn tâm để báu vật của dân tộc mình biến mất khỏi tiến trình lịch sử. Con cháu đời đời sau này của chúng ta không biết dùng thuốc đông y, không biết châm cứu, bấm huyệt. Điều này đáng hơn hơn nhiều. Tần Lạc gật đầu cười nói, mọi người có biết tại sao Bộ trưởng Thái cử tôi tới đây không? Bởi vì ông ấy cảm thấy tiên sinh có thể giải quyết được vấn đề này. Chúng tôi cũng tin tưởng tiên sinh có thể giải quyết được. Triệu Tử Long là một fan trung thành, có phần mù quáng. Bị một người lớn hơn mình mười mấy tuổi tán dương, trong lòng Tần Lạc thấy lâng lâng. Vừa rồi Vũ Tùy Viên đã dùng một câu nói để hình dung. Tôi cảm thấy lối ví von này rất hay, Tần Lạc cười nói. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chỉ thuận miệng nói như vậy, xin đừng để ý, Vũ Dũng Tú giải thích. Tần Lạc khoát khoát tay nói, đây là lời nói thật. Mọi người hiểu thời gian không còn nhiều, tôi cũng hiểu thời gian không còn nhiều. Bộ trưởng Thái cũng biết thời gian không còn nhiều nên trong lúc tuyệt vọng cái gì ông ấy cũng thử. Những người khác lặng lẽ không nói. Một tiểu tử kiêu căng phê bình chính bộ trưởng của mình. Quả thật là hiếm thấy. Thế nhưng tôi là một thầy thuốc khác với những người khác. Những việc người khác không làm, tôi làm. Những chuyện người khác không muốn làm, tôi làm. Những chuyện người khác không biết làm, tôi làm. Đúng, chúng tôi kính trọng khí phách và nhiệt huyết này của Tần Lạc tiên sinh, Trước Bác trịnh trọng nói. Tần tiên sinh, chúng tôi hiểu tính cách của tiên sinh. Tôi không học y nhưng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc. Người trong nghề chúng tôi ai ai cũng phải giơ ngón tay cái lên khi nhắc tới tiên sinh, Triệu Tử Long ngưỡng mộ nói. Chúng tôi kính trọng những việc tiên sinh làm lúc mới gặp Vũ Dũng Tú đối chọi với Tần Lạc một cách cạn tẩu giáo máng. Bây giờ hắn lại bắt đầu nịnh nọt, ngợi ca. Quả thực đó áp thay đổi rất lớn. Lệ Khuynh Thành cầm chén rượu cười tươi như hoa nhìn Tần Lạc. Đôi mắt xinh đẹp sáng như sao, như ngọc thạch, nàng lặng lẽ không nói câu nào. Trước sự tán thưởng một cách nghiêm túc của mọi người, Tần Lạc ngượng ngùng nói, kỳ thật, tôi không vĩ đại như mọi người đã nghĩ. Tôi chủ yếu là sợ thất bại sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Bạn hãy nghĩ xem, bây giờ Tần Lạc mới chỉ là một danh y mà đã có rất nhiều cô gái trẻ mê muội, điên cuồng vì hắn, chết mê chết mệt vì hắn. Nếu như hắn trở thành một đại danh y, không chỉ có những cô gái thời đại này thích hắn. Những cô gái trẻ của 100 năm sau, những cô gái của 200 năm sau cũng thích hắn. Có một tay chơi trong cuộc đời mình thường xuyên lang thang đi tìm gái làng chơi có bút danh là Liễu Tam Biến, cũng được coi là người tài hoa vì hắn viết được một số bài thơ bất hủ. Nữ nhân thời đại hắn mê muội vì hắn, hắn đã chết mấy trăm năm cho tới hôm nay vẫn có vô số cô gái mê muội hắn. Khi còn sống có thể tán gái thì không tính là bản lĩnh. Khi đã chết mà vẫn có thể tán gái. Đây mới chính là bản lĩnh thật sự. Thần tượng là cái gì? Đây mới là thần tượng. Chương 485, anh có muốn không? Thời đại này nói thật không có ai tin, nói láo mọi người lại tin đó là sự thật. Tần Lạc nói như vậy, mọi người cũng chỉ nghĩ là hắn khiêm tốn. Trương Bác nói, Tần Lạc huynh đệ, nói như vậy cũng không đúng. Khi một người thành công không phải do người đó nói nhiều hay nói ít mà do người đó làm nhiều hay ít. Chúng tôi đều ghi tạc trong lòng những chuyện người anh em làm cho trung y. Triệu Tử Long càng không vui vẻ. Tại sao thần tượng của mình có thể nói như vậy? Thật đáng ghét quá đi thôi. Sắc mặt Triệu Tử Long khá tức giận. Ông ta nói, Tần tiên sinh, lẽ phải ở nhân tâm. Con mắt của dân chúng sáng như sao. Tiên sinh nói mình là người xấu nhưng tất cả lại nói tiên sinh là người tốt, vậy tiên sinh là người tốt. Dù tiên sinh có nói mình là người tốt nhưng tất cả mọi người nói tiên sinh là người xấu, vậy tiên sinh chính là người xấu. Dù tiên sinh có là người hơi bốc một chút nhưng chúng tôi vẫn một mực coi tiên sinh là tấm gương, là ngọn đèn soi sáng. Tiên sinh nói vậy là không phù hợp với tính cách của mình nha. Tôi không tin tôi đã nhìn lầm người, Vũ Dũng Tú cũng nói theo.
Cái miệng của cô gái Lệ Khuynh Thành này còn độc hơn so với ba người. Ánh mắt nàng rực sáng, gương mặt rạng rỡ, nàng cười hì hì nói, khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo. Tần Lạc, bây giờ anh đã kiêu ngạo tự mãn sao? Tần Lạc khoát khoát tay nói, thôi được, bây giờ chúng ta không thảo luận những vấn đề dâu ria này nữa. Hiện tại mọi người có mặt đông đủ ở đây, chúng ta hãy thảo luận phương pháp giải quyết vấn đề. Tần Lạc chỉ Vũ Dũng Tú nói, Vũ Tùy Viên. Cứ gọi tôi là Dũng Tú. Vũ Dũng Tú nói, tuy nhiên tên gọi không hợp với thực tế. Tần Lạc gật đầu nói, Vũ Đại Ca, anh coi như đã đón tiếp 5 người đất nước cử sang đây giải quyết vấn đề này. Từ lúc bắt đầu tới nay anh chính là người luôn tham gia vào việc này. Tôi thấy anh có hiểu biết rất sâu về chuyện này. Anh có đề nghị gì không? Tạo Thế. Vũ Dũng Tú nói. Tạo Thế, Tần Lạc nghi ngờ hỏi lại. Đúng. Tuy Pháp là một đất nước tư bản chủ nghĩa nhưng quy định giai cấp xã hội cực kỳ nghiêm chỉnh. Mỗi một giai cấp đều có bè phái của mình. Hơn nữa mỗi một bè phái này đều cực kỳ bài ngoại. Nếu như trong tay anh có 100 vạn rô, anh chỉ có thể tiến vào những đảng phái có phạm vi 100 vạn rô. Nếu như trong tay anh từ 100 vạn đổi thành 1.000 vạn thì anh sẽ bước vào trong phạm vi 1.000 vạn rô. Giới quý tộc thì càng là những người xa rời quần chúng, người bình thường không có cách nào gặp mặt. Vũ Dũng Tú giải thích. Mặc dù anh đang ở Trung Quốc nhưng ở Hàn Quốc không ai không biết, không ai không hiểu nhưng ở châu Âu này anh là người mới tinh. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng để anh tiến vào đảng phái của họ. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề thì trước tiên phải nghĩ cách để anh có thể tiếp xúc với những nhân vật quan trọng của các đảng phái, phải để anh gặp mặt những nhân vật quan trọng có thể giải quyết vấn đề đó. Tần Lạc gật đầu hỏi, vậy Tạo Thế như thế nào? Vũ Dũng Tú gật đầu nói, cái này không thuộc sở trường của tôi. Tôi chỉ cảm thấy nên làm như vậy, còn về việc nên Tạo Thế như thế nào để đạt được mục đích thì nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Em có cách. Lệ Khuynh Thành lên tiếng. Lệ Khuynh Thành thích uống rượu đỏ, cũng có sở trường uống rượu đỏ. Khi ở Yến Kinh, mỗi khi làm xong công việc bận rộn bên ngoài nàng đều quay lên căn phòng riêng ở lầu 3 với mục đích chính của mình là uống một ít rượu đỏ. Khuya hôm nay nàng mở nhiều chai rượu nhất, uống nhiều rượu nhất, cũng uống nhanh nhất. Rượu đỏ có tác dụng rất chậm, ánh mắt của nàng càng uống càng sáng. Gương mặt dễ thương, xinh đẹp càng uống càng hồng. Tần Lạc chỉ lo sau khi nàng say rượu sẽ động chân động tay với mình nhưng hắn lại không ngờ rằng nàng vẫn còn tỉnh táo. Nàng vẫn chăm chú nghe bọn họ nói chuyện hơn nữa vẫn còn có ý kiến quyết định. Cô gái này, quả thực là một cô gái tốt. Có thể uống không say, có khả năng không bị mệt. Mặc dù tiền lương cao nhưng vẫn không khước từ tiền tăng ca. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể ngủ. Em có cách gì? Tần Lạc nhìn nàng hỏi. Chuyện Tạo Thế này hẳn phải tìm em mới đúng. Lệ Khuynh Thành cười khanh khách nói, em chính là một chuyên gia của vấn đề này. Tần Lạc nghĩ cũng đúng. Chuyện Tạo Thế này Lệ Khuynh Thành chính là đối tượng chọn lựa phù hợp nhất. Đôi mắt của nàng rất nhạy bén, bất kỳ lúc nào có thể xuất ra kỳ chiêu. Giống như hắn đã nói với Cửu Yên Mị rằng hai người rất giống nhau, cùng là những phụ nữ xuất sắc. Không lên tiếng thì thôi, đã nói là nổi tiếng. Lệ tiểu thư không chỉ quốc sắc thiên hương, hơn nữa còn có năng lực xuất chúng. Trương Bác cười nói. Không biết trong thời gian ngắn Lệ tiểu thư đã nghĩ ra biện pháp hay nào để Tạo Thế. Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn Tần Lạc, động tác đó tuy khá lẳng lơ nhưng lại vô cùng yêu kiều, quyến rũ làm người khác phải nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Anh ấy là ai? Lệ Khuynh Thành hỏi. Là đàn ông Triệu Tử Long ngẩn người ra rồi trả lời. Nam bác sĩ. Anh ấy biết cái gì? Triệu Tử Long cười nói, Lệ tiểu thư thật rất thú vị. Y thuật của Tần Lạc tiên sinh ít người có thể sánh nổi. Đúng, anh ấy là thầy thuốc, anh ấy giỏi y thuật. Chúng ta sẽ Tạo Thế từ chính phương diện này. Lệ Khuynh Thành ngồi thẳng lên, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc làm người khác phải hoài nghi dáng vẻ say rượu vừa rồi của nàng chỉ là giả vờ. Khi anh ở Đài Loan chỉ vì chữa bệnh từ thiện mà trở thành khách quý của đảo. Bây giờ em muốn anh trở thành người thân của Paris. Lệ tiểu thư, ý của cô là để Tần Lạc cũng học cách làm ở Đài Loan là chữa bệnh từ thiện ở Paris sao? Đúng vậy. Lệ Khuynh Thành trả lời, thế nhưng không phải một nơi mà nhiều nơi. Các khu của người Trung Quốc ở Paris tập trung ở đâu? Trương Bác là người thông thuộc, ông ta nhanh chóng nói tên mấy địa danh. Được, trước tiên chúng ta tiến hành chữa bệnh từ thiện ở phố người Hoa ở Paris. Lệ Khuynh Thành nói. Tôi muốn để Tần Lạc nhanh chóng thu hút được rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc. Ở Paris có rất nhiều người Trung Quốc, nếu như có thể tập hợp tất cả thành một lực lượng thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa người Trung Quốc dễ dàng tiếp nhận Trung Y hơn.
Một khi bắt tay vào thực hiện đối với người nước ngoài thì khó khăn hơn rất nhiều, nhưng đó là bước thứ hai của kế hoạch. Chúng ta phải phối hợp như thế nào? Triệu Tử Long hỏi. Ngày mai mọi người hãy dùng tất cả phương tiện công bố ra bên ngoài là thần y Trung Quốc tới Paris chữa bệnh từ thiện miễn phí. Đương nhiên đối tượng chữa bệnh từ thiện chỉ giới hạn trong người Trung Quốc. Không nên, không nên, Trương Bác lắc đầu quầy quậy nói, nếu làm như vậy người Pháp sẽ cho rằng chúng ta kỳ thị chủng tộc. Giới truyền thông của bọn họ sẽ đưa tin công kích chúng ta, tới khi đó chúng ta muốn giải quyết vấn đề Trung Y dược lại càng khó khăn hơn. Tôi chính là muốn bọn họ có suy nghĩ kiểu đó, Lệ Khuynh Thành cười tươi nói. Vì sao lại làm vậy? Triệu Tử Long vẫn chưa nghĩ ra vấn đề mấu chốt trong đó. Tôi đã hiểu rồi, hai hàng lông mày của Vũ Dũng Tú giãn ra, hắn nói, có tranh luận mới có cãi vã. Nếu tự chúng ta đi tới yêu cầu những phóng viên truyền thông đó đưa tin trợ giúp, nhất định bọn họ sẽ không thèm đoái hoài. Đã như vậy chúng ta chủ động để bọn họ mắc câu. Lợi dụng sự ảnh hưởng của bọn họ đẩy tên tuổi của Tần Lạc ra ngoài. Cho dù là tốt hay xấu, chung quy lại vẫn là tiếng tăm. Nhưng danh tiếng kiểu đó thà không có còn hơn, Trương Bác nói. Cái gì hiếm mới quý? Chúng ta mời bọn họ tới, có lẽ bọn họ cũng không tin tưởng vào y thuật của chúng ta. Trước tiên chúng ta hãy chữa bệnh tốt cho chính người Trung Quốc. Có lẽ xung quanh người Trung Quốc cũng có bạn bè người nước ngoài. Bọn họ nhất định sẽ nói chuyện về y thuật thần kỳ của Tần Lạc. Bọn họ nhất định cũng sẽ đưa những bạn bè người nước ngoài đó tới chữa trị. Khi bọn họ tới khám chữa bệnh, chúng ta lại lập tức thay đổi quy định, Lệ Khuynh Thành giải thích, chúng ta căn bản không cần cầu người ta. Chúng ta chỉ cần chờ người ta tới cầu chúng ta là được. Triệu Tử Long cười to nói, Lệ Khuynh Thành đã tính toán trước. Chúng tôi chỉ cần làm trợ thủ là được. Ở Paris này tôi và Tần Lạc lạ đất lạ người, chủ yếu chúng tôi phải dựa vào sự ủng hộ vững chắc của ba vị. Chúng ta hãy đồng lòng làm tốt chuyện này, Lệ Khuynh Thành khiêm nhường nói. Được, mọi người cùng nhau cố gắng, Trương Bác cười nói. Rượu đến đây cũng đã tới lúc cáo biệt, hai người Triệu Tử Long, Vũ Dũng Tú cáo từ ra về. Trương Bác ở lại đưa mấy người Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành về khách sạn. Quả thật Lệ Khuynh Thành giống như đã uống hơi nhiều, nàng đi lắc lư nghiêng ngả trên đường nhưng khi nói chuyện vẫn rất tỉnh táo, không có giở trò đùa bỡn lưu manh, động chân động tay với Tần Lạc. Tần Lạc cũng thả lòng người hơn. Khách sạn của phái đoàn trợ giúp Trung Y cách không xa nhà hàng nên mấy người đi bộ về. Ngay sau khi tới khách sạn, Trương Bác dặn dò mấy câu rồi cáo từ ra về. Tô Sán và Qua Nhĩ mỗi người một phòng, bọn họ cũng biết điều không nên làm kỳ đà cản mũi nên vội cáo từ về phòng mình. Vốn mấy người Trương Bác cũng không biết mối quan hệ của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành nên đặt riêng mỗi người một phòng. Tần Lạc dìu Lệ Khuynh Thành đi tới trước cửa một phòng. Sau khi mở cửa hắn dìu nàng đi tới ghế xa trong phòng khách, hắn nhẹ nhàng đặt người nàng nằm xuống ghế xa. Sau đó Tần Lạc đi tới mở tủ lạnh lấy một chai Evian đặt trên bàn trà trước mặt Lệ Khuynh Thành. Tần Lạc đi dạo quanh một vòng trong phòng, hắn nhận ra không còn việc gì cho hắn làm liền nói, uống nước súc họng sau đó đi ngủ sớm đi nha. Nói xong Tần Lạc quay người, hắn định về phòng nghỉ ngơi. Anh có muốn làm không? Giọng nói của Lệ Khuynh Thành bất ngờ vang phía sau hắn. Anh có muốn không? Hai lỗ mũi Tần Lạc bắt đầu xịt máu mũi, có muốn ngăn cũng không thể ngăn. Trời ơi, sao cô gái này có thể hỏi một câu lưu manh như vậy, vô lễ như vậy, làm cho người ta khó trả lời như vậy, làm cho người ta không biết phải làm thế nào cho đúng vậy. Bây giờ Tần Lạc phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Đó là làm cầm thú hay còn không bằng cả cầm thú đây. Chương 486, Tạo Thế, Thượng. Tần Lạc biết Lệ Khuynh Thành là một nữ lưu manh nhưng hắn không biết nàng lại lưu manh tới mức độ đó. Mặc dù hai người cũng đã tương đối thân thiết với nhau nhưng tại sao lại đưa ra một câu hỏi trần trụi như vậy? Dù thế nào đi nữa cũng phải dò xét một chút, sau đó ngồi uống trà nói chuyện tình yêu. Vuốt ve, hôn hít, cuối cùng mới tiến tới giai đoạn mấu chốt của vấn đề đó. Tại sao cô ấy không tiến hành từng bước một? Hai bắp chân Tần Lạc run rẩy, gương mặt hắn run rẩy. Hai nắm tay nắm chặt, trong lòng hắn đang có hai con người tiểu nhân đang đánh nhau kịch liệt. Trong hai con người tiểu nhân này, một người có tên là cầm thú, một người tên là không bằng cầm thú. Cầm thú nói, người ta là con gái đã chủ động nói ra. Từ chối lời mời của người ta không phải là làm cho người ta rất mất mặt sao? Không bằng cầm thú nói, không được, không được, không được, không được. Tôi không thể làm như vậy, chúng tôi chẳng qua chỉ là bạn bè. Cầm thú lại nói, phải chấp nhận tình yêu của cô ấy,
từ chối cô ấy sẽ làm cô ấy tổn thương. Người anh em, chẳng lẽ khó lựa chọn tới mức phải do dự như này sao? Không bằng cầm thú nói, tôi đã có hôn thể, tôi không thể chấp nhận cô ấy. Tôi không có cách nào chịu trách nhiệm với hôn nhân của cô ấy. Quan hệ của chúng tôi không thể tiến tới một bước này. Cầm thú tức giận nói, con mẹ nó, anh hãy nói đi, anh có muốn chơi hay không? Không bằng cầm thú nghiêm túc suy nghĩ một lát, đang định mở miệng nói thì bị cầm thú cầm dao đâm chết. Vì thế con người tiểu nhân cầm thú này đã chiến thắng con người tiểu nhân không băng cầm thú. Không bằng cầm thú chết không nhắm mắt, trước khi chết hắn còn phun ra máu nói, tao đã cẩn thận suy nghĩ. Quả thực tao cũng muốn cô ấy, tao không thể lừa gạt bản thân mình. Cầm thú, tao nói, mày, mẹ. Thân hình Tần Lạc đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Tần Lạc chậm rãi quay đầu lại, hắn nở một nụ cười ôn nhu nhất hỏi, vừa rồi em nói gì? Em nói, Lệ Khuynh Thành lấy cái gối ôm kê dưới đầu, tư thế nằm của nàng xuất hiện một biên độ phập phồng. Khuôn mặt nàng ngửa lên, mắt phượng chứa chan xuân tình. Bộ ngực tròn đầy mây mẩy nhấp nhô dữ dội, đôi tất lụa màu đen ôm khít lấy cặp đùi rắn chắc mượt mà của nàng. Đôi giày phát ra âm thanh chói tai như hung khí nhưng không làm người ta có một cảm giác nguy hiểm, ngược lại làm cho người ta có một cảm giác đau xót cùng vui sướng, hấp dẫn tới cùng cực. Đôi môi anh đào của nàng khẽ hé mở, nàng cất giọng khàn khàn nói, anh có muốn làm không? Lại hỏi như vậy, lại hỏi như vậy, lại hỏi như vậy. Quá đáng ghét, quá đáng ghét, quá đáng ghét. Tần Lạc cảm thấy đan điền mình nóng lên. Sau đó ngọn lửa vốn yếu ớt kia dần dần cháy lan ra khắp toàn thân như lan khắp cánh đồng cỏ, tới mức không thể thu hồi. Cổ họng hắn nóng bỏng, tinh thần bấn loạn, huyết mạch toàn thân hắn như sôi trào. Muốn, Tần Lạc trả lời. Cái gì? Lệ Khuynh Thành nghi ngờ nhìn Tần Lạc hỏi, muốn cái gì? Muốn làm, cái gì? Tần Lạc há hốc mồm hỏi. Lệ Khuynh Thành, xì, một tiếng cười nói, đây là em hỏi vấn đề của tôi. Anh hỏi em làm cái gì? Anh nói muốn là Tần Lạc nói, lúc nãy khi ăn cơm cô gái này vẫn thể hiện trí thông minh, lanh lợi cao ngất trời. Tại sao chỉ trong một thoáng đã lại giống như một đứa trẻ thiểu năng vậy? Câu trả lời của mình đã rất thẳng thắn, chẳng lẽ cô ấy nghe mà không hiểu sao? Em hỏi anh có muốn làm cái gì không? Anh nói anh muốn cái gì vậy? Anh, Lệ Khuynh Thành đang nói chất chợt nàng ngây người sau đó nàng sững sờ nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Liệu có phải anh nghe lầm điều gì không? Tần Lạc chột dạ hỏi. Em nghĩ đây là một hiểu lầm rất thú vị. Tần Lạc chỉ hận không thể tìm thấy một cái lỗ để chui xuống, hắn đỏ mặt nói, đã muộn rồi, em hãy nghỉ ngơi đi. Anh về phòng ngủ. Nói xong người đàn ông đó bối rối bỏ chạy. Ngay khi hắn khép cửa lại, từ phía sau vang lên tiếng cười lanh lảnh, sắc bén của phụ nữ. Quay về phòng mình, Tần Lạc tiến vào phòng tắm. Hắn mở vòi nước, hai tay hắn vốc nước vã lấy vã để vào mặt mình. Bọt nước bắn tung tóe, bắn vào lớp da mặt dày của hắn phát ra tiếng cách cách. Loại hành động này chính là muốn hạ nhiệt độ cho chính mình, cũng là muốn trừng phạt suy nghĩ bất lương như cầm thú của mình. Một lúc lâu sau hắn mời ngừng hành động tự làm khổ mình. Tần Lạc nhìn gương mặt ướt đẫm của mình trong gương thì thầm. Anh có muốn làm không? 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 Mỗi một lần dừng lại cùng đều để người khác thấy ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tần Lạc đấm tay vào gương, tức giận nói, phụ nữ cái kiểu gì vậy? Nói chuyện cũng không giải thích rõ ràng, nếu như cô ấy nói tôi cần phải làm gì? Thì sao tôi có thể hiểu lầm chứ? Càng nghĩ càng xấu hổ, Tần Lạc chạy tới giường ôm gối nằm khóc nức nở. Xảy ra chuyện con quạ đen này, cô bảo sao sau này tôi có thể ra ngoài gặp người ta đây? Sáng sớm hôm sau trong khi Tần Lạc vẫn đang ngủ say, chuông điện thoại ở đầu giường của hắn vang lên. Alo, ai đó? Tần Lạc cầm điện thoại lên hỏi. Cưng ơi, là em, anh đã rời giường chưa vậy? Giọng nói nũng nịu của Lệ Khuynh Thành vang lên trên điện thoại. Anh, chuẩn bị rời giường. Tần Lạc khá căng thẳng, ngay cả tình trạng hiện tại của mình cũng quên khuấy, hắn chỉ sợ Lệ Khuynh Thành nhắc lại chuyện tối hôm qua. Con heo lười, mau dậy đi. Bọn em đang chờ anh xuống ăn sáng, Lệ Khuynh Thành nói. Được Tần Lạc nói xong hắn vội vàng cúp điện thoại. Nhà hàng của khách sạn nằm trên lầu 3. Khi Tần Lạc đi tới đó, Lệ Khuynh Thành, Tô Sán cùng Qua Nhĩ đã ngồi chờ ở đó. Ba người Trương Bác, Vũ Dũng Tú, Triệu Tử Long không thấy tới. Hôm nay bọn họ phải chuẩn bị rất nhiều việc, thời gian rất gấp gấp. Chào buổi sáng, Tần Lạc chủ động chào hỏi ba người.
tối qua anh ngủ có ngon không? Lệ Khuynh Thành vừa gắp thức ăn vừa hỏi Tần Lạc. Tần Lạc len lén liếc nhìn sắc mặt Lệ Khuynh Thành, vẫn bình thường, không cười mỉa. Rất ngon, Tần Lạc trả lời. Còn em ngủ không ngon. Tại sao? Tần Lạc hỏi. Lệ Khuynh Thành nghiêng người, nàng ghé sát vào người Tần Lạc khẽ nói, em hỏi anh làm gì? Nhưng anh lại nghĩ là em hỏi anh tại sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm từ chối một lão bà tha hương, xuân tình phơi phới như vậy hả? Chẳng lẽ mình không nghe nhầm? Chẳng lẽ mình không hiểu lầm? Chẳng lẽ không bằng cầm thú đã chết vô ích? Tần Lạc khóc không ra nước mắt. Ở nước Mỹ có khu phố Chinatown nổi tiếng. Ở Paris cũng có một con phố nhỏ của người Hoa. Thế nhưng con phố đó nguyên có tên là phố Philip. Thế nhưng vì nơi này có rất đông người Hoa sinh sống, hàng quán hai bên phố cũng đều là của người Hoa nên nơi này được gọi là phố người Hoa. Trước cửa ra vào của hiệu thuốc trung y Đại Uông Thị, Triệu Tử Long và Vũ Dũng Tú đang đứng chờ ở đó. Bên cạnh đó còn có cả một người đàn ông trung niên lạ mặt, mặc trường bào màu xanh. Lão Triệu, lão có nói không đó? Đừng có gạt tôi đó, người mặc trường bào xanh nói. Lão Uông, tôi có khi nào gạt ông không vậy? Đúng là Tần Lạc đã tới. Chính là Tần Lạc mà chúng ta thường xuyên nói chuyện với nhau đó. Ông đã xem băng video của cậu ấy. Chờ lát nữa Tần Lạc tới, ông hãy tự nhận đi nha. Ha ha, tôi kích động quá mất thôi. Đó là hình mẫu của tôi. Chúng ta là những người học trung y, dùng trung y. Tại sao chúng ta lại không mong muốn gặp cậu ấy một lần chứ? Lão Uông, tuổi của lão không còn nhỏ nữa, còn chuyện gì mà lão chưa trải qua? Triệu Tử Long nghiêm túc phê bình người bạn vong niên của mình. Ông ta hoàn toàn quên mất hôm qua khi gặp Tần Lạc chính mình cũng có biểu hiện thất lễ như vậy. Ông có thể kiên cường hơn tôi bao nhiêu nào? Triệu Uông cười nói, ở vào độ tuổi của hai chúng ta, không còn hứng thú theo đuổi thần tượng gì đó, nhìn vào một minh tinh không còn có cảm giác gì, nhưng Tần Lạc này lại khác. Cậu ấy khác những người khác. Tới rồi, Vũ Dũng Tú lên tiếng, sau đó hắn bước tới hai bước. Lão Uông đưa mắt nhìn, một chiếc xe màu đen có cắm cờ nhỏ chạy tới hướng này. Lái xe chính là Trương Bác, người đã đi đón Tần Lạc. Nhưng người đàn ông ngồi ngay cạnh Trương Bác thì Lão Uông hoàn toàn không quen biết. Sau khi Trương Bác dừng xe lại, Vũ Dũng Tú liền tiến tới mở cửa sau của xe. Lão Uông muốn tự tiến lên giới thiệu mình, không ngờ người đầu tiên bước xuống xe lại là một phụ nữ quyến rũ xa lạ. Này, Lão Uông quay đầu nhìn Triệu Tử Long, có phải nhận nhầm người hay không vậy? Chào Uông thầy thuốc, tôi là Lệ Khuynh Thành, trợ lý của Tần Lạc tiên sinh. Lệ Khuynh Thành biết tâm tư của Lão Uông nên chủ động mỉm cười giới thiệu. À, chào cô, hoan nghênh Tần Lạc tiên sinh và Lệ tiểu thư tới Paris. Lão Uông cười ha hả nói. Lúc này Tần Lạc mới bước xuống xe, hắn bước tới trước mặt Lão Uông, chủ động chia tay ra, cười nói, Uông Lão, tôi là Tần Lạc. Có gì phiền toái, kính xin thứ lỗi. Đừng gọi tôi cái này Uông Lão, cái kia là Uông Lão. Tôi không gánh nổi đâu. Lão Uông kích động nhìn Tần Lạc. Cuối cùng đã gặp, cuối cùng đã gặp. Tần Lạc hiểu tâm tình của Lão Uông. Bản thân hắn khi nhìn thấy thần tượng của mình cũng sẽ có biểu hiện như vậy. Tần Lạc hàn huyên mấy câu với Lão Uông, sau đó hắn hỏi Vũ Dũng Tú, mọi việc chuẩn bị đã xong chưa? Đã làm xong, chúng tôi đã cho người thông báo cho tất cả người Hoa ở phố người Hoa biết. Hơn nữa sáng nay, kênh Tiếng Trung cũng sẽ đưa tin anh tới Paris chữa bệnh miễn phí. Chúng tôi cũng đã loan tin trên Inter, tới khi đó nhất định sẽ rất nhiều người tới khám chữa bệnh, Vũ Dũng Tú nói. Tần Lạc rút điện thoại di động nhìn thời gian và nói, còn nửa tiếng nữa là tới thời gian chữa bệnh từ thiện miễn phí. Chúng ta cứ chuẩn bị trước. Tất cả đã chuẩn bị xong. Bàn ghế, văn phòng tứ bảo, trà. Lão Uông cười nói. Tiên sinh còn cần gì tôi sẽ cho người chuẩn bị. Làm phiền rồi, Tần Lạc khách sáo nói. Vì vậy cả nhóm kiên nhẫn chờ đợi một người khách xuất hiện trước cửa. 25 phút, 50 phút. Tới tận giây phút cuối cùng vẫn không xảy ra cảnh tượng mọi người vây xem đông nghịt như ở Đài Loan. Thậm chí cho tới lúc này vẫn không có một ai tới tìm Tần Lạc khám bệnh. Có một người phụ nữ duy nhất tiến vào hiệu thuốc là để tìm Lão Uông. Mục đích của cô ta là muốn mua một ít thuốc giảm sốt cho con của mình. Tần Lạc ngồi ở như có cảm giác bị đông cứng lại. Những người này quả thực không coi thôn trưởng cũng là cán bộ. Chương 487, Tạo Thế Chung.